Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 4. Dưới sự ép buộc của Diệp Lâm, Hà trai chủ nào chịu được loại hành hạ tàn nhẫn kia, lập tức nói hết những gì mình biết ra. Tại Lê Viên ở Yến Giao, thường xuyên tổ chức hội đấu giá bí mật, đều là những thứ không thể để người ta biết, đều là hàng thật. Rất nhiều bảo bối trong tiệm của tôi đều xuất từ Lê Viên. Nó là chợ đen kéo dài qua cả Cửu Châu, chỉ cần ra nổi giá thì muốn gì cũng có. Hà trai chủ cố nén đau đớn nói hết ra những gì mình biết. Chợ đen. Diệp Lâm nhướng mày, thế lực đứng sau chợ đen là Hạ Long Môn. Diệp Lâm thầm nghĩ nếu là của Hạ Long Môn thì dễ làm rồi. Không phải, Hà trai chủ lắc đầu, tuy rằng Hạ Long Môn khống chế thế lực ngầm, nhưng mà chợ đen không có liên quan, cũng không bị khống chế bởi Hạ Long Môn. Nghe nói ông chủ đứng sau chợ đen là một vị đại lão bên Đông Hải. Còn là người nào thì không phải người ở tầng lớp như tôi có thể biết được. Tóm lại, trong hội đấu giá ở Lê Viên, dù là đồ cổ tranh chữ hay là thiên tài địa bảo, muốn cái gì cũng có. Lúc này, Triệu Huyền Đình nói tiếp, tôi từng nghe nói về Lê Viên. Hình như là một tòa nhà rất thần bí, người bình thường tới gần là sẽ bị đuổi đi. Hóa ra là đang làm một số chuyện không thể bị người ta biết. Đúng đúng đúng, Hà trai chủ tiếp tục nói. Cần phải có người quen giới thiệu mới có thể đi vào Lê Viên. Mấy người tha cho tôi đi, tôi bằng lòng dẫn mấy người đi Lê Viên, mua bất cứ thứ gì mà mấy người cần. Đồ cổ tranh chữ, thiên tài địa bảo, muốn cái gì cũng có. Diệp Lâm lập tức nổi lên hứng thú. Phụt! Diệp Lâm rút dao găm lại. À, Hà trai chủ hét thảm thiết một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Diệp Lâm cầm máu giảm đau một cách qua loa cho ông ta, rồi cảnh cáo, dẫn đường đi. Nếu bên kia không có đồ tôi muốn thì bên kia chính là nơi chôn của ông. Diệp Lâm mới bắt cóc Hà trai chủ, đi ra khỏi cửa sau tàng bảo trai không được bao lâu, thì đột nhiên có một đám thị vệ mặc áo giáp bao vây cửa chính tàng bảo trai. Hai nhóm người lần lượt đi vào trong, khiến không khí hiện trường vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Đội cận vệ Yến Kinh phá án. Mọi người đừng hoảng sợ, đang làm gì thì cứ làm đi. Ai là trưởng quầy, bảo ông chủ các anh ra đây. Đào trưởng quầy thấy thế thì sợ tới mức liên tục lùi ra sau. Có điều, khi thấy người dẫn đầu là một nữ tướng khí thế kiêu hãnh, đào trưởng quầy lại yên tâm hơn nhiều. Hóa ra là Kim Đại Nhân, đào trưởng quầy vội vàng tươi cười chào đón. Chỉ huy sứ Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh rất có uy vọng trong dân gian, cũng rất được dân chúng ủng hộ và yêu thích, lại thêm bản thân cô chính là một người đẹp. Có được lực tương tác tự nhiên. Vậy nên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kim Lũ Y, đào trưởng quầy vốn đang bất an lập tức thả lòng, không còn đề phòng, chủ động đi lên chào hỏi. Trai chủ các anh đâu? Kim Lũ Y mặt mày lạnh lẽo ra lệnh, bảo ông ta ra gặp tôi. Hóa ra tên yêu tăng bị bắt vào ngày hôm ấy ở bệnh viện, sau vài ngày bị nhốt trong phủ đô úy, đã hoàn toàn sụp đổ, khai ra hết mọi chuyện. Ví dụ như miếng ngọc có tà khí và toàn bộ chuỗi sản nghiệp. Gã chỉ là một mắt xích trong đó, phía trên gã là trai chủ tàng bảo trai. Còn phía trên nữa là ai thì gã không biết. Vì vậy, Kim Lũ Y dựa theo manh mối đi đến tàng bảo trai, định tìm cho ra manh mối tiếp theo rồi điều tra đến cùng. Trai chủ đang tiếp khách, đào trưởng quầy không dám làm lơ, Kim Đại Nhân đợi một lát, để tôi đi hậu đường báo tin. Dứt lời, đào trưởng quầy chạy nhanh như chớp ra hậu đường để báo tin. Chào Kim Đại Nhân. Lúc này, các khách hàng xung quanh cũng sôi nổi chào hỏi Kim Lũ Y. Người Kim Lũ Y vừa gật đầu đáp lại mọi người vừa đi dạo trong đại sảnh. Tầm mắt cô chợt bị thu hút bởi một khu triển lãm riêng. Hai bức tranh chữ bản gốc của Vương Hy Chi được treo cao trên quầy triển lãm. Hóa ra là quản lý giả tự ý treo bức tranh chữ Diệp Lâm mới vừa viết lên trên quầy triển lãm để mọi người cùng thưởng thức. Chữ đẹp quá, Kim Lũ Y dừng bước ngắm nhìn, âm thầm gật đầu. Lúc này, Kim Lũ Y đột nhiên thấy bên cạnh quầy triển lãm còn có một bức tranh chữ khác có nét chữ quen thuộc. Bức tranh chữ tế chất văn cảo này mới được một người trẻ tuổi viết. Có phải là rất đẹp không? Quản lý giả cười giới thiệu, Kim Đại Nhân có hứng thú với thư pháp hả? Kim Lũ Y không hiểu thư pháp, chỉ là ngày thường phá án sẽ đi so sánh các loại nét chữ. Cô cảm thấy chữ này quen quen, dường như là từng thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, Kim Lũ Y hô lên. Cô chợt nhớ đến chữ viết trên đơn thuốc thấy được ở tiệm của Trần Thi Nhã vào hôm qua. Hình như là cùng một nét chữ với bức tranh chữ tế chất văn cảo ở trước mắt. Kim Lũ Y vội hỏi, người viết theo mẫu kia đâu rồi? Có tên là gì?
Quản lý giả còn chưa trả lời thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét sợ hãi của đào trưởng quầy. Giết người rồi, đào trưởng quầy sợ tới mức tè ra quần, chạy về từ hậu đường. Anh ta đi hậu đường tìm trai chủ, kết quả không thấy được trai chủ, ngược lại thấy được ba thi thể. Kim đại nhân, cứu mạng. Đại nhân, đã điều tra được thân phận của ba người chết, bọn họ là Tam Hùng Mã Thị Hoành Hành Phụng Thiên. Cả ba người bọn họ đều là tội phạm truy nã cấp A bị chính phủ treo thưởng trên toàn quốc. Tội phạm truy nã cấp AI. Kim Lũ Y nhìn ba thi thể nằm trên mặt đất, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ chết chưa hết tội. Giết bọn họ không chỉ không có tội mà ngược lại còn có công. Chỉ là, lại có thêm vấn đề. Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Trai chủ Tàng Bảo Trai đi đâu rồi? Kim Lũ Y cúi người xuống, nheo mắt lại, nhìn chăm chằm vết thương chí mạng trên cổ họng ba người. Lại là một chiêu mất mạng, ra tay rất dứt khoát. Kim Lũ Y nhớ lại ngày hôm trước, người chết trong chiếc xe rơi xuống núi kia có vết thương rất giống với vết thương lúc này. Chẳng lẽ là do một người làm? Kim đại nhân, trai chủ chúng tôi, sẽ không sao đúng không? Đào trưởng quầy run bần bật đứng bên cạnh. Kim Lũ Y nhìn một vòng quanh phòng. Cuối cùng, tầm mắt cô ta dừng trên vết máu trên mặt bàn. Vết máu trên bàn không khớp với ba người chết. Kim Lũ Y suy đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc đó là máu của ông chủ các anh. Cái gì? Nghe vậy, đào trưởng quầy lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy ông ấy? Kim Lũ Y đi lại bên cạnh đào trưởng quầy. Lạnh lùng hỏi với giọng điệu thẩm vấn tội phạm, nói nghe xem, ông chủ các anh gặp khách nào ở đây? Sốt cuộc Tàng Bảo. Trai các anh đang ngầm làm cái quỷ gì thế? Nghe vậy, đào trưởng quầy run rẩy cả người, trong đầu nghĩ đến đám người Triệu Uyển Đình. Bốn người bọn họ đều không có ở đây, có phải là vì có liên quan đến chuyện trai chủ mất tích không? Có điều, đào trưởng quầy không dám để lộ tin tức của khách hàng. Bởi vì cái nghề của bọn họ là phải bảo mật thân phận của khách hàng. Nếu bây giờ trai chủ chết rồi, thì đào trưởng quầy chắc chắn sẽ hết lòng phối hợp điều tra. Nhưng mà bây giờ trai chủ chỉ là tạm thời mất tích. Nếu anh ta lắm miệng để lộ ra tin tức của khách hàng, thì anh ta sẽ khó mà ăn nói với trai chủ lúc trai chủ quay về. Thấy đào trưởng quầy muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang che giấu gì đó. Kim Lũ Y nhấn mạnh giọng điệu, nếu anh không chịu nói thì tôi đành phải dẫn anh về phủ đô úy để thẩm vấn. Cuối cùng, dù là bị nhốt vào đại lý tự hay là bị đưa đi hình bộ, thì anh đều không tránh được chịu đau đớn về da thịt. Nghe vậy, đào trưởng quầy sợ đến mức quỳ xuống đất cầu xin, tha mạng cho tôi đi, Kim đại nhân, tôi thật sự không liên quan gì đến chuyện này. Tôi thật sự không biết gì cả. Dẫn đi, Kim Lũ Y ra lệnh, thị vệ ở hai bên lập tức đi lên bắt đào trưởng quầy. À, tôi nói, dưới sự đe dọa, đào trưởng quầy không chịu nổi nữa, đành phải khai hết ra. Ở đây vốn dĩ đang tiến hành giao dịch dược liệu, chắc là vì không thỏa thuận được nên mới có xung đột. Bọn họ không thể nào mua được những dược liệu quý báu kia ở các nơi bình thường. Chỉ có một nơi ở gần Yến Kinh là có thể mua được những thứ bọn họ cần. Rất nhiều bảo vật ở Tàng Bảo Trai chúng tôi đều được lấy từ bên kia. Tôi đoán là bọn họ bắt cóc trai chủ đi bên kia. Nghe vậy, Kim Lũ Y lập tức hỏi, bên kia là ở đâu? Đào trưởng quầy ấp úng. Cuối cùng vẫn thốt ra hai chữ, Lê Viên. Lúc này, đám người Diệp Lâm đã lái xe đến gần Lê Viên ở Yến Giao. Ai vậy? Bọn họ còn chưa đi vào khu vực trung tâm thì đã có một đám bảo vệ võ trang đầy đủ thân thể mạnh khỏe đi lên điều tra. Là tôi, Hà trai chủ lập tức ló đầu ra, chào hỏi đám nhân viên bảo vệ, tôi đi tham gia hội đấu giá đêm nay. Ồ, hóa ra là Hà trai chủ Tàng Bảo Trai vừa thấy là khách quen. Đám bảo vệ lập tức trở nên khách sáo và thả cho bọn họ đi. Diệp Lâm không để Hoa Quốc Đống chạy sâu vào trong, mà ra hiệu cho anh ta dừng xe lại. Các cô về trước đi, Diệp Lâm nói với Triệu Uyển Đình, còn lại cứ giao cho tôi. Tôi sẽ dẫn Hà trai chủ đi tham gia hội đấu giá. Nếu có dược liệu liên quan, tôi sẽ cố gắng mua được. Dọc theo đường đi, thông qua lời giới thiệu của Hà trai chủ, Diệp Lâm nhận ra rằng chợ đen này rất không đơn giản. Thế lực sau lưng rất rắc rối phức tạp. Ngay cả Hạ Long Môn cũng không thể xen vào mua bán của bọn họ, có thể thấy được thế lực kia mạnh đến thế nào. Lê Viên ở Yến Kinh chỉ là một trong các điểm xử lý tang vật, và những điểm như thế này trải dài khắp toàn bộ đại hạ. Từ trang bị mới vừa rồi của đám bảo vệ, có thể thấy được là lực lượng vũ trang tư nhân ở đây cực kỳ đáng sợ. Ừ, cậu Diệp nói đúng lúc này, Vương Phàm cũng nói, ở đây có chút nguy hiểm,
để tôi đưa Triệu đại tiểu thư và Hoa thiếu trở về trước đã. Ok, Triệu Uyển Đình cũng không muốn trở thành gánh nặng của người khác, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Diệp Lâm, trong thẻ có 1 tỷ, nhờ anh nhất định phải mua được dược liệu cứu mạng. Nếu không đủ tiền thì anh cứ gọi tôi. Ừ, Diệp Lâm cầm thẻ ngân hàng, dẫn Hà trai chủ xuống xe. Cậu Diệp, cậu yên tâm đi đi trước khi đi, Vương Phàm nói, chờ đưa người về nhà xong rồi, tôi sẽ quay lại đón cậu. Diệp Lâm vẫy tay chào tạm biệt đám người Triệu Uyển Đình. Khi nhìn về phía Lê Viên, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Mặc dù trang viên có hoàn cảnh tươi đẹp và cảnh vật đẹp như tranh, nhưng mà bên trong chốn yên tĩnh lại cất giấu sát khí ở khắp nơi. Nhìn từ bố cục phong thủy, có thể thấy được nơi đây huyết quang ngập tràn, sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Vị sư phụ thứ 15 của Diệp Lâm chính là đại sư phong thủy, có thể đi về âm dương, dự đoán vận may tốt xấu. Diệp Lâm chỉ nhìn thoáng qua là phát hiện nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Diệp Lâm muốn bọn Triệu Uyển Đình đi về nhà trước. Đi thôi, Diệp Lâm bình tĩnh bước đi, không để ý nhiều đến sự khác thường xung quanh mình. Chỉ cần có được thiên tài địa bảo mà mình đang cần gấp, thì dù phía trước có là đầm rồng hang hổ, Diệp Lâm cũng sẽ đi một chuyến. Diệp Lâm vừa dẫn Hà trai chủ đi vào Lê Viên được một lát thì có vài chiếc xe tuần tra chạy đến. Là đội cận vệ Yến Kinh. Đám nhân viên bảo vệ kiêu căng ngạo mạn kia thấy vậy thì nhanh chóng nhường đường, thái độ cung kính. Đội cận vệ Yến Kinh tra án, tất cả người không liên quan đều tránh ra. Xe tuần tra không hề giảm tốc độ, chạy thẳng một đường vào Lê Viên. Kim Lũ Y xuống xe, để lại vài người canh giữ các cửa ra vào. Sau đó, cô ta tự mình dẫn thị vệ đi vào đại sảnh Lê Viên. Lúc này, quản gia Lê Viên hấp tấp chạy lên lầu. Viên chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Có hàng trăm vệ binh đột nhiên xông vào viên khu, dẫn đội là chỉ huy sứ Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh. Lúc Kim Lũ Y dẫn người xông vào Lê Viên, Diệp Lâm và Hà trai chủ đã được đưa xuống tầng ngầm để tham gia hội đấu giá long trọng do Lê Viên tổ chức vào tối nay. Lê Viên sẽ không tổ chức đấu giá định kỳ, nhưng lần đấu giá nào cũng có thể thu hút kẻ có tiền ở các nơi trên Cửu Châu. Kỳ chân dị bảo được đấu giá ở đây, chỉ có anh tưởng tượng không ra, chứ không có bọn họ tìm không thấy. Mỗi lần tham gia đấu giá, đều chỉ hận mình không đủ tiền thôi. Hà trai chủ quen đường quen nẻo dẫn Diệp Lâm đi vào một phòng bao, đồng thời nhấn mạnh các loại quy tắc đấu giá với Diệp Lâm. Tất cả các khách hàng đi vào đây đấu giá đều được giấu tên đồng thời, mọi thứ ở đây đều sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Một khi phát hiện có khách hàng để lộ chi tiết về hội đấu giá ra bên ngoài, thì sẽ bị hủy bỏ tư cách, vĩnh viễn cấm bước vào đây. Vậy nên, muốn đi vào hội đấu giá cấp bậc như Lê Viên, một là hội đấu giá chủ động mời, hai là người quen đảm bảo và giới thiệu. Diệp tiên sinh, hiện giờ tôi chính là người đảm bảo của cậu, Hà trai chủ buồn rầu nói, cậu nhất định phải tuân theo quy tắc ở đây, nếu không sẽ liên lụy đến tôi, khiến tôi không đến đây được nữa. Diệp Lâm đứng trong phòng bao rộng khoảng 10 mét vuông, có một cửa sổ sát đất, có thể quan sát rõ ràng hiện trường bán đấu giá ở tầng ngầm. Bên cạnh còn có một màn hình lớn, có thể xem tất cả ở hiện trường với khoảng cách gần. Mọi thứ bán đấu giá ở đây đều được người tổ chức đảm bảo, không cần phải lo lắng vấn đề mua nhầm hàng giả. Yên tâm, chỉ cần ở đây có thứ tôi muốn là được. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi sẽ không làm loạn ở đây. Nghe vậy, Hà trai chủ thở nhẹ ra, vội vàng bảo Diệp Lâm ngồi xuống, tiếp tục xem hội đấu giá. Trước khi hai người đến, buổi đấu giá đã được tiến hành một thời gian. Trên sân khấu, MC tiếp tục giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cực kỳ hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trong kiếp sống MC hội đấu giá. Vị MC đẹp trai kia đã làm ở đây hơn 3 năm. Qua tay anh ta, phần lớn các kỳ chân dị bảo đều được bán ra với giá cả xa xỉ. Ngay cả MC cũng nói rằng vật phẩm đấu giá tiếp theo là bảo vật hiếm thấy và lần đầu tiên anh ta thấy trong kiếp sống nghề nghiệp. Loại cách nói này bật dậy lửa tò mò trong lòng tất cả mọi người ở hội trường đấu giá. Dứt lời, MC vẫy tay một cái, hai nhân viên cùng nâng một cái bàn gỗ lớn lên sân khấu. Trên bàn gỗ được bày một vật phẩm, bên trên phủ vải đỏ, không thấy rõ là thứ gì. Mọi người đoán xem đây là gì? MC chạm tay vào vải đỏ, nhưng lại không xốc lên, mà để mọi người đoán. Có vài ông chủ ở các phòng bao dường như bị đánh thức lòng ham muốn trong cơ thể, có chút sốt ruột, không nhịn được chửi bậy, mẹ nó, mau lên đi. MC kiên nhẫn chờ đợi vài giây.
thấy mình đã khiến cho tất cả khách hàng trong hội trường chú ý, nhuộm đẫm bầu không khí rồi, mới xốc vải đỏ lên và công bố đáp án. Đây là một gốc linh chi nghìn năm. Trên bàn gỗ chính là một gốc linh chi màu đỏ to như chiếc đĩa hình mặt trăng. Ôi! Trong phút chốc, hiện trường trở nên xôn xao. Linh chỉ nghìn năm. Mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Lịch sử Đại Hạ cũng chỉ mới có 5.000 năm ngắn ngủi. Thế mà gốc linh chỉ này lại vượt qua 1/5 dòng sông lịch sử. Khiến người không dám tưởng tượng. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm sân khấu bán đấu giá. Linh chi nghìn năm. Diệp Lâm kích động đến mức run rẩy cả người, không ngờ hôm nay mình lại may mắn như vậy, mới vừa tới đã thấy được bảo vật hiếm có. Trên đường đến đây, anh cho rằng có thể gặp được thiên tài địa bảo trăm năm là xem như đáng giá rồi. Không thể ngờ được rằng thiên tài địa bảo ở đây thậm chí còn hiếm có hơn trong cả tưởng tượng của mình. Chỉ khởi điểm thôi là đã nghìn năm rồi. Nếu nói nhân sâm là vua của Bách Thảo, thì linh chỉ chính là tiên thảo của tái sinh. Có gốc linh chỉ này, thì dù không dùng đơn thuốc cứu mạng trước đó của Diệp Lâm, ông cụ Triệu cũng có thể kéo dài mạng sống thêm 3 đến 5 năm. Hơn nữa, gốc linh chỉ này ngang dọc đều hơn 1 mét, độ dày nửa mét, to đến mức ngoài dùng cứu ông cụ Triệu ra, thì số còn lại có thể đủ để Diệp Lâm luyện đan dược nửa năm. Diệp Lâm cực kỳ kích động, nhất định phải lấy được gốc linh chỉ kia. Trời ạ, linh chỉ nghìn năm, thật hay giả vậy? Lúc này, Hà trai chủ bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Lúc nãy ở tàng bảo trai, chỉ là dược liệu trăm năm cũng đủ để thu hút nhà họ Triệu, suýt nữa bán ra giá trên trời là mấy trăm triệu. Nếu xác định gốc linh chi nghìn năm trước mắt là thật, thì chắc là không thể nào đánh giá được giá cả của nó. Hà trai chủ cũng kích động nói, chắc là buổi đấu giá hôm nay sẽ thay đổi bảng xếp hạng giá cả ở hội trường. Ừ, Diệp Lâm biết rõ ngoài mình ra thì ở đây còn rất nhiều kẻ có tiền. Bọn họ đều đang theo dõi gốc linh chỉ nghìn năm kia, lát sẽ bắt đầu đấu giá chắc là sẽ cực kỳ điên cuồng. Nghĩ đến chuyện trong tay mình chỉ có 1 tỷ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau đó, Diệp Lâm lấy điện thoại gia đình gọi Bạch Vị Vi, bảo cô ấy đi tìm 5 đại gia tộc khác gom tiền cho mình, nhân tiện đi tìm Triệu Uyển Đình, bảo Triệu Uyển Đình gửi thêm một ít cho mình. Vậy thì cộng hết tài lực của 6 đại gia tộc, chắc là sẽ đủ để đấu giá gốc linh chi nghìn năm kia. Nhưng mà, Diệp Lâm bấm gọi đi, kết quả là không gọi được. Không có tín hiệu, Diệp Lâm nhìn điện thoại. À, đúng rồi, tôi quên nói với cậu Hà trai chủ nói, cả khu Lê Viên đều bị che chắn tín hiệu. Hầy, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lần này phiền phức rồi. Sau khi bày ra linh chi nghìn năm thu hút mọi sự chú ý của người ở đây, MC tiếp tục mở miệng báo ra giá khởi điểm. 100 triệu. Giá khởi điểm là 100 triệu. Nghe vậy, Hà trai chủ giật mình, bình thường giá giao dịch của hàng đấu giá chỉ khoảng 100 triệu, vậy mà gốc linh chỉ nghìn năm kia lại có giá khởi điểm là 100 triệu. Hà trai chủ thầm đánh giá giao dịch cuối cùng của gốc linh chỉ nghìn năm kia ít nhất cũng phải 5 tỷ, thậm chí có khả năng vượt qua 10 tỷ. 500 triệu, lúc này, có một phòng bao ra giá đầu tiên, ngay sau đó, các giá cả kế tiếp cũng nhanh chóng tăng lên. 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Giá của linh chi nghìn năm càng lúc càng cao. 2 tỷ, rốt cuộc, Diệp Lâm cũng đi ra một giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 2 tỷ. Từ 1 tỷ đến 2 tỷ, lập tức ra giá gấp đôi. Vừa nghe cái giá này, hội trường đấu giá lập tức sôi trào. Không biết là vị đại lão nào ra tay rộng đến vậy, vừa ra giá là tăng lên gấp đôi. 2 tỷ, trời ạ. Xem ra linh chỉ nghìn năm rất có thể sẽ thay đổi bảng xếp hạng giá nơi đây. Lê Viên Yến Kinh từng bán ra một món bảo vật quý nhất, hình như là long cốt có giá 5 tỷ. Các khách hàng ở hiện trường đều đang sôi nổi thảo luận về giá 2 tỷ, cùng với ò mò là vị đại lão giàu có nào vừa mới ra giá. Trong phòng bao, Hà trai chủ cũng bị cái giá vừa ra của Diệp Lâm làm cho ngây người. Diệp tiên sinh, Hà trai chủ ngạc nhiên hỏi nhầm chứ. 2 tỷ hả, cậu không ra giá. Còn nữa, cậu có nhiều tiền như vậy sao? Hà trai chủ nhớ rõ lúc nãy Triệu đại tiểu thư chỉ đưa cho Diệp Lâm thẻ ngân hàng 1 tỷ. Bây giờ Diệp Lâm lại dám ra giá 2 tỷ. Không có, Diệp Lâm thành thật lắc đầu, trên người tôi chỉ có 1 tỷ mà Triệu Uyển Đình đưa thôi. Cái gì, nghe vậy, Hà trai chủ đứng bật dậy, giống như là lửa đốt mông, giật mình sợ hãi nói, cậu không có tiền thì ra giá làm gì?
Đây là phòng đấu giá, không phải chỗ chơi đùa. Hà trai chủ cảm thấy mình sắp điên rồi. Ngay cả loại địa phương này cũng dám báo giá giả, nếu ra giá xong mà không lấy ra được tiền thì khó mà tưởng tượng nổi hậu quả. Hơn nữa, người bảo đảm là ông ta chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. 2,5 tỷ. Lúc này, bên ngoài lại có một phòng bao tăng giá. Phù, Hà trai chủ thấy vậy thì nặng nề thở ra, may là chưa đấu được. Hà trai chủ thầm cảm thấy may mắn. Có điều, ông ta chưa kịp ngồi xuống, thì đã nghe Diệp Lâm báo giá lần thứ hai. 3 tỷ. 3 tỷ. Nghe cái giá mà Diệp Lâm vừa báo, Hà trai chủ suýt nữa bị dọa ngất xỉu, cả người không nén được run rẩy. Sốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả? Cậu không có nhiều tiền mà còn dám ra giá cao như vậy. Lỡ như đấu giá thành công, thì lát nữa phải làm sao đây? Hà trai chủ sắp bị hành động của Diệp Lâm dọa cho ngu người. 3,5 tỷ. Ngay sau đó, phòng bao bên ngoài lại tăng thêm giá. Hai người anh thêm giá tôi thêm giá, khiến buổi đấu giá tiến vào giai đoạn gay. Hiện trường lại sôi trào. Trời ạ, từ 100 triệu đến 3,5 tỷ, còn chưa đấu giá đến 10 lần nữa, khủng khiếp quá đi. Bắt đầu từ 2 tỷ, hình như chỉ còn hai người đấu giá với nhau, mỗi lần đều tăng 500 triệu, thật sự là ghê gớm. Đã 3,5 tỷ rồi, xem ra bảng xếp hạng giá Lê Viên sẽ được thay đổi trong tối nay. Thời khắc lịch sử đây mài. Tuy rằng có người tăng lên giá, nhưng mà Hà trai chủ lại không yên lòng một chút nào, ngược lại còn căng thẳng hơn nữa mà nhìn Diệp Lâm. Nếu không phải kiêng dè thực lực đáng sợ của Diệp Lâm, thì ông ta chỉ muốn đi lên bụng miệng Diệp Lâm lại, không cho Diệp Lâm ra giá. Diệp tiên sinh, ngừng ra giá đi, Hà trai chủ nức nở cầu xin, lỡ như đấu giá thành công, mà lại không lấy ra tiền được, thì tôi và cậu đều sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Lâm dường như không nghe thấy lời nói của Hà trai chủ, tiếp tục báo giá, 5 tỷ. Nghe vậy, Hà trai chủ lập tức sợ đến mức khó thở, mắt nhắm lại, chân khuỵu xuống, ngất xỉu. Diệp Lâm thấy vậy thì lắc đầu, không ngờ ông ta lại nhát gan, sợ phiền phức đến vậy. Đúng là Diệp Lâm không có 5 tỷ, vậy nên anh định nợ tiền, sau đó sẽ gom tiền từ 5 đại gia tộc, rồi đi trả là ổn rồi. Nếu hội đấu giá không đồng ý thì Diệp Lâm sẽ không khách sáo với bọn họ, trực tiếp đoạt đồ vật luôn. Diệp Lâm từng ngồi tù 5 năm, đã bị lời nói việc làm của hơn 100 kẻ cực kỳ tàn ác ảnh hưởng, không còn là thiện nam tín nữ gì nữa, có thể nói nợ tiền là đã cho đủ thành ý rồi. Diệp Lâm nhất định phải có được gốc linh chỉ 1000 năm kia. Huống chỉ, ở trong tay người khác, linh chỉ có giá trị vài tỷ trong buổi đấu giá. Nhưng nếu ở trong tay mình dùng để luyện chế đan dược, thì giá trị của linh chỉ ít nhất cũng chục tỷ. Vậy nên linh chỉ 1000 năm rơi vào trong tay người khác chỉ là lãng phí của trời. Giờ phút này, mức giá 5 tỷ lập tức khiến toàn bộ hiện trường đấu giá bùng nổ. Trời ạ, 5 tỷ, đêm nay bảng xếp hạng giá đổi chắc rồi. Không biết là vị đại lão nhà giàu nào nữa, mở miệng là ra giá 5 tỷ, ít nhất cũng phải là người giàu nhất một châu. Nghe nói gia tộc giàu nhất Phụng Thiên đang ở đây, có 8 phần là bọn họ ra giá 5 tỷ. Ngay lúc này, trong một phòng bao VIP xa hoa khác, cũng là nơi lúc nãy kêu giá 3,5 tỷ. Bên trong cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không ngờ rằng giá 3,5 tỷ cũng chưa chấn được đối phương, ngược lại dẫn tới một cái giá đáng sợ hơn nữa là 5 tỷ. Mẹ nó, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi hùng hổ đứng dậy, sốt ruột đi lòng vòng. Sau đó, anh ta nhìn về người phía sau, hình chung, cậu đi xem rốt cuộc là thằng nhãi nào không có mắt dám tranh giá với tôi. Đi dạy dỗ hắn một trận đi. Nếu còn dám tăng giá thì đánh gãy chân chó của hắn. Lúc hiện trường đấu giá bước vào giai đoạn gay cấn, Kim Lũ Y đã dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh lần lượt đi vào đại sảnh Lê Viên. Chủ của Lê Viên tên là Mạnh Chu Huyền. Ông ta là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, vóc người cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt sắc bén như sói, để lộ vẻ mưu mô và tàn nhẫn. Nghe nói ông ta không chỉ có bối cảnh hơn người, mà thực lực của bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Từng giành giải quán quân quyền anh ngầm vài kỳ liên tiếp. Hiện nay ông ta làm việc cho Đông Hải, quản lý Lê Viên, mỗi ngày qua tay hàng chục tỷ, chẳng kém một chút nào so với Hắc Long đại lão ngầm của Yến Kinh. Kim đại nhân, ngại quá, không kịp tiếp đón từ xa. Mạnh Chu Huyền cười ra đón người. Ông ta biểu hiện rất khách sáo và khiêm tốn với Kim Lũ Y. Mạnh Chu Huyền ông ta không sợ Kim Lũ Y, mà là sợ quan phục trên người Kim Lũ Y. Một viên chủ Lê Viên tầm thường như ông ta không thể nào so được với chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh.
Tôi đến đây để điều tra án Ngọc Thạch, hy vọng các ông có thể phối hợp. Kim Lũ Y giải thích vài câu, khối ngọc có chứa tà khí kia được truyền ra từ chính nơi đây. Nghe vậy, Mạnh Chu Huyền lập tức hiểu được, nhưng lại cười giấu giếm, chỗ chúng tôi bán đấu giá rất nhiều thứ, cô chợt nói vậy thì tôi chẳng nhớ gì cả. Có điều, Kim Đại Nhân cứ yên tâm, chúng tôi có hồ sơ chi tiết mọi hàng đấu giá. Lê Viên chúng tôi đảm bảo sẽ phối hợp điều tra. Dứt lời, Mạnh Chu Huyền tự mình đưa đám người Kim Lũ Y vào phòng tiếp khách rộng rãi. Kim Đại Nhân, các vị thị vệ, xin chờ một lát, tôi sẽ lấy hồ sơ liên quan đến đây để phối hợp điều tra. Sau khi sắp xếp xong đám người Kim Lũ Y, Mạnh Chu Huyền nhanh chân ra ngoài, đồng thời phân phó cho cấp dưới. Đơn giản hóa quy trình bán đấu giá, đêm nay phải kết thúc sớm hơn, chuẩn bị để đi. Trợ lý nghe vậy thì giật mình, còn phải tiếp tục đấu giá hả? Đội cận vệ Yến Kinh đều ở đây, hay là cứ kết thúc buổi đấu giá luôn đi? Đừng lo lắng, Mạnh Chu Huyền mặt mày lạnh lùng, quay đầu nhìn thoáng qua hướng phòng khách, bọn họ tạm thời không đi được. Dầm. Bên kia, Diệp Lâm vừa mới báo giá trên trời là 5 tỷ, còn chưa kịp nghe có người tăng giá, thì đã nghe có người một chân đá văng cửa phòng bao. Diệp Lâm quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông vạm vỡ, mặt mày hung ác, dáng người cường tráng, cao gần 2 mét, gần như chặn kín hết cả cửa phòng. Gã chính là tay đấm hình chung được người trong một phòng bao khác phái đến. Là mày mới báo giá 5 tỷ hả? Hình chung hung ác hỏi. Đúng vậy, Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu. Thấy không tìm lầm người, hình chung thay đổi sắc mặt, lạnh giọng cảnh cáo, nhãi danh, thiếu gia nhà tao phái tao nói vài lời với mày, bọn tao vì gốc linh chỉ nghìn năm kia mới đến đây, hy vọng mày có thể từ bỏ ra giá, nể mặt nhà họ Trương Phụng Thiên bọn tao một lần. Nhà họ Trương Phụng Thiên. Nghe vậy, Hà trai chủ mới vừa tỉnh lại lập tức thay đổi sắc mặt. Là nhà họ Trương nhà giàu số một Phụng Thiên đấy hả? Hà trai chủ giật mình hỏi. Ha ha, hình chung cười ngạo nghễ. Ngoài nhà họ Trương kia ra, thì trong cả Phụng Thiên, có ai dám tự xưng là nhà họ Trương nữa? Hà trai chủ nghe vậy thì vừa giật mình vừa sợ hãi. Giật mình là vì Diệp Lâm dám tăng giá lên đến 5 tỷ. Sợ hãi là vì đối tượng tranh giá là nhà giàu số 1 Phụng Thiên. Được, Hà trai chủ liên tục nhún nhường, chúng tôi đương nhiên phải nể mặt nhà họ Trương Phụng Thiên rồi. Chúng tôi sẽ không ra giá nữa. Theo Hà trai chủ, có thể thoát thân khỏi tranh giá mù quáng. Còn có thể khiến nhà họ Trương nợ một lần ân tình, loại chuyện một mũi tên bắn trúng hai con chim này, tại sao lại không chứ? Câm miệng, Diệp Lâm lạnh lùng cắt ngang lời nói nịnh nọt đối phương của Hà trai chủ, ông có tư cách nói chuyện hả? Hà trai chủ ngây người, lại thay đổi vẻ mặt, giật mình nói, không phải chứ, chẳng lẽ cậu còn định ra giá với nhà họ Trương Phụng Thiên để giành linh chỉ nghìn năm? Tôi biết rồi, Diệp Lâm bình tĩnh đáp lại, quay về nói với thiếu gia nhà anh rằng ở đây là hội đấu giá. Dù anh ta coi trọng cái gì, thì cũng phải ra giá cao mới được. Tôi không hề biết Trương gì hết, vì sao phải nể mặt các anh. Cái gì, Diệp Lâm vừa dứt lời, không khí trong phòng bao lập tức trở nên nặng nề. Hà trai chủ hoảng sợ trợn mắt, để lộ ra vẻ khó có thể tin, cả người không kiềm được run rẩy. Tên họ Diệp kia, dám chống đối nhà họ Trương Phụng Thiên. Đây là một chuyện nghiêm trọng hơn cả chuyện đấu giá thành công mà không có tiền chỉ trả. Đắc tội nhà họ Trương Phụng Thiên, chắc là đến chết cũng không có chỗ chôn. Hít, Hà trai chủ bị dọa đến mức liên tục hít khí lạnh, cuối cùng không hít nổi nữa, đôi mắt nhắm lại, bị dọa ngất đi lần nữa. Mày là cái thứ gì? Mày có tư cách gì ra giá với thiếu gia nhà tao? Lúc này, mặt mày hình chung trở nên âm trầm hơn nữa. Mẹ nó, tao không hề muốn ra tay với loại không tên không họ như mày. Nhưng nếu mày không biết sống chết, thì tao sẽ làm theo lời thiếu gia là đánh gãy chân chó của mày. Dứt lời, hình chung bước lên trước, định ra tay đánh Diệp Lâm. Ai cho phép mày đi vào? Thấy hình chung không chỉ dám đá cửa, không mời mà đến, còn tự ý đi vào phòng bao, chuẩn bị đánh mình, Diệp Lâm liền đập mạnh xuống bàn, khiến một cốc nước bằng sứ trên bàn bay lên. Ngay sau đó, cốc nước đang ở giữa không trung bị vỡ thành vô số mảnh sứ vụn. Diệp Lâm vung tay lên. Mảnh sứ giống như viên đạn bay nhanh về phía hình chung. A hát! Có tiếng hét thảm thiết vang lên, hình chung bụng cả khuôn mặt mình lại. Mảnh vụn rậm rạp giống như cấy mạ trải dài khắp khuôn mặt gã. Mặt tao! Hình chung bụng mặt, vô thức lùi ra sau. Đến tận giây phút này, gã mới nhận ra được mình đang đối mặt với một đối thủ đáng sợ như thế nào. Chỉ là một cốc sứ bình thường,
lại có thể biến thành vũ khí sắc bén gây tổn thương người khi ở trong tay đối phương. Nếu những mảnh vỡ vừa rồi không đâm vào khuôn mặt mình, mà đâm vào cổ họng mình, thì chắc là hiện giờ mình đã thành thi thể. Nghĩ đến đây, Hình Trung run rẩy cả người, còn rất sợ hãi. Thảo nào đối phương dám không nể mặt nhà họ Trương Phụng Thiên. Hóa ra là người ta có đủ thực lực để làm vậy. Trở về nói với nhà họ Trương là tao nhất định phải được gốc linh chi nghìn năm kia, Diệp Lâm lạnh lùng nói. Hơn 10 phút sau, trong phòng khách, Kim Lũ Y chờ mãi mà không thấy viên chủ trở về. Nhìn nước trà còn chưa chạm vào trên bàn, Kim Lũ Y dường như ngửi ra được mùi vị âm mưu. Đại nhân, để tôi đi ra ngoài xem sao. Trợ thủ Ân Hồng Trang đứng dậy, đi ra cửa vặn tay nắm cửa. Gà! Cô ta phát hiện cửa bị khóa trái. Buồn cười. Đám thị vệ đều đứng dậy. Không ngờ viên chủ ở đây thật to gan, ngay cả đội cận vệ Yến Kinh cũng dám nhốt. Soát, Ân Hồng Trang rút đao bên eo ra, định đi lên phá cửa. Nhưng mới vừa rút đao, chỉ dùng có một chút sức, mà trước mắt chợt quay vòng, đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa là ngã xuống. Ân Hồng Trang lắc mạnh đầu, vẫn thấy đất trời quay cuồng. Đừng nói là đi phá cửa, hiện giờ cô ta ngay cả đứng thẳng người cũng khó khăn. Hồng Trang, thấy dáng vẻ lắc lư giống như là uống say của phó thủ, Kim Lũ Y cũng nhận ra không ổn, vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó, có một loại cảm giác vô lực lướt nhanh toàn thân cô. Trước mắt cô tối sầm, suýt nữa là ngất đi. Thuốc mê. Kim Lũ Y chống mặt bàn, cố gắng đứng vững người. Lúc này, không chỉ có Kim Lũ Y, mà đám thị vệ còn lại cũng mơ màng, cảm thấy mệt mỏi, không có một chút tinh thần nào. Tất cả mọi người ở đây đều trúng chiêu, không có ai là ngoại lệ. Đáng giận, Kim Lũ Y giận dữ đấm xuống bàn. Từ lúc vào phòng, bọn họ không uống một giọt nước hay ăn bất cứ thứ gì, chắc kia là thuốc mê dạng khí được truyền qua không khí. Có điều, ngay cả thể chất hiện giờ của Kim Lũ Y cũng không miễn dịch được loại thuốc kia, có thể thấy được nó chính là loại thuốc không bình thường và có phẩm chất cực cao. Mạnh Chu Huyền, ông lăn ra đây cho tôi. Kim Lũ Y nổi giận hét lên, ông thật to gan, dám bỏ thuốc mê đội cận vệ Yến Kinh chúng tôi. Ông có biết hậu quả khi làm như vậy không hả? Cô hét vài câu liên tiếp. Mới nghe được tiếng trả lời của Mạnh Chu Huyền. Trên màn hình vách tường phòng khách, đột nhiên xuất hiện bóng dáng Mạnh Chu Huyền. Kim đại nhân, thật xin lỗi, các cô tới quá đột nhiên, tôi không có gì để chiêu đãi, đành phải dùng thiên tiên túy, để các cô ngủ một giấc. Nói đến đây, Mạnh Chu Huyền mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Xem ra thiên tiên túy có hiệu quả rất tốt, ngay cả Kim đại nhân cô cũng không thể miễn dịch được. Không hổ là thuốc mê cấp cao có thể mê choáng tất cả. Mọi người dưới chiến thần. Nghe vậy, Kim Lũ Y vừa giật mình vừa tức giận, Mạnh Chu Huyền, ông dám bỏ thuốc mê chúng tôi hả? Ông có ý xấu gì vậy? Ông biết hậu quả không hả? Yên tâm, tôi không có ý xấu với các cô. Mạnh Chu Huyền cười cười, các cô chỉ cần ở đây ngủ một giấc, đừng phá hư mua bán của chúng tôi là được. Chờ sau khi các cô tỉnh dậy, Lê Viên sẽ không còn ai cả, khi ấy các cô muốn điều tra thế nào cũng được. Kim đại nhân, ngủ ngân nờ lờ. Dứt lời, màn hình đột nhiên tối sầm. Mạnh Chu Huyền kết thúc cuộc trò chuyện. Nhốt đội cận vệ Yến Kinh chỉ là kế sách tạm thời. Bởi vì ở đây là chợ đen, là nơi không thể để người ta biết, một khi bị đội cận vệ Yến Kinh điều tra rõ ràng thì sẽ liên lụy đến khắp nơi. Vậy nên Mạnh Chu Huyền bất đắc dĩ mới ra hạ sách nhốt đội cận vệ Yến Kinh lại, chờ khi buổi đấu giá kết thúc, nhanh chóng rút khỏi nơi đây, đi ra vùng khác để tránh gió. Làm vậy thì một là đội cận vệ Yến Kinh không bắt được ai, hai là không điều tra ra được hàng phi pháp, đợi qua tiếng gió sẽ nhờ người đứng sau Lê Viên dùng các mối quan hệ để giải quyết là coi như xong. Nếu Kim Lũ Y muốn điều tra đến cùng thì cứ ném ra vài người chịu tội thay là được. Ai ra, tiếc cho Lê Viên của mình, phải đóng cửa một thời gian. Nghĩ đến đây, Mạnh Chu Huyền liền cực kỳ giận dữ, chỉ muốn hành hạ Kim Lũ Y đã hôn mê một trận để trả thù. Euro ó điều. Mạnh Chu Huyền chỉ dám nghĩ chứ không dám động đến đối phương một chút nào. Thứ nhất, cha nuôi của Kim Lũ Y chính là chiến thần Lý Úc Bạch của U Châu. Một khi ông ấy nổi giận thì dù là vị đại lão Đông Hải kia cũng sẽ bị liên lụy, căn bản là không giữ được mình. Thứ hai, Kim Lũ Y là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Chỉ với vâng sáng thân phận kia của Kim Lũ Y thôi, cũng đủ để ngăn chặn mọi sự ngấp nghé từ một Mạnh Chu Huyền nhỏ nhoi. Chỉ vì bỏ thuốc mê Kim Lũ Y, Mạnh Chu Huyền sẽ phải trốn tránh 1-2 năm. Nếu dám động đến Kim Lũ Y,
thì ông ta làm gì còn đường sống nữa. Mạnh Chu Huyền không ngốc, sẽ không thu hẹp đường đi của mình. Lúc này, trong phòng khách, đám người Kim Lũ Y không gượng nổi nữa, lần lượt ngất xỉu hết. Tuy rằng Kim Lũ Y đã dốc hết sức lực để loại bỏ thành phần thuốc mề trong cơ thể mình, nhưng cũng chỉ là vô ích. Thậm chí, khi cô dục lực lượng trong cơ thể mình càng nhiều thì hiệu quả của thuốc mê sẽ càng thêm kinh khủng. Thiên Tiên Túy, dù Kim Lũ Y chưa uống một giọt nào, thì lúc này cả người cũng khó chịu, giống như là bị say rượu, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nằm ngủ. Đại nhân, Phó Thủ Ân Hồng Trang đi lại bên cạnh Kim Lũ Y, Thiên Tiên Túy có hiệu quả rất mạnh, chỉ có ngủ say mới dần dần tan hết thuốc. Chúng ta càng tỉnh táo, thì cái loại cảm giác vô lực sẽ càng mạnh. Có trong khoảnh khắc, Kim Lũ Y cũng muốn bất chấp mọi thứ đi ngủ một giấc, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, quay về phủ là được. Không được, Kim Lũ Y nghiêm mặt nói, trước khi đi, cha nuôi đã giao Yến Kinh lại cho tôi. Nếu tôi không đối phó được với một lê viên nhỏ nhoi, thì làm gì còn mặt mũi đi gặp cha nuôi nữa. Và tôi còn có tư cách gì làm chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh nữa chứ? Hiện giờ đội cận vệ Yến Kinh đang ở trong đầm lầy lê viên, không thể thoát ra ngoài. Kim Lũ Y là người dẫn đầu, phải gánh phần lớn trách nhiệm. Soát, Kim Lũ Y rút đao bên eo ra. Đám thị vệ xung quanh đều ngơ ngác mà nhìn, không biết Kim Lũ Y còn bao nhiêu sức lực, có thể cầm đao xông ra ngoài hay không. Có điều, với tình trạng hiện tại của bọn họ, dù có thành công xông ra ngoài, thì chắc là cũng không đánh lại bọn bảo vệ bên ngoài. Phụt, ngay lúc này, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Kim Lũ Y cầm đao, không có chém vào cửa phòng, mà quay ngược xuống đâm thủng bàn tay của mình. Lưỡi đao đâm vào lòng bàn tay, xuyên qua mờ u bàn tay, máu tươi chảy ào ạt. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến đầu óc vốn dĩ đang mê man của Kim Lũ Y tỉnh táo hơn nhiều, thậm chí ngay cả lực lượng cũng khôi phục được ba phần. Dầm! Nhân lúc đầu óc tỉnh táo, Kim Lũ Y bước lên trước, một chân đá văng cửa phòng bị khóa trái. Cô siết bàn tay bị thương, cảm giác đau đớn ập đến lần nữa. Lại có thể thần kỳ mà khắc chế hiệu quả của thuốc mê Thiên Tiên Túy. Hóa ra là thế. Kim Lũ Y tìm được phương pháp khắc chế, lập tức quay người lại, lớn tiếng ra lệnh. Đội cận vệ Yến Kinh nghe lệnh. Rút đao. Trong nhất thời, mấy chục thị vệ đội cận vệ Yến Kinh đều học theo Kim Lũ Y, dùng cách tự mình hại mình, làm ra đau đớn để chống chọi lại cơn mê man. Đúng là tốt hơn nhiều. Ân Hồng Trang đứng lên, cảm thấy sức lực bị tan mất khôi phục lại khá nhiều. Dầm. Kim Lũ Y lại đá văng cửa phòng bên cạnh, cứu hết đám thị vệ bị nhốt ở phòng bên cạnh. Lúc này, đám người hơn 100 người bọn họ đều trúng Thiên Tiên Túy, giống như tàn binh bại tướng, không còn bao nhiêu sức lực để chiến đấu. Tuy rằng đã dùng phương thức tự mình hại mình để khôi phục một vài phần lực lượng, khiến đầu óc tỉnh táo trong chốc lát, nhưng mà Kim Lũ Y không biết loại tình huống này có thể kéo dài bao lâu. Vậy nên, cứ tiếp tục điều tra, hiển nhiên là hạ sách. Chúng ta cần giúp đỡ. Kim Lũ Y lập tức nghĩ ra cách, cần phải phái một người đi ra ngoài gọi giúp đỡ. Hồng Trang, bọn tôi che chở cho cô lao ra ngoài. Cô cố gắng chạy thoát, chạy đến chỗ có tín hiệu, gọi hết thị vệ phủ đội úy đến đây cho tôi. Hôm nay tôi không san bằng Lê Viên, tôi thề không làm người. Kim Lũ Y cầm đao, hét lớn lên, tất cả nghe lệnh, theo tôi giết ra ngoài. Giết, đội cận vệ Yến Kinh cùng hét lên. Thổi bay bực bội và ngột ngạt trong lòng. Đám thị vệ kéo cơ thể nửa tàn, liều chết xông ra ngoài với Kim Lũ Y. Lúc này, đám bảo vệ Lê Viên nghe tiếng ồn bên này thì nhanh chóng chạy qua. Thấy đội cận vệ Yến Kinh chạy ra khỏi phòng, liều chết xông ra ngoài, thì đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ vừa báo cáo lên trên vừa gọi thêm bảo vệ tới để chặn đường. Ơ ó điều, mỗi một người trong đội cận vệ Yến Kinh đều là quân nhân từng trải hàng trăm trận chiến. Cho dù hiện tại chỉ có 2-3 phần lực lượng, thì khi tạo thế lao tới, liều mạng xông lên, cũng không có ai ngăn cản được. Mặc dù bảo vệ Lê Viên có mạnh, thì cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Hơn nữa, bọn họ không dám nặng tay đi ngăn cản quân chính quy. Đánh qua đánh lại, tuy rằng vài trăm tên bảo vệ Lê Viên nhanh chóng bao vây, nhưng vẫn bị hơn 100 người Kim Lũ Y đánh lùi liên tục, tan rã đội hình. Một lát sau, đám người Kim Lũ Y đã thoát ra ngoài. Hồng Trang, cô đi mau đi, Kim Lũ Y dục. Còn các cô thì sao? Ân Hồng Trang ngẩn ra, thấy đám bảo vệ phía sau đều thức thời dừng bước, không còn đuổi theo nữa, nghĩa là cả đám bọn họ đều an toàn, có thể cùng nhau đi khỏi đây. Nhưng mà Kim Lũ Y lại lắc đầu,
Cô đi gọi giúp đỡ, bọn tôi phải chặn bọn họ lại, không thể thả bọn họ đi. Nếu đám kim lũ y bỏ đi hết, thì Lê Viên có thể tranh thủ thời gian này để rút lui, trốn biệt tâm biệt tích. Chờ khi viện binh chạy đến, bọn họ sẽ không bắt được ai. Loại kết quả này có khác gì với bọn họ bị nhốt trong Lê Viên ngủ một giấc. Vậy nên, Kim Lũ Y định dẫn đội bao vây Lê Viên lần nữa, không thả chạy bất cứ người nào. Các cô còn đang trúng thuốc mê, quay lại là rất nguy hiểm. Ân Hồng Trang hơi bất an, dù đối phương là một đám ô hợp, nhưng một khi bị buộc đến đường cùng. Đánh trả lại, thì cũng không kém chút nào. Thân là quân nhân, sao có thể sợ hãi nguy hiểm. Kim Lũ Y lớn tiếng ra lệnh, Ân Hồng Trang nghe lệnh, đi mô. Vâng, Ân Hồng Trang không dám nhiều lời nữa, lập tức cúi đầu, dốc sức chạy ra bên ngoài. Sau đó, Kim Lũ Y lại dẫn đầu quay về Lê Viên, ụ. Đội cận vệ Yến Kinh, kết trận, tản ra. Hơn 100 thị vệ nghe lệnh, tự động tản ra, canh giữ các cửa ra vào, bao vây Lê Viên to lớn. Viên chủ đại nhân, hỏng rồi. Đội cận vệ Yến Kinh đi rồi quay lại, bao vây hết Lê Viên chúng ta. Cái gì? Mạnh Chu Huyền nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Viện quân của bọn họ tới nhanh vậy sao? Sao có thể chứ? Trợ thủ lắc đầu, không phải viện quân, vẫn là đám người bị chúng ta mê choáng kia. Cái gì? Bọn họ dám quay lại hả? Mạnh Chu Huyền dường như hiểu ra gì đó, mặt mày dần trở nên âm trầm, Kim Lũ Y định đuổi tận giết tuyệt chúng ta hả? Lúc nghe nói Kim Lũ Y dẫn người liều mạng xông ra ngoài, Mạnh Chu Huyền vốn định mặc kệ, nghĩ rằng muốn chạy thì chạy đi. Đám người bọn họ cũng có thể tranh thủ thời gian rút lui. Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Kim Lũ Y đi rồi quay lại. Hay lắm, nếu cô không muốn để lại đường sống cho bọn tôi thì cũng đừng trách bọn tôi không khách sáo. Mạnh Chu Huyền lập tức ra lệnh, tập hợp tất cả lực lượng an ninh, chờ thu dọn đồ vật xong thì sẽ theo mình chạy ra ngoài. Lần này không cần phải nương tay nữa. Bên kia, trong phòng bao. Từ lúc Diệp Lâm ra giá 5 tỷ và đuổi người của nhà họ Trương Phụng Thiên, thì hiện trường hội đấu giá không còn phản ứng gì nữa. Không có người ra giá, MC cũng không tuyên bố kết quả đấu giá. Chờ một lúc lâu thì nghe thấy MC xin lỗi, nói là đêm nay Lê Viên xảy ra chút chuyện, phải dừng buổi đấu giá lại. Và kết quả đấu giá cũng coi như không tính. Diệp Lâm đứng trên lầu, trợn mắt nhìn MC chỉ huy nhân viên, cẩn thận mà cất gốc linh chỉ nghìn năm kia. Định đi đâu, Diệp Lâm dùng một quyền đánh nát cửa sổ sắt đất, nhảy xuống, chặn đường đi của đám người. Tôi mới đấu giá thành công linh chi nghìn năm. Để linh chi nghìn năm lại cho tôi. Khi cuộc đấu giá bị tạm dừng, trong và ngoài hội trường bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Rất nhiều ông chủ đang xem trò vui bên trong phòng cũng rất ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao bảng giá vừa mới được làm mới thì đấu giá lại đột nhiên bị gián đoạn? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói bên ngoài có rất nhiều quan chức tới điều tra vụ án gì đó. Chết tiệt, điều tra tới tận đây, chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Thảo nào lại phải sơ tán, chúng ta cũng mau chạy thôi. Chẳng bao lâu, khách trong phòng cũng nghe được tin tức, chuẩn bị rời đi. Mau nhìn xem L. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên nhảy từ trên tầng xuống, chặn đứng các nhân viên đang sơ tán trên sàn đấu giá, thu hút rất nhiều sự chú ý. Người này chính là Diệp Lâm. Để linh chỉ ngàn năm lại. MC nhìn thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết tên nhóc này từ đâu chui ra. Anh ta lập tức cười nhạo, định thừa nước đục thả câu sao. Dũng cảm quá nhỉ, đồ ở Lê Viên là thứ cậu có thể tùy tiện lấy đi sao? Diệp Lâm cũng không thèm nói nhảm với bọn họ, anh xua tay đánh bay những người này đi, dễ dàng lấy được linh chi ngàn năm. Khi rơi vào tay, nấm linh chỉ khổng lồ mang theo một sự lắng đọng nặng nề của lịch sử. Nó sinh sống dài hàng ngàn năm, hấp thụ tinh hoa của đất trời, đã không còn là vật bình thường nữa. Quả nhiên là linh chỉ ngàn năm, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. MC và các nhân viên khác bị đẩy sang một bên thì rất sốc và tức giận. Cậu là ai mà lại dám trộm vật đấu giá của Lê Viên hả? Cậu dám xưng tên họ không? Diệp Lâm bình tĩnh trả lời, Diệp Côn Luân. Đây là tên anh dùng khi đăng ký vào Lê Viên. Diệp Côn Luân, MC hung hãn lặp lại. Được rồi, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Sao cậu dám lợi dụng tình thế mà trộm bảo vật của Lê Viên? Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Sau khi nói những lời gay gắt này, MC dẫn các nhân viên khác rời đi. Bây giờ, ngoài Lê Viên đang bị xâm nhập, xung quanh MC không có thêm lực lượng phòng thủ.
Linh chỉ ngàn năm bị cướp đi, MC cũng bó tay, chỉ có thể nói những lời cay nghiệt, chờ ngày sau báo thù. Trả giá gấp trăm ngàn lần. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy đi cây linh chỉ ngàn năm này thôi. Tuy nhiên, nếu Lê Viên đã nói những lời gay gắt như vậy, bắt anh phải trả gấp nhiều lần sao? Đã vậy thì anh sẽ nhân cơ hội này lấy thêm một vài bảo vật nữa. Dù sao thì ở chốn chợ đen này cũng không thiếu đồ tốt đâu nhỉ. Đúng lúc Diệp Lâm muốn đi theo nhóm nhân viên này xem bọn họ định làm gì thì dừng lại. Lúc này, một tiếng gầm đột nhiên phát ra từ phòng VIP trên tầng 2. Trương thiếu gia, chính là tên nhóc đói. Trong hộp, một người đàn ông mặt đầy hung ác, chỉ vào Diệp Lâm ở tầng dưới. Người này chính là Hình Trung, người mà người nhà họ Trương vừa mới phái đến chào hỏi nhưng lại bị Diệp Lâm dùng một chiêu đánh trở về. Trương thiếu thấy vậy thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Tên nhóc này không những dám động vào người của mình mà còn công khai cướp vật phẩm đấu giá của Lê Viên. Dám cùng lúc xúc phạm hai thế lực lớn, có lẽ tên nhóc này bị điên rồi. Không chỉ phòng riêng của nhà họ Trương mà những vị khách ở những phòng riêng xung quanh khác cũng chú ý tới Diệp Lâm. Sao lại có người dám cướp linh chỉ ngàn năm từ tay người chủ trì đấu giá trước mặt mọi người cơ chứ? Thằng nhóc đó là ai mà to gan thế? Cậu ta điên rồi sao? Dám đi trộm đồ của Lê Viên? Mọi người đang định rời đi thì lại bị Diệp Lâm thu hút. Tên nhóc này cũng khá có năng lực đấy. Lúc này, một bà lão bên cạnh ông Trương nói với giọng khàn khàn. Bà ta đã chú ý từ lúc Diệp Lâm vung tay đánh bay mấy nhân viên, không khó có thể thấy được thực lực Diệp Lâm. Bà xa, bà có thể xử lý được không? Trương thiếu gia cung kính hỏi. Ha ha, bà già bình thản mỉm cười, Trương thiếu gia cứ yên tâm, giao tên nhóc này cho tôi. Tôi hứa sẽ lấy lại linh chỉ ngàn năm. Nghe vậy, Trương thiếu gia hài lòng gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng, may mắn lần này có bà xa ở đây hỗ trợ. Bà xa, tôi giao nơi này cho bà. Nói xong, Trương thiếu gia nói với đám tay chân được thuê ở một bên, những người khác đi theo tôi, xem ra đêm nay Lê Viên thực sự gặp rắc rối rồi. Chúng ta đi ra ngoài xem có nhặt nhạnh được chút bảo vật nào không. Theo Trương thiếu gia thấy, nếu ngay cả linh chỉ ngàn năm trị giá hàng tỷ đồng mà người của Lê Viên cũng có thể từ bỏ thì có lẽ tối nay sẽ còn nhiều báu vật hơn. Lúc này, Diệp Lâm và bà già kia, một người ở tầng dưới, một người ở tầng trên, hai mắt nhìn nhau. Bà lão được kính trọng gọi là bà xà lắc lắc chiếc gậy đầu rắn trong tay. Trong chốc lát, toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập rắn và bọ cạp từ mọi hướng. Dày đặc và đáng sợ. Khung cảnh bây giờ một lần nữa khiến toàn bộ hội trường phải náo động. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thanh phát ra từ phòng đằng kia. AI tôi nhớ ra vị khách quý trong chiếc hộp. Đó là con trai cả của nhà họ Trương, gia tộc giàu nhất Phụng Thiên. Nhà họ Trương, rắn. Hóa ra là vậy. Việc này chắc chắn là do cao thủ của năm đại gia tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi đứng sau nhà họ Trương thực hiện. Có thể điều khiển được nhiều rắn như vậy chắc chắn là nhà họ Liễu, một trong năm đại gia tộc thần bí ở Phụng Thiên. Lúc này, Diệp Lâm cũng không khỏi giật mình, đối mặt với đàn rắn dày đặc, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải tình huống kỳ quái như vậy. Tên nhóc, tôi không cần biết cậu là ai, mau ngoan ngoãn giao linh chỉ ngàn năm trong tay ra, biết đâu tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Nếu không thì cậu sẽ phải chôn thây trong bụng rắn. Trong khi họ nói chuyện, hàng trăm con rắn đã dàn trận cách Diệp Lâm 10 bước, đứng im không nhúc nhích. Chúng lần lượt đứng thẳng lên, thè lưỡi ra, ánh mắt lạnh lùng, cảm giác vô cùng áp bức. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Ngay cả những vị khách trong phòng riêng trên tầng 2 cũng cảm thấy sợ hãi dù chỉ quan sát từ khoảng cách xa. Bị đám rắn vây quanh, Diệp Lâm đứng im bất động. Hừ. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn bà già trên lầu, bình tĩnh nói, muốn ra tay thì cứ xuống đây đánh với tôi một trận, triệu tập những con vật này có ích lợi gì. Dù là rắn rết hay sư tử thì trong mắt Diệp Lâm, chẳng qua cũng chỉ như con kiến mà thôi. Nhà họ Liễu ở Phụng Thiên sống dựa vào rắn, đám rắn này có thể để cho cậu chết không có chỗ chôn đấy. Bà xà kiêu ngạo đứng lên nói, tôi cho cậu 10 giây để giao linh chỉ ngàn năm ra, nếu không... Cậu sẽ chìm sâu trong đám ra, sống không được, chết cũng chẳng xong. 10 giây. Không cần nhiều thời gian như vậy đâu. Diệp Lâm hơi khom người, chống tay xuống mặt đất, hô lớn, sấm sét. Trong khoảnh khắc, một cơn bão nhanh chóng nổi lên, lấy Diệp Lâm làm trung tâm. Xung quanh là sấm sét chớp sáng kèm theo những cơn gió mạnh.
Ngay sau đó, một tia sét lóe lên trong hội trường đấu giá. Mặt đất rung chuyển, sấm sét lập lòe. Vô số sấm sét từ chỗ Diệp Lâm nhanh chóng lan ra bên ngoài. Sấm sét đi đến đâu thì đất ở đó đều cháy xém. Ván sàn vỡ vụn như thể vừa xảy ra động đất. Rắn rết xung quanh rụng như sung, cháy đen và không còn sự sống. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Từ lúc Diệp Lâm ra tay cho đến khi tia sét quét qua toàn bộ hội trường, khiến tất cả rắn và bọ cạp chết như ngả dạ. Toàn bộ quá trình chỉ có 2-3 giây. Cảnh tượng khó tin này ngay lập tức khiến khu vực tầng trên và tầng dưới im lặng như tờ. Đặc biệt là bà xà đang ở trong phòng riêng trên tầng 2, bà ta trợn mắt há mồm, sắc mặt tái nhợt. Bà ta cho Diệp Lâm 10 giây để suy nghĩ. Diệp Lâm chỉ cần 2-3 giây đã có thể cho bà ta đáp án. Câu trả lời này làm bà ta khiếp đảm. Việc này, làm sao có thể? Bà xà không thể tin vào mắt mình. Cho đến nay, chưa có ai có thể dùng thủ đoạn đáng sợ như vậy để tiêu diệt đội quân rắn rết mà bà ta đã nuôi dưỡng. Công sức 20-30 năm vất vả đã bị đối phương phá hủy chỉ trong 2-3 giây. Xì xào, ngay sau đó, hội trường lại nổi lên một trận ồn ào. Những vị khách trong mỗi căn phòng lớn lần lượt tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hoa mắt à, tại sao dưới đất lại có sấm sét? Mọi người mau nhìn kìa, tất cả những con rắn xung quanh đều đã chết. Tất cả những điều này đều do thanh niên kia làm ra sao? Điều khiển sấm sét giết chết tất cả chỉ trong vài giây. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhất thời, Diệp Lâm kiêu ngạo đứng đó đã trở thành tâm điểm chú ý mọi người. Ánh đèn sáng rực trong phòng kéo bóng lưng anh dài ra, trong phút chốc, thân hình anh đứng đó như một vị thần, trấn áp toàn bộ hội trường. Cùng lúc đó, chủ Lê Viên, Mạnh Chu Huyền đã yêu cầu nhân viên dọn hết bảo vật trong Lê Viên, chuẩn bị xe ô tô rồi vội vã đi ra ngoài. Viên chủ đại nhân, trợ lý lo lắng nói, bên ngoài có đội cận vệ của Yến Kinh, mọi lối ra vào đều có người của bọn họ canh giữ, không để cho ai rời đi. Mạnh Chu Huyền lạnh lùng nói, không sao. Đợi tôi ra ngoài nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ ngoan cố, chúng ta sẽ tấn công mạnh tay. Tôi không tin, bọn họ là một đám tàn binh bại tướng, sao có thể ngăn cản được tôi? Một lúc sau, mọi người ở Lê Viên, đứng đầu là Mạnh Chu Huyền, đã xuất hiện ở cổng. Không tính những vị khách đến đây tham gia đấu giá, riêng nhân viên bảo vệ và nhân viên đã lên tới hàng nghìn người. Kim đại nhân, Mạnh Chu Huyền liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Kiêu ngạo đứng như tảng băng trong bộ trang phục rát vàng, tản ra khí tức đáng sợ có thể đẩy lùi người xa ngàn dặm. Họ Chu tôi thật sự không muốn đi đến bước đường này, càng không muốn dùng bạo lực với các anh em cận vệ của Yến Kinh. Hôm nay, Lê Viên bị các cô phong tỏa, tôi đã chấp nhận rồi. Xin Kim đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống. Dù sao người đứng sau lưng tôi cũng không đơn giản, một khi xung đột nổ ra giữa chúng tôi, sẽ không có lợi cho ai cả. Kim đại nhân, xin hãy đặt đại cục lên hàng đầu, tạo thuận lợi cho đôi bên. Mạnh Chu Huyền tiêu dùng lý lẽ và tình cảm phân rõ lợi hại, hy vọng thuyết phục được Kim Lũ Y nhường đường. Tuy nhiên, đáp lại Mạnh Chu Huyền lại là lưỡi kiếm của Kim Lũ Y. Phút, Kim Lũ Y vung kiếm xuống, trong khoảnh khắc, trước cửa Lê Viên đột nhiên mở ra một khoảng trống cực lớn. Khe hở ngoằn ngoèo kéo dài hàng trăm mét, cô lập toàn bộ Lê Viên ở phía bên kia. Sau đó, Kim Lũ Y giơ kiếm lên, cao giọng cảnh cáo. Kẻ nào dám bước ra khỏi Lê Viên nửa bước, chém mồ. Kẻ nào dám từ chối hợp tác với cơ quan điều tra, chém. Những kẻ lâm trận rút lui, chém. Trong khoảnh khắc, xung quanh vang lên một tiếng loảng xoảng, tất cả hộ vệ Yến Kinh đều rút kiếm ra. Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền cũng xanh mặt, không ngờ Kim Lũ Y lại cố chấp như vậy, thật sự muốn đấu với ông ta đến cùng. Kim đại nhân, Mạnh Chu Huyền cuối cùng cũng lớn tiếng nói, cô phải suy nghĩ cẩn thận. Một khi đụng đến tôi và những thứ phía sau, cô có biết sẽ liên lụy đến lợi ích của bao nhiêu người không? Sở dĩ nơi này được gọi là chợ đen là vì hầu hết các mặt hàng được đấu giá ở đây đều không rõ nguồn gốc. Nhưng trên thực tế, hầu hết đều do quan chức, doanh nhân giàu có thực hiện, có dây mơ dễ má rất sâu. Nếu sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, đừng nói đến chỉ huy sứ của đội cận vệ như cô. Cho dù cha nuôi của cô có đến thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cô đâu. Mạnh Chu Huyền cảnh cáo. Kim Lũ Y nghiêm mặt, lạnh lùng trả lời, tiền trảm hậu tấu, vương quyền luôn được đặc cách. Tôi không tin, cận vệ Yến Kinh không thể khống chế được Lê Viên nhỏ nhoi của ông.
Đáng chết, Mạnh Chu Huyền âm thầm chửi rủa, ông ta không thể tranh cãi với đối phương thêm nữa. Bởi vì một khi quân tiếp viện của bên kia đến, họ sẽ không thể rời đi. Xông lên, Mạnh Chu Huyền ra lệnh, xông ra ngoài. Tối nay ai có thể giúp tôi đột phá vòng vây sẽ được thưởng 10 triệu tệ. Tục ngữ có câu, phần thưởng lớn ắt sẽ có dũng sĩ. Các nhân viên bảo vệ ban đầu còn e ngại không dám bước tới, giờ đã quyết định đánh liều một phen. Tim đập thình thịch, họ cầm lấy súng và gậy, lao về phía cận vệ Yến Kinh ở bên ngoài. Giết, Kim Lũ Y cũng dẫn đầu tiến lên. Kẻ nào ngoan cố chống cự, giết không thương tiếc. Khi bên ngoài đang rơi vào một trận hỗn chiến. Tại hội trường đấu giá dưới lòng đất, Diệp Lâm đang định xoay người rời đi. Đột nhiên, bà Sa ở trên lầu lại quát lên. Tên nhóc kia, cậu đã phá hủy trận rắn của tôi, còn muốn bỏ đi như vậy sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Hả, bước chân Diệp Lâm khựng lại, anh không ngờ bà già này vẫn còn dám lớn tiếng, anh nói, bà dám xuống đây không? Mặc dù Diệp Lâm không biết nhiều về Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Nhưng sau trận chiến vừa rồi có thể thấy, bà già này giỏi khống chế rắn nhưng chắc chắn không giỏi cận chiến. Lúc này, bà ta dám ngông cuồng lên tiếng, có lẽ vì vẫn đang ở thế an toàn và vẫn còn con át chủ bài chưa dùng đến. Hừm, đối phó với cậu, sao tôi lại phải tự mình ra tay chứ? Bà Sa khịt mũi, nhưng còn chưa nói xong. Đột nhiên, toàn bộ kính từ sàn đến trần trước mặt bỗng vỡ tan, một lực hút kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta. Nó giống như một bàn tay mạnh mẽ kẹp chặt cổ họng bà Sa và kéo bà ra ngoài. A! À, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, bà Sa rơi từ tầng 2 xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Bà Sa choáng váng, ở cái tuổi này, sao bà ta có thể chịu đựng được loại tra tấn này cơ chứ? Hơn nữa, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến bà ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị, hoàn toàn choáng váng. Một lúc lâu sau, bà Sa mới khó nhọc đứng dậy khỏi mặt đất. Đột nhiên phát hiện một chân của mình dường như đã bị trẹo, chỉ có thể dùng chiếc gậy đầu rắn để chống đỡ cơ thể. Thằng nhãi khốn nạn. Bà Sa vừa sừng sốt vừa tức giận, không ngờ Diệp Lâm lại dám làm như vậy với mình. Không phải bà không muốn tôi đi sao? Diệp Lâm chậm rãi đi tới, còn có điều gì muốn nói thì nói thẳng trước mặt tôi đây này. Phịch. Dưới áp lực của Diệp Lâm, bà Sa liên tục lùi lại, cuối cùng loạng choạng ngã xuống đất, vẻ mặt sững sờ. Cậu. Thằng nhãi này, sao cậu dám vô lễ với tôi? Tôi sẽ cho cậu biết tôi tài giỏi như thế nào. Vừa nói, sắc mặt bà Sa đột nhiên thay đổi, từ hoảng sợ trước đó chuyển sang hung dữ và tự tin. Rắn thần, ra đây, ăn thịt thằng nhóc này đi. Bà Sa giơ chiếc nạng đầu rắn trong tay lên, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng như đang niệm chú, nói thứ ngôn ngữ nào đó mà người khác không hiểu được. Xà ngữ, nhìn thấy cảnh này, Diệp Lâm lấy làm ngạc nhiên, không khỏi cau mày. Mặc dù cách phát âm của bà Sa không chuẩn lắm nhưng Diệp Lâm vẫn mơ hồ nghe ra xà ngữ độc đáo và khàn khàn từ trong miệng bà ta. Hả, nghe vậy, bà rắn cũng sửng sốt, tên nhóc, làm sao cậu biết tôi đang nói xà ngữ? Phải biết rằng xà ngữ không phải là ngôn ngữ của con người, cũng không phải là ngôn ngữ của động vật mà là một ngôn ngữ cổ xưa đặc biệt, có thể giao tiếp với sinh linh vạn vật. Đây cũng là bí mật được truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên. Chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được. Ha ha, chỉ là tiếng động vật thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Vị sư phụ thứ 99 của Diệp Lâm được mệnh danh là người có thể nghe thấy giọng nói của mọi sinh vật và giao tiếp với chúng, tất nhiên chuyện này sẽ không thành vấn đề đối với anh. Diệp Lâm đã học được rất nhiều cổ ngữ kỳ lạ từ vị sư phụ đó, còn tưởng kiếp này có thể mình sẽ không thể sử dụng được chúng. Không ngờ hôm nay anh lại nghe thấy xà ngữ từ trong miệng bà già này. Nếu không phải vì lập trường của hai người, Diệp Lâm thậm chí còn muốn chỉ ra bà ta chỗ phát âm không chuẩn, nghe thực sự rất khó chịu. Cậu lén học được thứ này ở đâu? Bà Sa sắc bén hỏi. Đối với bà ta, nếu có ai hiểu được xà ngữ thì người đó hoặc là người của nhà họ Liễu, hoặc là có người đã lén học được ngôn ngữ bí ẩn của nhà họ Liễu. Không đợi Diệp Lâm trả lời, bà Sa đã cười nhạo, mà thôi, dù sao đêm nay cậu cũng phải chết. Cho dù cậu có lén lút học xà ngữ của nhà họ Liễu thì sao chứ? Lấy cái chết ra tạ tội đi. Nói xong, bà Sa lại phát ra một tiếng gầm chói tai, giống như tiếng ma quỷ gào. Khóc, như thể bà ta đang triệu hồi thứ gì đó. Tới rồi sao? Diệp Lâm cũng nhận thấy xung quanh mình có điều gì đó kỳ lạ.
Bên kia đang dùng xà ngữ để triệu hồi một con mãng xà khổng lồ đang ngủ say gần đó. Rầm rầm. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một chấn động nhẹ. Như thể xảy ra một trận động đất nhỏ, rung chấn cũng đồng thời lan sang các phòng riêng trên tầng 2. Chuyện gì vậy? Trong phòng riêng, các vị khách bắt đầu hoảng loạn. Có động đất sao? Sao cứ có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển vậy? Có cần phải rời đi không? Mặc dù cảnh tượng trước mắt lúc này đã khơi dậy sự tò mò của mọi người, nhưng mạng sống của họ vẫn quan trọng hơn. Đúng lúc mọi người trên lầu đang hoảng loạn chuẩn bị bỏ chạy. Nhìn kìa! Mọi người mau nhìn xem L. Ôi mẹ ơi, đó là con quái vật gì vậy? Theo tiếng kêu kinh hãi của một người, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hội trường đấu giá bên dưới. Họ thấy mặt đất giống lún xuống một cái hố lớn như vừa va chạm với thiên thạch. Từ trong hố, một con mãng xà khổng lồ bỗng nhiên vọt lên. Cơ thể khổng lồ và đáng sợ gần như có thể bao quanh toàn bộ hội trường. Con mãng xà khổng lồ nhô lên từ mặt đất làm bụi khắp bầu trời, tạo ra một mảng tối trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng 2. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sốc khi tận mắt nhìn thấy con mãng xà khổng lồ. Ban đầu, nhiều người còn tưởng đó là một hiệu ứng đặc biệt, không thể là sự thật được. Làm sao có thể có con rắn lớn như vậy được? Nó phải dài ít nhất vài trăm mét. Nghe nói nhà họ Liễu ở Phụng Thiên đã thờ xà thần qua nhiều thế hệ. Không thể nào, chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt hoặc là ảo giác. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, ánh mắt đều bị con mãng xà khổng lồ hấp dẫn, thậm chí quên mất cả sự nguy hiểm ban nấy. To quá! Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn con mãng xà khổng lồ với vẻ mặt không thể tin được, anh không ngờ trên đời lại có thể có một con mãng xà khổng lồ như vậy. Với hình dáng này thì ít nhất cũng phải trăm tuổi, nếu có cơ duyên, sau này thậm chí có thể biến thành rồng. Đương nhiên, việc biến thành rồng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Kha kha kha! Bà xà nở một nụ cười nham hiểm. Thế nào, cậu cảm thấy thế rắn thần được nhà họ Liễu chúng tôi tôn thờ trong nhiều thế hệ thế nào? Con rắn thần này đã hàng trăm tuổi rồi, lớn hơn cả tuổi của tôi đấy. Tên nhóc, bây giờ cậu đã biết sợ chưa? Đáng tiếc, bây giờ sợ hãi cũng đã muộn rồi. Thấy Diệp Lâm rồi lại ngẩng đầu nhìn con mãng xà khổng lồ, bà xà thầm nghĩ chắc anh cũng giống như mọi người, trong lòng đang nổi lên sóng to gió lớn, sợ đến mức không tự chủ được. Nhưng bà ta không hề biết, Diệp Lâm nhìn con mãng xà khổng lồ vì đang có ý định khuất phục nó. Con thú khổng lồ hàng trăm năm tuổi này rất hiếm, thậm chí còn có giá trị hơn cả linh chỉ ngàn năm trong tay anh. Dù không thể bay lên trời nhưng khả năng lẩn trốn dưới mặt đất của nó rất ấn tượng. Nếu muốn khuất phục theo cách bình thường, e rằng sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng tình cờ là Diệp Lâm cũng biết xà ngữ, có thể thử giao tiếp với nó xem sao. Tên nhóc kia, có thể thật chôn thây trong miệng rắn tiên là vinh hạnh của cậu đấy. Bà xà ngồi trên mặt đất, giơ quyền trượng lên, dùng xà ngữ ra lệnh cho con mãng xà khổng lồ. Ê! Rắn tiên, nuốt chừng tên nhóc đó đi. Lời còn chưa dứt, con mãng xà khổng lồ đã lập tức há cái miệng đầy máu, phát ra một tiếng giống chói tai. Chỉ cần luồng khí đục thoát ra từ miệng nó đã khiến đất trời đảo lộn rồi. Đôi mắt của con mãng xà giống như hai chiếc đèn lồng khổng lồ, treo cao trên không trung. Nó nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé của Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Như thể muốn nói, còn chưa bố dính răng, gào. Một tiếng gầm lớn khác hướng về phía Diệp Lâm. Sau đó, nó di chuyển cơ thể to lớn của mình, nâng phần thân trên lên, lao ra như một quả tên lửa. Cái miệng khổng lồ mở ra như vực thẳm, lao thẳng về phía Diệp Lâm. Cảnh tượng con mãng xà khổng lồ tấn công ngay lập tức khiến hiện trường trở nên náo động, khắp nơi vang lên những tiếng ồn ào và la hét. Nó di chuyển rồi, tên nhóc đó chết chắc rồi. Dám tranh giành linh chi ngàn năm với người giàu nhất Phụng Thiên, kết cục chỉ có một thôi. Đúng lúc mọi người cho rằng giây tiếp theo Diệp Lâm chắc chắn sẽ nằm trong cái miệng đầy máu của con mãng xà khổng lồ, thập tử nhất sinh. Một số cô gái nhát gan thậm chí còn quay mặt đi, không đành lòng nhìn thẳng vào cảnh tượng tàn khốc sau đó. Dù sao thì đây cũng là một con thú khổng lồ ăn thịt người. Hầu hết những người có mặt đều sống trong nhung lụa, có thể nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu và nguyên sơ như vậy chỉ có ở trên màn hình TV mà thôi. Ngay tức thì, con mãng xà khổng lồ phát động tấn công, trong nháy mắt đã tới gần. Tất cả quá trình chỉ mất 1-2 giây mà thôi. Đối mặt với khí tức đáng sợ như muốn nuốt chửng thế giới của con mãng xà khổng lồ, Diệp Lâm chỉ giơ tay lên, chỉ vào con mãng xà khổng lồ,
phát ra một tiếng thì thầm như đang niệm chú. Trong phút chốc, con mãng xà khổng lồ như bị dây cương kéo lại, thân thể đột nhiên căng cứng, bất ngờ dừng đòn tấn công lại. Diệp Lâm và con mãng xà khổng lồ mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Hãy thần phục tao, đầu ngón tay của Diệp Lâm nhẹ nhàng chạm vào trán con mãng xà. Một luồng chân khí giống như tia chớp lập tức quét qua cơ thể con mãng xà khổng lồ. Nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Con mãng xà khổng lồ run rẩy, như thể cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể Diệp Lâm. Ngay lập tức, sự khinh thường trong mắt con mãng xà chuyển thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Dường như nó không ngờ rằng con người nhỏ bé trước mặt này lại có sức mạnh kinh khủng không kém gì mình. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao con mãng xà không di chuyển? Sao trông giống như, hai người họ đang giao tiếp với nhau vậy? Cuộc tấn công của mãng xà đột ngột kết thúc, vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Ngay cả bà xà cũng há mồm trợn mắt. Cậu ta thực sự có thể sử dụng xà ngữ để giao tiếp với rắn tiên. Mình thậm chí không thể hiểu họ đang nói gì. Nhà họ Liễu nơi bà xà ở đã nhiều đời thờ rắn tiên nên chỉ dùng những từ ngữ kính cẩn. Còn những từ như đầu hàng, chết thì đã dần bị thất truyền từ lâu, không ai biết cách sử dụng. Vì vậy, bà xà hoàn toàn không thể hiểu được cuộc giao tiếp giữa Diệp Lâm và con mãng xà khổng lồ. Nhưng bà xà có thể nhìn thấy một người một thú đang đàm phán, bà cũng có thể cảm nhận được hình như rắn thần đang sợ hãi. Làm sao có thể, sao rắn thần có thể sợ tên nhóc kia được? Nhà họ Liễu đã thờ phụng rắn thần bao đời nay, sao ngài ấy có thể nghe lời tên nhóc kia được? Bà xà lại đưa ra một lời thỉnh cầu khác, rắn thần đại nhân, ngài đừng nghe tên nhóc đó nói bậy. Nhà họ Liễu chúng tôi bao đời nay đều sùng bái ngài, kính trọng ngài như tổ tiên. Chúng ta là một gia đình mài. Xin hãy mau ăn nó đi. Lời nói của bà xà khiến con mãng xà khổng lồ phản ứng lại, dường như định tiếp tục tấn công. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Lâm chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu. Tao có phương pháp hóa rồng, có thể giúp mày hóa thành rồng, tự do lên trời xuống đất. Thử hỏi, có người nào không muốn thành tiên, có con rắn nào không muốn biến thành rồng cơ chứ? Những lời này của Diệp Lâm giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cơ thể khổng lồ của mãng xà rung lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Trong mắt nó có ba phần vui sướng, ba phần ngạc nhiên và một phần mong đợi. Không tin sao? Diệp Lâm nhận ra được sự nghi ngờ trong mắt con mãng xà, bèn đưa tay bẻ gãy một mảnh linh chỉ ngàn năm ném cho con mãng xà. Con mãng xà khổng lồ mở miệng và nuốt chửng không chút do dự. Đột nhiên, nó cảm thấy như có một quả cầu lửa bốc lên trong cơ thể mình, khiến khí huyết dâng trào. Tao vừa mới dùng chân khí khai thông kinh mạch khắp cơ thể mày, sau đó kết hợp với bảo vật ngàn năm để bồi dưỡng cơ thể mày. Bây giờ, chắc mày đã cảm thấy một số thay đổi nhỏ rồi, phải không? Diệp Lâm lên tiếng nhắc nhở. Trên thực tế, dù là người tu luyện hay động vật biến hóa đều có rất nhiều điểm tương đồng. Ngoài những cơ duyên thích hợp ra thì còn đòi hỏi sự tích lũy những bảo vật tu luyện nữa. Lúc này, sự nghi ngờ trong mắt mãng xà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm tin sâu sắc đối với Diệp Lâm. Thay vì sống trong nhà của con người, để họ thờ cúng và giữ nguyên tuổi thọ có hạn, chẳng bằng ra ngoài phiêu lưu, biết đâu lại có cơ hội hóa rồng. Rầm. Ngay sau đó, cái đầu cao ngất của con mãng xà đột nhiên cúi xuống, nặng nề đáp xuống đất. Diệp Lâm bay lên đầu rắn. Sau đó, con mãng xà khổng lồ lắc lư rồi đứng thẳng lên. Nâng Diệp Lâm lên không trung, nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ hội trường đấu giá dưới lòng đất đều thu vào tầm mắt. Làm sao có thể như vậy được? Bà xà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lâm đang đứng trên đầu con rắn như thể nhìn thấy ma, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi và ngạc nhiên. Phải biết rằng đây chính là rắn thần được nhà họ Liễu tôn thờ bao đời nay. Ngày thường, sức mạnh của nó rất khó lường, người bình thường khi đến gần phải hết sức cung kính. Nhưng vào lúc này, Diệp Lâm lại có thể đứng lên trên đầu rắn thần, đạp rắn thần xuống dưới chân. Giống như rắn thần đã trở thành vật cưỡi của Diệp Lâm vậy. Cảnh tượng này khiến bà xà cảm thấy vô cùng khó tin, càng khó để chấp nhận. Chẳng lẽ họ phục vụ rắn thần còn chưa đủ tốt, chưa đủ tôn trọng sao? Tại sao rắn thần đột nhiên quay lưng bắt tay với người khác? Lại còn sẵn lòng làm đầy tớ cho đối phương? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vào lúc này, bà xà không phải là người duy nhất bị sốc. Ngay cả những vị khách ở các phòng xung quanh cũng chết lặng. Mọi người vốn cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi, anh chắc chắn sẽ bị mãng xà nuốt chửng, không chỗ chôn thây. Không ngờ, trong chớp mắt,
con mãng xà khổng lồ đã đầu hàng dưới chân Diệp Lâm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không dám nhìn, rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì vậy? Hình như tên nhóc đó đã thuần phục được con mãng xà khổng lồ đó. Cái gì? Hội trường đấu giá lại náo loạn. Rắn thần đại nhân, bà xà đã sử dụng tất cả xà ngữ mà bà đã học được để cố gắng khiến thần rắn quay trở lại bảo vệ nhà họ Liễu một lần nữa. Nhưng lúc này, con mãng xà khổng lồ vốn đã đầu hàng Diệp Lâm lại nhìn về phía bà Dân, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và kiên quyết. Không hổ danh là loài vật máu lạnh. Sự tận tâm bao đời nay của nhà họ Liễu cuối cùng cũng không sánh được với vài lời nói của đối phương. Mặc dù bà xà không biết Diệp Lâm đã cho rắn thần ăn bùa mê thuốc lú gì. Nhưng trong thâm tâm bà ta biết rằng bây giờ mình đã không thể làm gì được nữa. Cuối cùng, trước áp lực từ con mãng xà khổng lồ, bà xà sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, dập đầu xuống đất. Đại tiên, xin hãy tha mạng cho tôi. Chỉ cần cậu chịu buông tha cho tôi, nhà họ Liễu chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của đại tiên đâu. Bà xà tự cho mình là đúng, lấy danh nghĩa của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên gia, cho rằng dựa vào thực lực của gia tộc, đối phương sẽ nể mặt mà tha cho bà ta. Thế nhưng, Diệp Lâm chỉ mỉm cười. Không phải vừa rồi bà còn muốn con rắn nuốt chửng tôi sao? Sao vậy, không còn rắn sử dụng nữa à? Nhà họ Liễu không phải là gia tộc điều khiển rắn ư? Diệp Lâm đứng trên trời cao như một vị thần đang phán xét một kẻ tội đồ. Tôi không dám, bà xà sợ đến mức không dám ngẩng đầu, liên tục kêu lên, tôi biết tôi sai rồi. Mong tiên nhân tha mạng. Diệp Lâm nói, tôi là người có thù ắt phải báo, hơn nữa sẽ không để quá lâu. Bà định làm gì tôi sẽ trả lại gấp đôi. Cái gì? Nghe vậy, bà xà sợ đến mức đột nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Diệp Lâm. Đại tiên, xin tha mạng. Bà xà tiếp tục cầu xin sự thương xót, tự hỏi đối phương chỉ đang hù dọa bà hay là nói thật. Chẳng lẽ đối phương thật sự không chịu nể mặt mũi nhà họ Liễu sao? Đằng sau nhà họ Liễu của chúng tôi còn có nhà họ Trương, gia tộc giàu nhất Phụng Thiên. Bà xà lại lôi nhà họ Trương ra. Tuy nhiên, Diệp Lâm dường như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía con mãng xà khổng lồ, này rắn. Nuốt bà ta đi. Rắn bà chưa kịp nói xong thì con mãng xà đã lao về phía bà xà như một mũi tên được bắn đi. A! À, cùng với một tiếng thét chói tai, thân hình yếu ớt của bà xà cùng với chiếc gậy đầu rắn trên tay đã bị con mãng xà khổng lồ nuốt chửng. Trời ạ, cảnh tượng này ngay lập tức gây sốc cho tất cả những người có mặt. Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ và quá khó tin. Phải biết rằng, vừa rồi chính bà rắn là người đã triệu hồi con mãng xà khổng lồ trước mặt mọi người. Hơn nữa, mọi người cũng nhận ra thân phận của bà xà, bà ta là con cháu của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên, một gia đình đã tôn thờ rắn thần qua nhiều thế hệ. Ai có thể ngờ rằng con mãng xà khổng lồ được nhà họ Liễu nuôi dưỡng lại nuốt chửng người nhà họ Liễu cơ chứ? E rằng ngay cả bà xà cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chết theo cách này. Rốt cuộc, người thanh niên đó, là ai? Mọi người nhìn về phía chàng trai khó đoán đứng trên đầu rắn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Là Diệp Côn Luân. Lúc này, một người nhiều chuyện đã lẻn ra ngoài tìm kiếm thông tin về căn phòng của Diệp Lâm. Do sân khấu náo loạn, nhân viên không còn trông chừng nữa nên rất dễ tìm được danh sách. Thông tin mà Diệp Lâm đăng ký khi vào đây là Diệp Côn Luân. Diệp Côn Luân, là thần thánh phương nào? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến? Mặc dù mọi người đều xa lạ với cái tên này. Nhưng trong trận chiến Lê Viên hôm nay, Diệp Côn Luân chính là người đã đặt ra một bảng giá mới với cái giá cao ngất ngưỡng 5 tỷ, giành được linh chỉ ngàn năm, sau đó quay sang đối đầu với nhà họ Trương ở Phụng Thiên, đánh bại nhà họ Liễu và thuần phục con mãng xà khổng lồ. Những việc này đã đủ khiến người ta sửng sốt không thôi rồi. Truyền thuyết về Diệp Côn Luân cứ thế lan truyền ra ngoài. Trong lúc mọi người đều đang ngạc nhiên, Diệp Lâm đã bay xuống, hướng về đường đi cho nhân viên sơ tán, đồng thời chỉ huy con mãng xà khổng lồ chui xuống đất. Cùng lúc đó, bên ngoài Lê Viên, một cuộc hỗn chiến lớn cũng đã đi đến hồi căng thẳng nhất. Người anh em, tiền lương đội cận vệ Yến Kinh là bao nhiêu, mà khiến anh bán mạng như vậy hả? Hay là anh nhường đường đi, thả chúng tôi đi, để tránh tổn thương tình cảm, ngày sau chúng tôi chắc chắn sẽ gửi lời cảm ơn. Tuy rằng đám bảo vệ Lê Viên lao nhanh tới, nhưng khi đối mặt với đội cận vệ Yến Kinh, bọn họ vẫn có chút kiêng dè, không dám ra tay giết người. Rốt cuộc thì đối phương là quân đội chính phủ, mà bọn họ chỉ là một đám lưu manh không tên tuổi,
nếu thật sự dính máu của đối phương thì phiền phức lắm. Viên chủ bọn họ có chỗ dựa, không có nghĩa là đám tép diêu bọn họ cũng có chỗ dựa, có thể chạy thoát khỏi trừng phạt. Mọi người đều biết rõ ràng điểm này, vậy nên khi đánh nhau vẫn cứ sợ tay sợ chân. Ngược lại là đội cận vệ Yến Kinh, gần như là một đánh trăm, không ai ngăn cản được. Và khi đánh nhau, bọn họ không nương tay một chút nào. Nếu không phải bọn họ bị trúng thuốc mê thiên tiên túy, càng dùng sức thì dược hiệu sẽ càng phát tác nhanh hơn, thì bọn họ đã san bằng Lê Viên lâu rồi, cần gì phải rơi vào cơn giằng co với đám lưu manh đầu đường kia chứ. Một cơn choáng váng ập đến, tên thị vệ kia có chút loạng choạng. Nhưng mà anh ta vẫn không lùi ra sau, dù có sắp ngã xuống thì cũng muốn ngã lên phía trước. Này, người anh em, tôi thấy anh sắp đứng không được rồi, hay là anh cứ nằm xuống đi, để chúng tôi đi qua là được. Vài tên bảo vệ bàn bạc với nhau, đám bảo vệ khác xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng suy xét, dường như đã tìm được một lối ra. Có điều, tên thị vệ kia chợt lắc mạnh đầu, sau đó rút đao bên eo ra, chém mạnh xuống bàn tay mình. Thế mà lại chém đứt một ngón tay út. Trời đất! Đám bảo vệ xung quanh thấy vậy thì giật bắn cả mình. Anh thị vệ, là anh tự chém đấy, không liên quan gì đến bọn tôi cả. Đám bảo vệ vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ sợ món nợ máu kia sẽ bị tính trên đầu bọn họ. Sau khi tự cắt một ngón tay, đầu óc tên thị vệ kia cũng vì đau đớn mà tỉnh táo vài phần, lực lượng trên người lại khôi phục khá nhiều. Anh ta ngẩng đầu đứng thẳng, giống như một bức tường, ngăn cả mọi kẻ địch trước mắt. Anh hỏi tôi vì sao lại bán mạng như vậy hả? Thị vệ cười ngạo nghễ. Bởi vì tôi là thị vệ đội cận vệ Yến Kinh, là quân nhân đại hạ, là chỗ dựa của quốc gia. Chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ quê nhà, đánh hết tất cả kẻ địch lao tới. Các anh muốn tôi lùi bước, muốn tôi nhường đường, muốn tôi nằm tại chỗ. Trừ khi các anh bước qua thi thể tôi. Lúc nói chuyện, tên thị vệ kia lại vung đao lên, chém về phía đám bảo vệ. Bởi vì khôi phục được một phần sức lực, chỉ trong chớp mắt anh ta đã chém bay hai ba người, khiến đám người kia sôi nổi lùi ra sau, kiêng kỵ không dám lên phía trước. Bọn họ vốn tưởng rằng đã tìm được đường thoát, kết quả không ngờ rằng nơi trông có vẻ phòng thủ yếu nhất, lại vững chắc đến như vậy. Hai bên đánh qua đánh lại, tình hình chiến đấu lại rơi vào giằng co. Mẹ nói, Mạnh Chu Huyền liên tục phát động đột phá bao vây, kết quả là lần nào cũng thất bại, còn tổn thất khá nhiều nhân thủ. Ông ta cực kỳ sốt ruột, nếu cứ tiếp tục giằng co nữa thì viện quân đội cận vệ Yến Kinh sẽ đến đây, trong khi chỗ bọn họ còn rất nhiều hàng hóa chưa vận chuyển ra ngoài. Bọn mày chặn đánh ở đây đi. Mạnh Chu Huyền ra lệnh cho đám bảo vệ tiếp tục đánh nhau với đội cận vệ Yến Kinh. Còn ông ta thì dẫn vài tên tin tưởng được, chỉ huy nhân viên vác hàng hóa vào bên trong Lê Viên. Nếu không đi cửa chính được thì đành phải đi đường ngầm. Chỉ là con đường ngầm kia cực kỳ hẹp. Rất khó để vận chuyển các hàng hóa lớn, chỉ có thể ném lại tại đây. Trong tình huống khẩn cấp, Mạnh Chu Huyền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn bỏ bớt. Mạnh Chu Huyền, ông định chạy đi đâu? Lúc này, Kim Lũ Y cũng thấy Mạnh Chu Huyền bỏ đi, bọn chúng không tiếp tục lao ra ngoài, ngược lại lén lút lùi vào bên trong. Thỏ khôn có ba hang, Kim Lũ Y lập tức nghĩ đến chuyện có lẽ bên trong Lê Viên còn có đường đi khác. Vì vậy, sau khi chém bay vài người nữa, Kim Lũ Y lập tức vọt vào Lê Viên, đuổi theo kẻ cầm đầu tội ác là Mạnh Chu Huyền. Bắt được một mình Mạnh Chu Huyền, có giá trị hơn cả chém giết 100 bảo. Kim Lũ Y, cô thật sự muốn bức bọn tôi đi lên đường cùng hả? Con mẹ nó, cô đừng khinh người quá đáng. Buộc tôi đến đường cùng, tôi mặc kệ cô là ai, đều sẽ chém chết hết. Lúc nói chuyện, đám người Mạnh Chu Huyền hùng hổ xông lên. Còn Kim Lũ Y chỉ có một mình, không chút sợ hãi. Đứng thẳng người trong đại sảnh Lê Viên. Dường như chỉ có một mình cô là đủ để bao vây hàng trăm người đối diện. Buông vũ khí, đầu hàng, Kim Lũ Y lạnh lùng ra lệnh. Mạnh Chu Huyền nhìn về phía Kim Lũ Y giống như nhìn một kẻ điên. Cô gái điên kia thật sự không biết chữ chết được viết thế nào đây mài. Được lắm, nếu cô tự mình tìm chết thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Mạnh Chu Huyền hung hăng nói, A Đạt, cậu đi cản người đi. Tôi giao cô ta cho cậu xử lý, mặc kệ chết sống. Vâng, ông chủ, một người đàn ông vạm vỡ, tay cầm trường thương đột nhiên bước ra. Đoàng, một tiếng súng vang lên. Diệp Lâm đang lo không tìm thấy đường đi trong đường ngầm. Tiếng súng vang lên vừa lúc dẫn đường cho anh. Anh đi theo tiếng vang, quả nhiên là tìm thấy hai đám người.
Một đám là đám người Mạnh Chu Huyền, mới vừa lùi ra từ cửa chính, chuyển sang đi đường ngầm. Một đám là người nhà họ Trương Phụng Thiên cũng có ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy rằng đám người Mạnh Chu Huyền có số lượng đông hơn, nhưng mà đa số đều là nhân viên bưng bê hàng hóa, để lại số đông có thể đánh nhau ở bên ngoài chặn đường đội cận vệ Yến Kinh. Ngay cả gã vệ sĩ riêng duy nhất cũng bị để lại chặn đường Kim Lũ Y. Trương Thiếu Gia thấy có cơ hội phân một ly canh thì cũng xông lên. Mạnh Chu Huyền tất nhiên là không đồng ý. Hai bên không thỏa thuận được với nhau, lập tức lao vào đánh nhau. Trương Thiếu Gia, cậu làm như vậy có quá đáng không hả? Trong lúc hỗn chiến, Mạnh Chu Huyền có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bị đội cận vệ Yến Kinh đuổi đánh thì thôi đi, đến sau lại còn bị một thằng nhãi họ Diệp nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt một gốc linh chỉ nghìn năm. Bây giờ ngay cả nhà họ Trương Phụng Thiên cũng nhảy ra giữa chừng, muốn chia chỗ tốt. Dường như hôm nay ai cũng dám dẫm một chân lên mình. Chợ đen trải dài hai thủ đô 13 khu, ông ta lại là chủ nhân của một trong các khu, có khi nào chật vật như thế này. Trương Thiếu Gia, chắc cậu cũng biết rõ bối cảnh Lê Viên, nếu hôm nay nhà họ Trương các cậu dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt bảo vật của Lê Viên, thì sau này toàn bộ chợ đen và các đại lão có cổ phần ở chợ đen đều sẽ không để yên. Có lẽ người bình thường sẽ sợ hãi những lời này, nhưng với đại thiếu gia nhà họ Trương mà nói thì chẳng đáng sợ hãi. Nếu anh ta sợ hãi thì anh ta đã không ra tay rồi. Dù sao lần này Lê Viên các ông cũng toi thật rồi, cả đống bảo bối thế kia, có thể chuyển đi được bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của đội cận vệ Yến Kinh hả? Người ta là đội cận vệ Yến Kinh đấy, nghe nói người dẫn đội còn là Kim Võ Thần Kim Lũ Y nổi tiếng nữa cơ đấy. Ai ra, nếu xung công hết cả đống bảo vật kia thì đáng tiếc lắm, hay là cứ để tôi lựa trước vài thứ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài đấy mà. Trương Thiếu Gia không có gan nuốt hết bảo vật, anh ta chỉ muốn lựa chọn vài thứ quý hiếm, ví dụ như là linh chỉ nghìn năm. Nhưng Mạnh Chu Huyền sao có thể chịu thua, thông đồng làm bậy với nhà họ Trương. Bọn mày đừng mong cướp bất cứ thứ gì từ trên tay tao, trừ khi là tao chết. Mạnh Chu Huyền thề sẽ dùng mạng sống của mình đi bảo vệ hàng hóa ở đây. Vậy bọn tôi cũng không khách sáo nữa. Trương Thiếu Gia cười lạnh lùng, dù sao lát nữa đội cận vệ Yến Kinh cũng sẽ tới đây, kể cả khi bây giờ bọn tôi lỡ tay giết ông, thì cũng có thể đổ tội lên đầu đội cận vệ Yến Kinh. Chính là chết không có bằng chứng. Các anh em, nhắm súng. Anh ta còn chưa dứt lời, đám vệ sĩ bên cạnh đã rút súng ra, nhắm về phía đám người Mạnh Chu Huyền ở đối diện. Sau một đợt bắn, đám người quanh Mạnh Chu Huyền thương vong hơn phân nửa. Ngay cả Mạnh Chu Huyền cũng bị bắn trúng đùi, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng và hành động. Trương Thiếu Gia đi về phía đống hàng hóa, mở nắp dương ra, để lộ bảo vật bên trong. Từ thiên tài địa bảo cho tới đồ cổ tranh chữ, các loại quý hiếm, cái gì cũng có. Nhìn sơ qua có 10 cái dương do chất đầy bảo vật. Đây đều là đồ cất giữ của Lê Viên hả? Trên mặt Trương Thiếu Gia lộ vẻ tham lam. Nhà họ Trương chúng tôi lấy ít nhất một nửa cũng không quá đáng, đúng không? Thật ra thì với tình thế nghiêng về một bên của hiện giờ, dù nhà họ Trương có lấy mấy dương thì đám người Mạnh Chu Huyền đều không có sức ngăn cản. Khốn kiếp, Mạnh Chu Huyền hung hăng nói, nếu tao có thể tồn tại ra khỏi đây thì tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Tao sẽ làm đại lão Đông Hải trả thù thay tao. Nhắc tới đại lão Đông Hải, Trương Thiếu Gia dường như nghĩ đến gì đó, mặt mày lập tức phát lạnh. Nhìn về phía Mạnh Chu Huyền với ánh mắt chứa đầy ý định giết người diệt khẩu. Cho dù là nhà họ Trương Phụng Thiên bọn họ, so ra thì cũng hơi kém hơn một vài đại lão cấp cao ở Đông Hải. Lúc Trương Thiếu Gia đang do dự có nên giết người diệt khẩu hay không thì. Lẹp bẹp, có tiếng bước chân đang dần lại gần. A Đạt, là cậu hả? Mạnh Chu Huyền lập tức phấn chấn lên, cho rằng vệ sĩ riêng của mình đã đến. Mạnh Chu Huyền còn chưa kịp quay đầu nhìn. Thì lại thấy một bóng dáng lạ đi đến từ một hướng khác. Là anh hả? Trương Thiếu Gia vừa thấy người đến thì rất chấn động, giống như là thấy quỷ, sao anh vẫn còn sống? Bởi vì trong dự đoán của anh ta, Diệp Lâm hiện giờ chắc là đã bị bà xà đánh chết. Vì sao không thấy bà xà, mà lại thấy thằng nhãi kia vậy? Viên chủ đại nhân, chính là anh ta. Lúc này, MC hội đấu giá chỉ vào Diệp Lâm, hét lên, chính là anh ta đã cướp đi linh chi nghìn năm. Tên đăng ký của anh ta là Diệp Côn Lôn. Diệp Côn Lôn. Thấy người tới, cả hai đám người đều giật mình. Nhãi danh, trả linh chi nghìn năm lại đây. Mạnh Chu Huyền giận dữ nói. Sao anh tới đây được vậy?
Trương thiếu gia chất vấn, bà xà đâu? Diệp Lâm nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói, ý anh ta là bà già chơi rắn đấy hả? Bà ta bị rắn mình nuôi nuốt chết rồi. Cái gì, nghe vậy, mọi người trong nhà họ Trương đều giật nảy mình. Nếu không phải Diệp Lâm còn có thể tồn tại xuất hiện trước mặt bọn họ, thì dù cho ai nghe những lời kia, đều sẽ cho rằng là trò đùa. Bà xà là người của nhà họ Liễu Phụng Thiên, cả đời nuôi dưỡng rắn, sao có thể bị rắn nuốt, lại còn là rắn do chính mình nuôi dưỡng. Nếu các người không tin thì tôi sẽ gọi nó ra cho các người gặp mặt. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Trương thiếu gia tức giận đến mức bật cười, mà thôi đi, nếu anh tự đưa mình đến đây thì hãy ngoan ngoãn đưa gốc linh chỉ nghìn năm kia ra đi, để tránh tôi phải đi tìm anh. Trương thiếu gia cho rằng mình đã khống chế mọi thứ trước mắt, dù là Mạnh Chu Huyền của Lê Viên hay là Diệp Côn Lôn, thì đều phải cho thứ mà mình muốn. Linh chỉ đâu? Trương thiếu gia rút súng nhắm ngay Diệp Lâm, tao cho mày 3 giây suy nghĩ, lập tức giao linh chỉ nghìn năm ra đây. Dứt lời, Trương thiếu gia nở nụ cười tàn nhãn, bởi vì anh ta đã quyết định là dù đối phương có đưa linh chỉ hay không, anh ta đều sẽ nổ súng. Mạnh Chu Huyền thấy vậy cũng tiếc nuối mà lắc đầu, tiếc nuối khi gốc linh chi nghìn năm kia cũng sắp bị nhà họ Trương cướp đoạt. Đúng lúc này, có tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất run rẩy dữ dội, giống như là động đất, mặt đất nứt ra khiến mọi người đứng không vững. A, Trương thiếu gia hoảng sợ hô to, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy hụt chân. Ngay sau đó, một cái đầu rắn cực kỳ to đột ngột mọc lên trên mặt đất, ném đám người Trương thiếu gia lên không trung. Sau đó, nó mở cái miệng khổng lồ ra, nuốt hết đám người Trương thiếu gia vào trong bụng. Bây giờ đã tin chưa? Diệp Lâm bình tĩnh hỏi. Tiếc là không còn người cần phải trả lời nữa. Mãng xà đột nhiên toát ra, tuy rằng chỉ là một cái đầu cực kỳ to nhô lên mặt đất, nhưng mà cái cảnh đáng sợ ấy vẫn khiến mọi người xung quanh bị dọa ngây người. Nhất là đám vệ sĩ nhà họ Trương gần đó, tất cả đều bị dọa gần chết. Kia là rắn thần mà bà xà nuôi dưỡng mà. Sao lại? Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ thiếu gia nhà mình lại bị con mãng xà do bà xà nuôi dưỡng nuốt sạch sẽ. Trời ạ, mãng xà ở đâu ra vậy? Đám người Lê Viên đều sợ tới mức run bần bật. Mạnh Chu Huyền cũng giật mình nhìn về phía Diệp Lâm, không biết cậu thanh niên kia là thần thánh phương nào. Diệp Côn Lôn, ông ta chưa từng nghe danh hiệu ấy mà. Diệp Lâm nhẹ nhàng xử lý người nhà họ Trương, coi như là giết người dọa khỉ, khiến đám người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Diệp Lâm mặc kệ mọi người bị dọa sợ, chỉ lo nhìn về phía mười dương gõ. Đủ loại bảo vật quý hiếm, Diệp Lâm xem mà cảm thấy chóng mặt. Anh thầm nghĩ, không hổ là chợ đen, đúng là muốn cái gì có cái đó. Nếu dựa theo quy trình đấu giá bình thường, với tài lực hiện tại của Diệp Lâm, chắc là đấu giá chưa được một phần bảo vật nữa. Đúng là đi lối tắt bao giờ cũng nhanh hơn, hiện giờ Diệp Lâm muốn lấy bảo vật nào thì lấy. Diệp Lâm muốn lấy thiên tài địa bảo trên trăm năm và dưới trăm năm, tiếc là không lấy được nhiều như vậy. Đây là... Diệp Lâm mở nắp một dương gỗ ra, phát hiện bên trong là một chiếc kèn có loại hoa văn xinh đẹp kỳ lạ. Kèn rồng. Nghe nói kèn rồng được chế tạo từ tài liệu đặc biệt, hoa văn trên kèn rồng dùng để triệu hoán rồng và khống chế rồng. Diệp Lâm từng nghe vị sư phụ thứ 18 là đại sư bùa chú nói về truyền thuyết kèn rồng. Diệp Lâm chỉ nhìn sơ qua là có thể nhận ra hoa văn trên kèn rồng. Anh cầm kèn rồng, điều động chân khí trong cơ thể, thử thổi vài cái. Kết quả là không thể phát ra âm thanh. Không biết là do cách sử dụng của mình không đúng, hay là do trên đời này không còn rồng, nên không thể thổi ra tiếng. Thôi vậy, để từ từ nghiên cứu sau vậy. Diệp Lâm mang chiếc kèn theo người. Thấy Diệp Lâm chỉ lựa chọn một chiếc kèn trong cả đống bảo vật, Mạnh Chu Huyền không nhịn được nảy sinh lòng tò mò. Không ai có thể thổi ra tiếng chiếc kèn kia. Hoa văn trên kèn rất kỳ lạ, từng thu hút khá nhiều chuyên gia nghiên cứu bùa chú, cộng thêm là đồ cổ được khai quật ra ở cổ mộ, xem như có chút giá trị. Chỉ là đấu giá vài lần liên tiếp, đều không có người báo giá. Đến tận ngày nay, Mạnh Chu Huyền vẫn chưa biết rõ chiếc kèn kia là thứ gì. Chẳng lẽ thằng nhãi danh kia biết bí mật của chiếc kèn, nhưng mà cậu ta cũng thổi không ra tiếng mà. Ngay sau đó, Diệp Lâm lại tiếp tục tìm kiếm trong dương gõ. Không ngờ lại tìm ra được một bảo bối khá tốt, đó là một chiếc gương lớn cỡ bàn tay, chỉ là mặt gương không thể soi được gì cả. Diệp Lâm tập trung cảm nhận, phát hiện đây là một loại bảo vật không gian, bên trong là một không gian rộng khoảng 10 mét vuông. Diệp Lâm thi pháp,
Dùng gương chiếu đồ vật lập tức biến mất, đồng thời xuất hiện trên gương, có nghĩa là đã bị thu vào trong gương. Hóa ra đây là bảo gương cất đồ. Diệp Lâm đang lo không thể mang theo nhiều đồ vật. Bây giờ có cái bảo bối này, đừng nói là lựa chọn vài bảo vật, dù có mang đi hết 10 dương bảo vật cũng được. Thấy Diệp Lâm dùng gương chiếu qua đám bảo vật, mọi thiên tài địa bảo đều biến mất hết. Mạnh Chu Huyền cực kỳ ngạc nhiên, chiếc gương kia có hiệu quả thần kỳ thế hả? Trời ạ, thế mà trước đó mình không phát hiện ra, đúng là để lỡ một bảo vật rồi. Diệp Lâm tiếp tục mở nắp gương. Sau khi tìm tòi một lát, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ cao khoảng nửa người từ dưới đáy gương. Đập nhẹ xuống hộp gỗ lập tức bật mở ra dạng khổng tước xòe đuôi. Chỉ là bên trong hộp gỗ trống rỗng, không có cái gì cả. Đây là hộp kiếm vô tán. Lúc này, Mạnh Chu Huyền không nhìn được nói, nghe nói nó được tạo từ một vị kiếm si, dùng để thu thập các danh kiếm trong thiên hạ. Nếu cậu muốn thì có thể lấy nó đi. Dù sao thì bên trong chẳng có một thanh kiếm nào. Thật sự không có hả? Diệp Lâm đập nhẹ lên hộp kiếm, trong hộp kiếm có giấu giếm một bí mật. Diệp Lâm rót chân khí vào hộp gỗ, lập tức có ba luồng sáng rực rỡ lao ra ngoài. Ba thanh kiếm ngắn lơ lửng trên không giống như quả cầu lửa đang bay. Một thanh đỏ rực, một thanh xanh nhạt, một thanh trắng sáng. Diệp Lâm vung tay lên, ba thanh kiếm ngắn liền rơi vào lòng bàn tay anh, rồi quay về hộp kiếm. Ơ kìa, thấy vậy, Mạnh Chu Huyền giật nảy mình. Không ngờ trong hộp kiếm còn có kiếm. Sao trước đây mình không phát hiện ra chứ? Thằng nhãi kia lấy ba thanh kiếm ngắn ở đâu ra vậy? Ha ha, rất tốt, Diệp Lâm cảm thấy vừa lòng với ba thanh kiếm, vậy tôi không khách sáo. Diệp Lâm cất hộp kiếm vô tân vào trong bảo gương, Mạnh Chu Huyền nhìn mà thầm hối hận. Lúc Diệp Lâm đi đến dương gỗ cuối cùng, anh lập tức cảm thấy có loại khí thế bất phàm truyền ra từ bên trong. Cậu đừng mở nó, thấy vậy, Mạnh Chu Huyền lập tức lên tiếng, căng thẳng nói, cậu cứ tùy tiện lấy đồ vật trong 9 cái dương kia. Còn cái dương này, ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Lâm đã mạnh tay mở nắp dương gỗ. Chân khí trào ra, sáng rọi rực rỡ. Pháp khí, Diệp Lâm cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cả một dương pháp khí. Thảo nào viên chủ Lê Viên không cho mình động đến cái dương này. Hóa ra trong dương đều là bảo vật vô giá. Đương nhiên rồi, pháp khí cũng có loại tốt loại thường. Loại thường có thể giúp ngủ ngon hoặc là trừ tà gì đó. Còn loại tốt thì thậm chí có thể giết chết mục tiêu dù ở cách xa nghìn dặm. Đối với người tu hành có thể tu thành pháp thân mà nói thì là đau thương không đứt, nước lửa không chạm. Chỉ có thể dùng pháp khí mới có thể đánh cho loại cao thủ này bị thương. Vậy nên pháp khí tốt là thứ chuẩn bị cho cao thủ. Diệp Lâm thử cảm nhận trong dương gỗ, đa số pháp khí đều không được anh coi trọng. Cuối cùng, trong góc đáy dương, Diệp Lâm lấy một chuỗi hạt có 18 hạt trong suốt. Cậu không được lấy nó. Lúc thấy Diệp Lâm cầm chuỗi hạt, Mạnh Chu Huyền hoàn toàn luống cuống. Đây là pháp khí gì vậy? Diệp Lâm tò mò hỏ, vì sao tôi không thấy lấy? Đây là thứ mà chợ đen chúng tôi chuẩn bị cho một vị đại lão thuật pháp. Mạnh Chu Huyền vội vàng giải thích, tôi chỉ giữ dùm thôi. Nếu cậu lấy đi thì tôi biết ăn nói thế nào với bên trên. Diệp Lâm tò mò quan sát 18 hạt châu, phát hiện trên hạt có hoa văn phức hạp. Lực lượng giấu bên trong cũng rất bất phàm. Đúng là một thứ bảo bối. Dứt lời, Diệp Lâm búng một hạt châu ra ngoài. Am ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, có loại cảm giác trời sụp đất nứt. Đường ngầm trước mắt bị nổ ra một lỗ thủng lớn. Nơi đây giống như bị đánh bom, chỗ nào cũng tan hoang. Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền giật nảy mình. Không ngờ pháp khí Định Hải Châu lại mạnh mẽ như thế khi ở trong tay Diệp Lâm. Chỉ một hạt châu nhỏ nhoi thôi cũng giống như đạn pháo khiến người ta sợ hãi. Hạt châu mới vừa bị búng ra quay trở lại chuỗi hạt. Chỉ là bên ngoài hạt châu trở nên ảm đạm hơn, ngay cả hoa văn trên hạt châu cũng mở đi. Hóa ra là vật phẩm tiêu hao. Diệp Lâm gật đầu, mỗi một lần sử dụng, lực lượng bên trong hạt châu đều sẽ giảm bớt một phần. Diệp Lâm đoán hạt châu dùng khoảng 3 đến 5 lần là sẽ hỏng. Cuối cùng, dưới uy áp của Diệp Lâm, Mạnh Chu Huyền đành phải nói ra 18 hạt châu được người luyện chế đặt tên là Định Hải Châu. 18 hạt châu được sâu thành chuỗi. Một khi dùng cùng lúc cả chuỗi, thì dù là tông sư cũng phải tan xương nát thịt, uy lực mạnh đến mức khó tưởng tượng. Lắc tay Định Hải Châu. Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, cất luôn chuỗi hạt. Diệp Lâm lựa chọn hết 10 dương bảo vật, chỉ chọn được kèn rồng, bảo gương, hộp kiếm vô tấn, lắc tay Định Hải Châu và rất nhiều thiên tài địa bảo khác.
Diệp Lâm lấy được thứ mình muốn lấy, được mùa đi về. Diệp Côn Lôn, cậu muốn lấy bao nhiêu đồ cũng được, nhưng mà phải để Định Hải Châu lại. Ê, Diệp Côn Lôn, cậu quay lại cho tôi, quay lại đi. Mạnh Chu Huyền nhìn theo bóng dáng xa dần của Diệp Lâm rồi đau khổ cầu xin, mặt xám như cho tàn. Giờ phút này, ở một đầu đường ngầm khác, Kim Lũ Y và A Đạt đang đánh với nhau. Trường thương trong tay A Đạt cực kỳ uy mãnh, anh ta cũng dùng thương pháp song quân, mỗi một chiêu thức đều có khí thế quét ngang nghìn quân. Thương chính là vua của các loại vũ khí. Rất nhanh sau đó, trường thương trong tay A Đạt đã áp chế được đao trong tay Kim Lũ Y. Nếu trong tình huống bình thường, với thực lực của Kim Lũ Y, cho dù có 10 A Đạt thì cũng không phải là đối thủ của cô. Nhưng mà hiện giờ, Kim Lũ Y đầu óc mơ màng, thực lực giảm xuống rất nhiều. Kim đại nhân, cô không phải là đối thủ của tôi. Trường thương trong tay A Đạt run lên, lập tức đẩy Kim Lũ Y lùi ra mấy chục bước, giơ tay chịu trói đi. Anh ta định bắt sống Kim Lũ Y để áp chế đám thị vệ Yến Kinh ở bên ngoài. Kim Lũ Y chống đao xuống đất, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Tác dụng của thiên tiên túy dường như càng lúc càng mạnh. Thậm chí cảm giác đau đớn trên tay trái cũng nhanh chóng biến mất. Tránh ra, Kim Lũ Y kéo đao, tiếp tục đi lên phía trước. Cô đã thua dưới tay tôi rồi. Trường thương trong tay A Đạt đâm thẳng xuống mặt đất. Kim Lũ Y lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sao tôi có thể thua bởi loại người như anh chứ? Kim Lũ Y cố gắng đứng vững. Cô biết một khi mình hôn mê thì mình sẽ trở thành con tin trong tay bọn họ. Mình tuyệt đối không thể ngã xuống được. Tiếc là cảm giác đau đớn đã biến mất, cảm giác buồn ngủ và mê man lại giống như biển rộng bao phủ mình, khiến mình say mê. Kim Lũ Y rút đao lần nữa, cắt lên tay trái vốn dĩ bị thương, máu tươi trào ra, lại không hề cảm thấy đau đớn. Vẫn là dùng đao, vẫn là cắt vào tay cơ mà. Tại sao lại như vậy chứ? Kim Lũ Y có chút tuyệt vọng. Tác dụng của thiên tiên túy sẽ càng lúc càng mạnh A Đạt nói, cô đánh nhau đã lâu rồi, dược hiệu đã ngấm sâu vào mỗi một tấc da của cô. Vết thương nhẹ sẽ không còn tác dụng gì nữa. Chịu thua đi, Kim Lũ Y lảo đảo sắp ngã, cảm thấy bắt đầu trở nên khó thở. Người trước mắt đi từng bước lại chỗ mình. Ha ha, không ngờ có một ngày nữ võ thần Cẩm Y vệ lại thua trong tay tôi. Tiếc là không phải đang trên chiến trường. Nếu không thì bắt sống cô, cũng đủ để tôi được phong vương phong hầu. Kim Lũ Y thà chết cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương. Ngay tại khoảnh khắc này, trong đầu Kim Lũ Y chợt nghĩ ra một cách. Nếu vết thương nhẹ không thể thay đổi kết cục, vậy nếu là vết thương nặng thì sao? Kim Lũ Y lựa chọn đánh cuộc một lần, vung đao lên lần nữa. Định phản kháng vô ích nữa hả? Thấy Kim Lũ Y vung đao lần nữa, A Đạt không hề coi trọng. Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta không ngờ rằng Kim Lũ Y không phải vung đao đánh anh ta, mà là vung đao tự chém mình. Răng rắc, Kim Lũ Y thế mà lại trực tiếp chém xuống tay trái mình. Cái cảnh này khiến cho A Đạt sợ ngây người. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Lũ Y có loại cảm giác như là nước đổ lên đầu, tỉnh táo hẳn lên. Cơn đau lan tràn khắp toàn thân, lực lượng hoàn toàn khôi phục. Kim Lũ Y dùng mình. Giây tiếp theo, cô lao nhanh tới trước người A Đạt. Không đợi đối phương phản ứng, khoái đao trong tay cô đã nhanh như chớp chém ngang A Đạt. Thật sự là nhanh như chớp, nhanh quá. A Đạt ngã xuống mặt đất, thậm chí còn có thể nhìn thấy nửa người dưới đang đứng. Không hổ là nữ võ thần, đội cận vệ Yến Kinh, tôi thua cũng đúng. Kim Lũ Y một đao chém chết kẻ địch, nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn, mệt mỏi và mất máu cùng nhau đổ xô lên người cô, khiến cô lảo đảo ngã xuống khi mới đi được vài bước. Trước khi hôn mê, cô mơ hồ nghe thấy có người liên tục gào thét. Diệp Côn Lôn, cậu quay lại cho tôi. Diệp Côn Lôn, Diệp Côn Lôn. Kim Lũ Y lẩm bẩm tự nói, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt. Ơ, sao cô ta cũng ở đây vậy? Trên đường đi ra ngoài, Diệp Lâm đột nhiên thấy phía trước có một cô gái bị đứt một tay, mất máu quá nhiều đang nằm dưới đất. Anh đi đến gần xem, phát hiện là Kim Lũ Y. Diệp Lâm cúi người kiểm tra thương thế của cô. Ngoài bị chém đứt một tay ra, thì còn bị trúng thuốc mê đã lan tràn khắp toàn thân. Nếu cứ để như vậy thì cô sẽ bị đổ máu đến chết trong cơn mê man. Ai ra, Diệp Lâm than nhẹ một tiếng. Không ngờ tính tình Kim Lũ Y lại mạnh mẽ đến như thế, chỉ vì chém giết người kia mà không tiếc tự chém một tay mình. Không biết lúc cô đi tìm mình báo thù, cô cũng giống như vậy hay không? Nếu đã thấy được,
Diệp Lâm tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. May là cô gặp tôi, nếu không là coi như bỏ cánh tay này luôn rồi. Diệp Lâm nhặt cánh tay bị chặt đứt kia, nối lại trên tay Kim Lũ Y lần nữa. Sau đó, anh tụ chân khí lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng phủ lên trên vết khép, làn da lập tức trở nên trơn bóng như mới, không có một chút vết thương nào. Ngoài Kim Lũ Y ra thì chẳng ai nhìn ra được rằng cánh tay mới vừa bị chém đứt. Cuối cùng, Diệp Lâm chạm nhẹ đầu ngón tay lên trán Kim Lũ Y, dùng chân khí xua tan thuốc mê trong cơ thể cô. Sau khi làm xong mọi thứ, anh thấy sắc mặt cô vẫn cứ trắng bệch, cho dù có chút thiếu máu, nhưng đã không còn nguy hiểm nữa. Diệp Lâm vừa định bỏ đi, rồi lại hơi do dự, cuối cùng quyết định, cứu người thì cứu đến cùng vậy. Diệp Lâm bẻ một góc nhỏ linh chi nghìn năm, đút cho Kim Lũ Y đang hôn mê. Khuôn mặt trắng bệch của cô lập tức hồng hào hẳn lên. Ngay cả làn da dãi nắng dầm mưa thường ngày cũng trở nên mềm mại mịn màng. Tới lúc này, Diệp Lâm mới đứng dậy bỏ đi. Khi tới bên ngoài, Lê Viên đã bị viện quân đội cận vệ Yến Kinh bao vây và khống chế. Bọn họ yêu cầu mọi người trong Lê Viên phải phối hợp thẩm vấn và điều tra. Diệp Lâm không muốn ở đây lãng phí thời gian, cũng không muốn xung đột với quan binh. Vậy nên, anh phất nhẹ khuôn mặt mình, rồi mới bước nhanh ra ngoài. Đứng lại! Cấp trên yêu cầu mọi người trong Lê Viên đầu không được đi ra ngoài. Mời. Tên thị vệ kia còn chưa nói xong thì chợt giật mình, nói tiếp, nha. Nha nội, sao anh lại tới đây? Tôi nghe nói bên này có đại án nên đến xem thử rồi về báo cáo với cha tôi. Diệp Lâm cười bắt chuyện với thị vệ. Vậy nha nội mau đi đi. Thị vệ vội vàng nhường đường. Đúng vậy, Diệp Lâm tạm thời dịch dung thành Hoa Quốc Đống, rất nhẹ nhàng mà lừa thị vệ để đi ra ngoài. Diệp Lâm mới vừa đi được một lát, Hoa Quốc Đống thật sự đã nghe tin mà chạy tới. Trời ạ, không ngờ ở đây lại xảy ra đại án, đáng lẽ lúc nãy không nên đi về. Hoa Quốc Đống thấy đội cận vệ Yến Kinh khống chế nơi này trước thì rất là hối hận. Nhà nội, sao anh lại về rồi? Tên thị vệ vừa để Diệp Lâm đi, thấy Hoa Quốc Đống vội vàng chạy vào trong thì đi lên hỏi thăm, mới đây mà đã báo cáo xong với. Hoa đại nhân rồi hả? Nghe vậy. Hoa Quốc Đống không hiểu ra sao, thầm nghĩ tôi mẹ nó vừa mới tới, cậu nói lại về rồi là sao? Cậu là ai vậy, nhận nhầm người rồi hả? Thấy thị vệ nói chuyện lung tung, Hoa Quốc Đống cũng không thèm để ý. Thị vệ cũng có hơi ngơ ngác, gãi đầu, lẩm bẩm, nhà nội đúng là vui buồn thất thường, mới đây mà trở mặt coi như không biết rồi. Bên kia, trong đường đi bí mật. Đại nhân, cô không sao chứ? Phó thủ Ân Hồng Trang của Kim Lũ Y dẫn viện quân đuổi theo đến đây. Kim Lũ Y từ từ tỉnh lại, cảm giác hơi đau đầu, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Đúng rồi, tôi có mang thuốc giải theo. Ân Hồng Trang lấy một chai sứ ra, định đưa cho Kim Lũ Y ngửi thử, để giải thiên tiên túy trong cơ thể. Không cần, tôi không sao rồi. Kim Lũ Y đứng dậy, thấy A Đạt bị mình chém thành hai khúc, chợt nhớ lại cảnh đánh nhau nguy hiểm máu me lúc nãy giữa hai người họ. Kim Lũ Y trầm trọng nhắm mắt lại, vì vậy mà mất đi một tay, không biết là có đáng giá hay không. Hồng Trang, nhặt, tay của tôi đưa tô, Kim Lũ Y run rẩy nói. Tay, Ân Hồng Trang nhìn thoáng qua Kim Lũ Y, khó hiểu hỏi, tay gì? Đại nhân, tay của cô vẫn đang bình thường mà. Dứt lời, Ân Hồng Trang đi nắm hai tay của Kim Lũ Y lại, chồng lên nhau. Ai Kim Lũ Y thấy hai tay mình chạm vào nhau thì giống như bị điện giật, nhanh chóng tách ra. Ân Hồng Trang hoảng sợ, đại nhân, cô bị sao vậy? Tay của tôi, Kim Lũ Y mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải là tôi đang nằm mơ chứ? Phải rồi, tay của cô, lành hẳn luôn rồi kìa. Ân Hồng Trang thấy bàn tay khôi phục như mới của Kim Lũ Y thì cũng giật mình. Vừa rồi bọn họ đều trúng thiên tiên túy, tất cả mọi người đều dùng đao đâm qua bàn tay để tỉnh táo. Tay trái của Ân Hồng Trang còn đang băng bó, thỉnh thoảng vẫn có máu chảy ra. Nhưng mà tay của Kim Lũ Y lại không hề có một chút vết thương nào, thậm chí không có một chút vết sẹo. Không chỉ có vết thương trên bàn tay, mà còn có vết thương trên cổ tay. Kim Lũ Y chạm nhẹ vào chỗ cổ tay mới vừa bị mình chém đứt, rồi kể hết lại những gì mới. Vừa xảy ra cho phó thủ nghe. Cái gì, cô nói cô vừa chém bàn tay của mình xuống. Ân Hồng Trang rất sốc, đại nhân. Không phải là cô nhớ lầm chứ? Nhìn thi thể bị mình chém thành hai khúc và bàn tay không chút thương tích nào, Kim Lũ Y chắc chắn mình không nhớ lầm. Vậy thì đáp án chỉ có một. Có người đã cứu tôi.
Trong đầu Kim Lũ Y chợt hiện lên một bóng người mơ hồ xuất hiện trước khi cô hôn mê, là anh ta hả? Ai vậy? Ân Hồng Trang tò mò hỏi. Diệp Côn Lôn, Kim Lũ Y còn chưa kịp trả lời thì một đầu đường ngầm khác lại loáng thoáng. Truyền đến tiếng gào giận dữ thảm thiết của Mạnh Chu Huyền, cậu mau quay lại cho tôi. Trả đồ vật lại cho tôi. A a an. Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang cùng nhìn nhau rồi lập tức chạy qua bên kia. Hiện trường tràn đầy máu tươi khiến hai người chấn động. Người nhà họ Trương đã bỏ chạy. Còn đám người Mạnh Chu Huyền thì bị trúng đạn, người chết, người bị thương, còn kẹt lại ở đây. Ân Hồng Trang lập tức gọi thị vệ đến bắt hết người ở đây ra ngoài, đồng thời mang hết 10 dương tang vật đi về. Ngoài ra, Kim Lũ Y còn lục soát được một phần danh sách ở chỗ Mạnh Chu Huyền. Những người trên danh sách có liên quan rất lớn đến các bảo vật trong 10 dương kia. Đầu là những nhân vật lớn nổi tiếng, từ quan to hậu duệ quý tộc, cho đến thương nhân nhà giàu. Thảo nào, bọn họ không tiếc ra tay với chúng ta, cũng phải rời hết mọi thứ ở đây ra ngoài. Kim Lũ Y cầm danh sách, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của danh sách. Một khi điều tra đến cùng, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, người người đều cảm thấy bất an. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ, lùi bước, sợ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng rơi vào tay Kim Lũ Y, cô liền sẽ điều tra cho đến cùng. Đến lúc này, chợ đen Lê Viên đã bị Kim Lũ Y dẫn đội cận vệ Yến Kinh càn quét sạch sẽ. Rời khỏi Lê Viên, Diệp Lâm thu hoạch được đầy túi. Anh liên lạc lại với Triệu Huyền Đình, nói rằng mình đã lấy được dược liệu để chữa bệnh cho ông nội cô ấy. Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ đến chữa bệnh cho ông Triệu. Đúng lúc anh vừa đặt điện thoại xuống, định quay về. Đột nhiên, anh lại nhận được một cuộc gọi khác từ Susan. Sao cậu gọi muộn thế? Có chuyện gì sao? Sau khi bắt máy, Diệp Lâm nghe thấy Susan đang khóc lóc cầu cứu. Sao vậy? Diệp Lâm vội vàng hỏi. Susan sụt sịt nói, bà ngoại của tôi, có lẽ sắp không qua khỏi rồi. Diệp Lâm, chẳng phải cậu nói, cậu đã từng khám bệnh cho ông Triệu sao? Cậu có thể tới khám cho bà ngoại của tôi không? Được rồi, cậu đừng lo lắng. Sau khi hỏi thăm bệnh viện, Diệp Lâm nói, tôi sẽ tới đó ngay. Chẳng mấy chốc, Diệp Lâm đã đến bệnh viện nhân dân số 1. Anh gặp gia đình Susan ở một phòng bệnh bình thường. Hả, sao cậu lại đến đây? Mẹ Susan nhìn thấy Diệp Lâm thì tức giận không thôi, cậu đến đây để cười nhạo nhà chúng tôi sao? Mẹ Susan luôn phản đối việc con gái mình ở bên Diệp Lâm, cũng luôn có thái độ thù địch với Diệp Lâm. Bây giờ, mẹ của bà ấy đang bệnh nặng, khi nhìn thấy Diệp Lâm tới, mẹ Susan lập tức cho rằng Diệp Lâm tới là để cười nhạo mình. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Susan vội vàng giải thích, con gọi Diệp Lâm tới đấy, cậu ấy cũng biết một ít y thuật, con muốn để cậu ấy chữa bệnh cho bà ngoại. Cái gì? Cha mẹ Susan đều bị sốc. Cậu ta không phải là sinh viên y khoa thì biết gì về y thuật cơ chứ? Cha Susan có vẻ khó hiểu. Đúng vậy, mẹ Susan vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cậu ta ở tù 5 năm thì hiểu cái quái gì về y thuật. Cậu học được thuật lừa đảo rồi che mắt con gái tôi thì có. Đối mặt với lời buộc tội yếu ớt của cha mẹ Susan, nếu không nể mặt Susan, Diệp Lâm đã sớm quay người bỏ đi rồi. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền sốt ruột nói, Susan, cháu đừng gây rắc rối ở đây nữa, cậu đã nhờ người mời một vị thần y tới rồi, ông ấy sẽ sớm đến đây thôi. Người này là cậu cả của Susan, Quách Hiểu Sơn. Anh cả, anh thật sự mời được thần y rồi sao? Nghe vậy, mẹ Susan lập tức lấy lại tinh thần, anh mời ai vậy? Quách Hiểu Sơn kiêu ngạo cười nói, nếu đã là thần y, vậy thì đương nhiên là Lưu Thần Y, Lưu Nhất Trâm nổi danh Yến Kinh, mọi người đều biết rồi. Lưu Thần Y, mọi người nghe vậy lập tức chuyển từ buồn sang vui, là Lưu Thần Y, Lưu Văn Cảnh phải không? Cha Susan có vẻ không tin cho lắm. Ha ha, ngoại trừ Lưu Thần Y này, còn có ai có thể đảm nhiệm được danh hiệu thần y nữa nào? Quách Hiểu Sơn kiêu ngạo nói. Anh cả, anh giỏi thật đấy. Mẹ Susan tỏ vẻ ngưỡng mộ, anh còn mời được cả Lưu Thần Y. Nhìn thấy người nhà nhảy cẳng lên vì sung sướng, Susan vẫn ngơ ngác, tò mò hỏi, cha, Lưu Thần Y này tài giỏi lắm sao? Con gái à, Lưu Thần Y không chỉ giỏi mà là vô cùng tài giỏi đấy. Cha Susan nói với vẻ ngưỡng mộ, dù con mắc bệnh gì, chỉ cần được ông ấy châm cứu, cam đoan sẽ khỏi bệnh. Chính vì vậy mà không ai ở Yến Kinh mà không biết đến cái tên Lưu Nhất Trâm cải. Cậu của con đúng là hay thật, mời được cả một thần y như vậy.
Nếu năm đó ông nội của con được Lưu Thần Y châm cứu, có lẽ ông ấy đã sống được thêm vài năm nữa rồi. Nói đến đây, cha Susan lại nghĩ đến người cha đã khuất của mình, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mẹ Susan tiếp tục hỏi, anh cả, sao anh quen biết được Lưu Thần Y vậy mà mời về vậy? Dù sao nhà bọn họ cũng chỉ là thường dân, làm sao có thể gặp được một nhân vật lớn như Lưu Thần Y, việc khám bệnh lại càng không dám nghĩ tới. Làm sao anh có thể quen biết một thần y như vậy được? Quách Hiểu Sơn nói, anh phải thông qua một ông chủ cũ, lại phải nhờ cậy qua nhiều lớp quan hệ mới liên lạc được đấy. Không ngờ tối nay Lưu Thần Y lại tới đây để chữa bệnh cho một nhà giàu. Ông ấy nói có thể ghé qua chỗ chúng ta xem thử. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Mẹ Susan nghe vậy thì không khỏi vui mừng, vội vàng cầu nguyện, A-di Đà Phật, nhờ có Bồ Tát phù hộ độ trì, đêm nay mẹ con được cứu rồi. Diệp Lâm nghe được lời này, không khỏi cười khổ, thầm nghĩ không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Lại gặp Lưu Văn Cảnh rồi. Lúc này, mẹ Susan lại chống tay lên hông, tiếp tục xua đuổi, San San, con có nghe thấy không? Cậu của con đã mời Lưu Thần Y đến chữa bệnh cho bà ngoại con. Rồi, bây giờ con có thể yên tâm rồi chứ. Mau bảo bạn cùng lớp của con đi nhanh đi, cứ nhìn thấy cậu ta là mẹ lại khó chịu. Susan thấy vậy thì có hơi bối rối. Không biết phải làm sao. Dù sao thì cô ấy cũng không biết y thuật của Diệp Lâm như thế nào. Hơn nữa, bây giờ tình thế đã thay đổi, xem ra cậu cả đã thật sự mời được một vị thần y vô cùng tài giỏi. Susan không biết nên để Diệp Lâm tiếp tục chữa trị cho bà ngoại hay tiễn anh đi. Ha ha, lúc này, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, cho dù Lưu Thần Y mà các người nói có đến thì e rằng cũng không thể làm gì được với bệnh tình của bà cụ đâu. Đến lúc đó, vẫn phải để tôi ra tay thôi. Diệp Lâm chỉ liếc mắt nhìn lão bà trên giường bệnh cũng có thể nhìn ra tình trạng của bà. Cùng với sự hiểu biết về Lưu Văn Cảnh, anh kết luận rằng ông ấy sẽ không thể chữa được. Nhưng Diệp Lâm vừa nói ra những lời này, mọi người trong phòng lại không khỏi biến sắc. Tên nhóc kia, cậu mạnh miệng quá đấy. Quách Tiêu Sơn trừng mắt nhìn Diệp Lâm, cậu có thể chữa khỏi bệnh mà ngay cả Lưu Thần Y cũng không chữa được sao? Cậu cho rằng cậu là ai? Sư phụ của Lưu Thần Y chắc. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Một ông già tóc trắng từ bên ngoài bước vào, mặc áo cổ tàu, khí chất phi thường. Đây là phòng của bà Quách, phải không? Sau khi đi vào, Lưu Văn Cảnh bình tĩnh hỏi. Lưu Thần Y, Quách Tiêu Sơn thấy vậy lập tức đi tới trước mặt ông ấy, đúng vậy. Đúng vậy, làm phiền Lưu Thần Y quá. Ừ, Lưu Văn Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, lỗ mũi hếch lên trên trời. Không hề để những người này vào mắt. Chẳng qua chỉ vì một ân huệ nên ông ta mới đến đây để xem thử mà thôi. Lưu Thần Y, mời ông vào trong. Quách Hiểu Sơn kính cẩn nhường đường, chỉ thiếu nước lấy chổi quét đường chào đón. Phòng bệnh khá nhỏ, mọi người đều phải tránh đường. Nhưng Diệp Lâm vẫn đứng đó bất động. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, thần y tới cũng không tránh sang một bên. Mẹ Susan không khỏi khiển trách, sao cậu còn đứng đó? Mau tránh sang một bên đi. Lưu Văn Cảnh đi vào, tình cờ nhìn thấy Diệp Lâm, người ông ta đột nhiên run lên, hai mắt mở lớn, ngạc nhiên nói, sư phụ, sao cậu cũng ở đây? Kể từ lần cuối cùng tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ, hồi sinh người chết của Diệp Lâm, Lưu Văn Cảnh đã coi Diệp Lâm là sư phụ rồi. Suy cho cùng, ai giỏi thì làm thầy. Cho dù Diệp Lâm không đồng ý thu nạp ông ấy làm đồ đệ, nhưng Lưu Văn Cảnh luôn hy vọng được trở thành học trò của anh. Đồng thời, ông ta cũng luôn miệng gọi anh là sư phụ. Lưu Văn Cảnh rất ngạc nhiên khi họ gặp lại nhau vào ngày hôm nay. Không ngờ một ca khám bệnh mà ông ấy tình cờ đồng ý lại có thể gặp được sư phụ. Sư phụ, đúng là cậu rồi. Lưu Văn Cảnh nhanh chóng bước tới, cúi đầu chào. Sự kiêu ngạo khi đến đã biến thành sự khiêm tốn và kính cẩn. Ừ, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong đầu bắt đầu suy nghĩ, lát nữa nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi ông ấy. Khi Lưu Văn Cảnh liên tục gọi hai tiếng sư phụ, mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm. Đường Đường là một bác sĩ trung y tài giỏi, là Lưu Nhất Trâm nổi danh như cồn, nhưng lại gọi một chàng trai trẻ hơn 20 là sư phụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây thực sự là Lưu Thần Y sao? Nếu không phải trước đây Quách Hiểu Sơn đã từng gặp Lưu Văn Cảnh thì cảnh tượng trước mắt có lẽ sẽ khiến ông ta băn khoăn không biết đây có phải là diễn viên quần chúng được Diệp Lâm mời đến hay không. Mọi người trong nhà họ Quách vừa chế nhạo Diệp Lâm bây giờ đều như ăn phải ruồi, không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Đặc biệt là Quách Hiểu Sơn, ông ta còn nói cậu tưởng rằng cậu là ai.
sư phụ của Lưu Thần Y chắc. Kết quả là đây lại thực sự là thầy của Lưu Thần Y thật. Trò đùa chết tiệt gì thế này? Trong lúc nhất thời, mọi người trong nhà họ Quách đồng loạt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói Lưu Thần Y đã lú lẫn rồi đấy nhé. Dù sao Lưu Văn Cảnh cũng đã 70-80 tuổi rồi, lẩm cẩm nhận nhầm người là chuyện bình thường. Sư phụ, sao cậu cũng ở đây? Ngay sau đó, Lưu Văn Cảnh tiếp tục tò mò hỏi. Bệnh nhân ở đây là bà ngoại một người bạn học của tôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Ôi, Lưu Văn Cảnh chợt hiểu ra, sau đó lại giật mình, hả? Ông ấy có hơi bối rối, thầm nghĩ, sao gia đình này lại bỏ gần tìm xa? Rõ ràng Diệp Thần Y đã ở đây rồi, sao còn gọi mình đến đây? Đây chẳng phải là mua dìu qua mắt thợ, khiến ông ấy mất mặt sao? Diệp Lâm lại nói, nếu ông đã tới đây rồi thì cứ khám cho bà cụ đi, xem có thể chữa khỏi hay không. Vâng, nghe vậy, Lưu Văn Cảnh cũng không hỏi nữa, coi chuyện này như một bài khảo sát mà Diệp Thần Y dành cho mình. Ông ấy thầm nghĩ, biết đâu sau khi chữa khỏi cho bệnh nhân này, Diệp Thần Y sẽ bằng lòng nhận mình làm học trò thì sao? Ngay lập tức, Lưu Văn Cảnh dùng 120% sức lực bước đến giường bệnh để thăm khám, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Lúc này, Susan đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Lâm, thấp giọng hỏi, Diệp Lâm, chuyện này là sao? Lưu Thần Y đã lớn tuổi như vậy, sao lại gọi cậu là sư phụ? Diệp Lâm thành thật trả lời, ông ta nói bậy bạ thôi, tôi không hề nhận ông ta làm học trò. Hả, nghe được lời này, mọi người có mặt đều ngơ ngác. Ôi trời, giọng điệu của tên nhóc này càng lúc càng lớn lối. Hai tiếng sư phụ của Lưu Thần Y làm cậu ta phát điên rồi hay sao? Mẹ Susan tức giận đến dậm chân, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Thần Y hồ đồ nhận nhầm người, gọi cậu ta một tiếng sư phụ, cậu ta lại nghĩ mình tài giỏi thật sao? Ai ra, không hay rồi. Đột nhiên, Lưu Văn Cảnh kêu lên, khiến sự chú ý của mọi người quay lại với bà cụ. Lưu Thần Y, thế nào rồi? Quách Hiểu Sơn lo lắng hỏi. Lưu Văn Cảnh tỏ vẻ nghiêm túc, cuối cùng bất lực lắc đầu, bà cụ đã già yếu, sức sống đã cạn, e là tôi cũng không thể làm gì được. Cái gì, nghe vậy, sắc mặt người nhà họ Quách chợt biến đổi, có hơi lo sợ, không khỏi òa lên khóc lóc. Lưu Thần Y, xin ông hãy nghĩ cách gì đó đi mà. Quách Hiểu Sơn lo lắng nói, không phải ông có thuật châm cứu thần kỳ sao? Hãy châm cứu cho mẹ tôi đi. Nếu người khác nói những điều vô nghĩa như vậy, Lưu Văn Cảnh chắc chắn sẽ bỏ đi. Đâu thể châm cứu bừa bãi như vậy được, họ nghĩ ông ấy là thần chắc. Tuy nhiên, vì nể mặt Diệp Lâm, Lưu Văn Cảnh vẫn kiên nhẫn giải thích, mẹ ông không có bệnh, mà là đã già rồi, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Cho dù thuật châm cứu của tôi có mạnh đến đâu thì cũng không thể có tác dụng với người sắp chết. Trừ khi, nói đến đây, Lưu Văn Cảnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Trừ khi cái gì, mọi người trong nhà họ Quách vội vàng hỏi, như thể nắm được cọng rơm cuối cùng. Lưu Văn Cảnh nghiêm túc nói, trừ khi sư phụ tôi ra tay châm cứu, có lẽ vẫn có thể cứu được. Lưu Văn Cảnh nghĩ đến cảnh tượng hồi sinh người chết thần kỳ của Diệp Thần Y ngày hôm đó, cho rằng chỉ có Diệp Thần Y mới có thể cứu được bà cụ. Sư phụ của ông, Quách Hiểu Sơn vội vàng hỏi, sư phụ của ông ở đâu? Sư phụ của tôi chẳng phải đang ở đây hay sao? Lưu Văn Cảnh chỉ vào Diệp Lâm. Cái này, mọi người nhà họ Quách hoàn toàn cạn lời, không biết nên khóc hay nên cười. Lưu Thần Y quả nhiên là mắc bệnh Alzheimer rồi. Họ phải làm sao đây? Họ nhờ ông ta chữa bệnh cho bà cụ mà bản thân ông ta lại mắc bệnh ư? Mẹ Susan thậm chí còn nghĩ thầm, nếu để cho tên nhóc đó ra tay chữa trị Linh. Tỉnh, thà đưa mẹ mình vào lò hỏa táng ngay lập tức còn hơn, khỏi phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Sư phụ, đồ đệ bất tài. Lưu Văn Cảnh đi tới trước mặt Diệp Lâm, xấu hổ nói, bà cụ chết đi theo tự nhiên, tôi cũng không thể làm gì được. Ừ, chuyện này Diệp Lâm đã biết từ lâu nên vừa nãy mới kết luận, cho dù Lưu Thần Y có đến cũng vô dụng. Diệp Lâm, Susan không thể tin được, thấp giọng hỏi, cứu được bà ngoại của tôi sao? Âu, cậu thật có thể. Diệp Lâm có thể thấy tình cảm giữa Susan và bà ngoại rất sâu sắc. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ không để bà ngoại cậu chết đâu. Nói xong, Diệp Lâm quay người, lặng lẽ bẻ gãy một ít linh chi ngàn năm lấy từ trong không gian chứa đổ ra, đưa vào tay Susan. Đi cho bà ngoại của cậu ăn đi, bà ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Diệp Lâm nói, Susan cầm mảnh nấm linh chi nhỏ, không biết phải làm sao. Chút nấm này thực sự cứu được bà ngoại ư? Cậu định cho mẹ tôi ăn cái gì?
Quách Hiểu Sơn và cha mẹ Susan rất cẩn thận, lập tức ngăn cản. Lưu Văn Cảnh dùng mũi ngửi thử, sau đó ngạc nhiên nói, sư phụ, thứ cậu vừa mới lấy ra. Là linh chỉ nghìn năm sao? Linh chỉ ngàn năm. Thấy Diệp Lâm lấy ra một khối dược liệu nhỏ, Lưu Văn Cảnh bèn đi tới ngửi thử, căn cứ vào mùi thơm nồng nặc là đã phần nào đoán ra năm tuổi của nó rồi. Dù sao Lưu Văn Cảnh cũng là một thầy thuốc trung y lão làng, trong tay không có 10.000 thì cũng có 8 vạn các loại thuốc trung y, chỉ cần ngửi cũng có thể phân biệt chất lượng dược liệu. Mắt nhìn của ông cũng không ồi. Diệp Lâm mỉm cười khen ngợi, đúng vậy, đây chính là linh chỉ ngàn năm. Ai ra, thật sự là linh chỉ ngàn năm sao? Tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm chứ. Lưu Văn Cảnh ghen tị không thôi, không hổ danh là Diệp Thần Y, còn có thể có được tiên dược hiếm có như vậy. Tôi nhớ trong sách cổ có ghi lại, loại nấm linh chi ngàn năm tuổi này có tác dụng khiến người chết sống lại. Chính là cỏ hoàn dương thật sự. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, sau đó nói với Susan, tuổi thọ của bà ngoại cậu sắp hết rồi, dù y thuật có giỏi đến đâu thì cũng vô phương cứu chữa. Chỉ có cách dùng linh chỉ ngàn năm mới có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa mà thôi. Linh chi ngàn năm. Kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm và Lưu Văn Cảnh, mọi người trong nhà họ Quách càng tin rằng Lưu Thần Y này đang lú lẫn không nhẹ. Không chỉ nhầm tưởng một chàng trai là sư phụ của mình, mà lại nhầm một mảnh giống như nấm không biết từ đâu chui ra là linh chỉ ngàn năm. Đúng là điên rồ. Nếu không phải vì nể mặt ông chủ và nghĩ đến công sức để mời được thần y về, Quách Hiểu Sơn đã sớm đuổi người này ra ngoài rồi. Đây không phải là thần y gì cả mà giống một kẻ lừa đảo được tên nhóc họ Diệp này thuê tới để phụ họa thì đúng hơn. Về phần cho bà cụ ăn linh chỉ ngàn năm gì đó, mọi người trong nhà họ Quách đều nhất quyết không đồng ý. Linh chi ngàn năm, cậu coi chúng tôi là trẻ lên ba chắc. Mẹ Susan khinh thường nói. Nếu mẹ tôi ăn vào rồi xảy ra chuyện không may thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Thấy họ không cần linh chỉ ngàn năm được tặng miễn phí, Lưu Văn Cảnh ở bên cạnh tức giận dậm chân, làm gì có cái lý đó? Sao các người dám nghi ngờ Diệp Thần Y? Nếu không ăn cây linh chỉ ngàn năm tuổi này, tối nay mẹ các người sẽ không qua khỏi đâu. Thấy người gọi là Thần Y này không những không chữa khỏi bệnh cho mẹ mình mà còn nguyền rủa bà ấy, mẹ Susan tức giận đến mức quát lên. Lão già lừa đảo này, ông đúng là già cả lú lẫn rồi. Thần y cái quái gì, tôi nhổ vào. Chắc chắn là ông được tên nhóc họ Diệp thuê về, trước kia hai người là bạn tù chứ gì, sau khi ra tù lại cùng nhau đi lừa đảo. Nghe vậy, Lưu Văn Cảnh vô cùng tức giận, người phụ nữ độc ác này còn mắng luôn cả ông ấy. Ngay cả Quách Hiểu Sơn cũng bắt đầu nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, đây thật sự là Lưu Thần Y trong truyền thuyết sao? Liệu có phải ai đó đang mạo danh không? Ông ta định gọi điện cho sếp để hỏi. Nhưng đúng lúc này, tất cả dụng cụ xung quanh giường bệnh đều vang lên cảnh báo, bảng thông tin cho thấy bà cụ đã tắt thở, ngay cả sóng não cũng trở về không. Mẹ Susan kêu lên. Ngay sau đó, căn phòng vỡ òa trong nước mắt. Một nhóm bác sĩ xông vào, sau khi cố gắng cấp cứu, họ lắc đầu bỏ cuộc. Xin chia bữa ồn với gia đình, bà cụ đã ra đi rồi. Vừa nói. Bác sĩ vừa thản nhiên che cho bà lão một tấm vải trắng. Để lại gia đình đứng quanh giường bệnh của bà cụ, khóc không thành tiếng. Hừ, đáng đời, Lưu Văn Cảnh âm thầm chửi rủa, cảm thấy đây chính là hậu quả người nhà này tự mình chuốc lấy. Nếu vừa rồi đưa cho bà lão linh chỉ ngàn năm thì có lẽ bây giờ bà ấy đã được xuất viện rồi. Không biết sau khi chết đi dùng có còn kịp không? Đi thôi Diệp Lâm nới với Lưu Văn Cảnh ở bên cạnh, họ cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Ở trước mặt Susan, Diệp Lâm đã cố gắng hết sức rồi. Còn về phần những người khác, ai tin anh thì sống, ai không nghe lời anh sẽ chết. Bọn họ không đồng ý đưa linh chỉ ngàn năm cho bà cụ, Diệp Lâm cũng sẽ không ép buộc. Diệp Lâm, Susan bật khóc, nhìn Diệp Lâm rời đi, cầm mảnh dược liệu nhỏ anh đưa cho trong tay, không biết nên tin ai. Phải thừa nhận rằng, Susan khó có thể tin rằng trên thế giới lại có cái gọi là linh chi ngàn năm. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng có phần tiếc nuối, tâm lý may mắn mách bảo cô, nếu như lời Diệp Lâm nói là sự thật thì sao? Nếu gia đình họ từ chối lòng tốt của Diệp Lâm, chẳng phải họ đã làm hại bà ngoại rồi sao? Để con lau người cho bà, Susan chủ động yêu cầu. Khóc một lúc, mọi người trong gia đình Quách bắt đầu thảo luận về đám tang của bà cụ. Đồng thời, thi thể của bà cụ vẫn cần được lau rửa sạch sẽ, mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn. Mẹ Susan đáp lại. Để con gái làm. Sau đó,
bà ấy tiếp tục thảo luận các vấn đề với hai người kia. Bà ngoại, hức hức, bà đã nuôi dưỡng cháu từ khi còn nhỏ. Cháu không có gì để báo đáp bà, để cháu tiễn bà đi một đoạn cuối cùng. Hức hức, Susan không có bà nội, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi dưỡng nên có tình cảm rất sâu sắc với bà. Vừa khóc, Susan vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau thi thể của bà cụ. Sau khi lau khóe miệng, nhân lúc không ai, để ý Susan lén nhét miếng dược liệu nhỏ mà Diệp Lâm đưa vào miệng bà ngoại. Mặc dù bây giờ làm tất cả những điều này cũng chẳng giúp ích được gì nhưng đối với Susan, đó cũng là niềm an ủi về mặt tâm lý. Sau đó, Susan tiếp tục công việc, vừa lau người vừa khóc. San San, đột nhiên, bên tai cô ấy vang lên một giọng nói quen thuộc, bà còn chưa chết mà, sao cháu lại khóc thảm thiết như vậy? Cùng lúc đó, một đôi tay nhẹ nhàng cũng vuốt ve mái tóc của Susan, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy. Bà ngoại, Susan sững người, khi quay lại, cô ấy thấy bà ngoại đang nhìn mình bằng ánh mắt ân cần và có phần bối rối. Đột nhiên, trong phòng bệnh im lặng như tờ. Mẹ Susan và những người khác đột nhiên ngừng thảo luận, run rẩy quay người lại, kinh hãi phát hiện bà cụ ở trên giường bệnh đang chậm rãi ngồi dậy, sau đó quay đầu lại, mỉm cười với con cháu. Mẹ ơi, ma, Quách Hiểu Sơn hét lên, ngất đi vì sợ hãi. Phòng bệnh lập tức trở nên hỗn loạn. Diệp thần y, bà cụ đó vừa mới chết, nếu dùng linh chi ngàn năm, liệu bà ấy có thể sống lại được không? Lưu Văn Cảnh rất tò mò về câu hỏi này. Nếu như đám người nhà kia không quá cố chấp, ông ấy thật sự rất muốn thuyết phục bọn họ cho bà cụ ăn thử một ít nấm linh chỉ xem sự tình thế nào, biết đâu còn có thể cứu vấn. Sống chết có số. Diệp Lâm không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Điều anh đang nghĩ bây giờ là hãy nhanh chóng về nhà để xem xét kỹ hơn những bảo vật mà anh lấy được từ Lê Viên ngày hôm nay. Vì thế, anh không khỏi tăng tốc. Diệp thần y, sư phụ, xin dừng bước. Lưu Văn Cảnh nhanh chóng theo sau, nói, thật ra hôm nay tôi đã điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng ở đây. Xin Diệp thần y tiện thể ghé qua xem thử một lát. Diệp Lâm bước chậm lại, ông muốn tôi ra tay cứu người sao? Ông nên biết quy tắc chữa bệnh của tôi là gì? Cứu một người, giết một người, tôi hiểu mà. Lưu Văn Cảnh vội vàng nói, đương nhiên là tôi không dám làm phiền cậu ra tay, tôi chỉ muốn cậu xem phương pháp điều trị của tôi như thế nào, nhân tiện cho tôi một số gợi ý mà thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vừa nói, Lưu Văn Cảnh vừa chỉ về một phòng bệnh ở phía trước, bệnh nhân ở ngay kia thôi. Được rồi, bởi vì thuận đường nên Diệp Lâm đồng ý. Ngay sau đó, hai người đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Bên trong là một bệnh nhân được đặt ống khắp người, chân tay quấn đầy băng, miệng gắn máy thở, bị cố định bất động trên giường bệnh. Hai, bệnh nhân này đúng là thê thảm. Tứ chi đều bị gãy, lại ngâm cả đêm dưới sông. Nghe nói khi được đưa đến đây, suýt chút nữa không cứu được. Chẳng biết đã đắc tội ai mà bị đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy. Lưu Văn Cảnh đứng bên cạnh, lắc đầu thở dài, cảm thán thay cho người kia. Diệp Lâm nhìn thấy bệnh nhân trên giường, không khỏi mỉm cười, sắc mặt hơi thay đổi. Về phần bệnh nhân nằm trên giường bệnh, sau khi nhìn thấy Diệp Lâm, sắc mặt ông ta cũng trở nên méo mó hơn, hô hấp gấp gáp, tim không khỏi đập nhanh hơn. Nếu không phải bị trói vào giường bệnh thì ông ta đã rứt đám dây dợ kia ra rồi lăn khỏi giường rồi. Tổng giám đốc từ Lưu Văn Cảnh bước tới, giới thiệu, đây là Diệp Thần Y, cũng là sư phụ của tôi. Khó khăn lắm tôi mới mời sư phụ đến xem vết thương của ông đấy. Nói xong, Lưu Văn Cảnh nói với Diệp Lâm, tôi đã dùng kỹ thuật nắn xương để giúp ông ấy nối lại tứ chi đã bị gãy, chỉ không biết liệu có thể trở lại hình dáng trước đây hay không thôi. Diệp Thần Y, cậu nhìn xem, kỹ thuật nối xương của tôi đã được hay chưa? Lưu Văn Cảnh đã cố gắng hết sức để khôi phục tứ chỉ bị gãy của bệnh nhân, ít nhất ông ta sẽ không còn bị tàn phế nữa. Nhưng Lưu Văn Cảnh lại không chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Diệp Lâm và bệnh nhân, vẫn đắm chìm trong ảo tưởng, muốn Diệp Thần Y khen ngợi mình. Lưu Thần Y, ông làm rất tốt, Diệp Lâm bình tĩnh nói, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Ông đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ chữa trị cho ông ta một lát. Nghe vậy, Lưu Văn Cảnh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói với bệnh nhân, Tổng Giám Đốc Tử, ông có nghe thấy không? Diệp Thần Y đã đồng ý chữa trị cho ông rồi đấy. Tốt quá rồi, chỉ cần Diệp Thần Y ra tay, có khi tối nay ông lại được xuất viện không biết chừng. Nghe vậy, bệnh nhân trông càng hoảng loạn hơn, thậm chí còn cố gắng giãy giụa. Lưu Văn Cảnh cho rằng bệnh nhân đang run rẩy vì phấn khích nên cũng không nghĩ gì nhiều.
Điều tiếc nuối duy nhất của ông ấy là Diệp Thần Y bắt ông ấy phải ra ngoài, không có cơ hội đứng bên cạnh học hỏi. Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài, Lưu Văn Cảnh nói, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Sau khi Lưu Văn Cảnh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Lâm và Hứa Như Hải. Đúng vậy, người này chính là Hứa Như Hải, anh trai của mẹ kế Hứa Như, cũng là người cậu trên danh nghĩa của Diệp Lâm. Cậu à, cậu không sao chứ? Diệp Lâm mỉm cười nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Ngày hôm đó, Hứa Như Hải lùng sục ở bên ngoài để tìm người, muốn đánh gãy tứ chi Diệp Lâm, báo thù cho em gái. Không ngờ, người mà Hứa Như Hải phái đi lại là người của Hắc Long. Vì vậy, Diệp Lâm gậy ông đập lưng ông, đánh gãy chân tay Hứa Như Hải. Vốn dĩ sự việc đã đi đến hồi kết. Nhưng họ không ngờ số phận lại trùng hợp đến thế. Nhà họ Hứa đã mời Lưu Thần Y đến nối xương cho Hứa Như Hải để ông ta không trở thành người tàn phế. Lưu Văn Cảnh không biết Diệp Lâm và nhà họ Hứa có quan hệ như vậy, cho nên mới có ý tốt nhờ Diệp Lâm tới kiểm tra tình trạng của ông ta. Và thế là, Diệp Lâm và Hứa Như Hải đã gặp lại nhau dưới sự an bài của số phận. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lâm gặp lại ông ta kể từ sau khi anh ra tù. Sau khi nhìn thấy Diệp Lâm, Hứa Như Hải cũng vô cùng ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một loạt phản ứng tiêu cực như ngạc nhiên, bối rối, tức giận, sợ hãi, v.v. Phản ứng đầu tiên của ông ta là tưởng mình đang gặp ác mộng. Làm sao Lưu Thần Y vừa mới chữa trị cho ông ta lại gọi Diệp Lâm là sư phụ chứ? Sao ông không nói gì? Ồ, tôi quên mất, ông còn đeo cái này. Diệp Lâm tháo mặt nạ thở trên mặt ông ta xuống. Ngay sau đó, Diệp Lâm lần lượt rút ống nội khí quản trên người Hứa Như Hải ra, sau đó cởi bỏ toàn bộ băng bó trên tay chân ông ta. Hứa Như Hải đau đớn đến mức chết đi sống lại, hoảng loạn gào hét. Thằng khốn nạn, dừng lại, a, à, cuối cùng, Hứa Như Hải nằm trên giường bệnh như một con cá chết. Bị Diệp Lâm hành hạ như vậy, ông ta như thể vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Tay nghề của Lưu Thần Y khá tốt đấy chứ. Diệp Lâm ngạc nhiên nói, nếu tôi đến muộn, e rằng mấy ngày nữa ông sẽ xuất viện rồi. Nói rồi, Diệp Lâm tự mình ra tay, để tôi chữa trị triệt để cho ông nhé. A, à, Hứa Như Hải cảm thấy mình như rơi vào địa ngục. Cảm nhận được đau đớn không chịu nổi. Lúc này, Diệp Lâm đã hoàn toàn phế bỏ tứ chỉ của ông ta, đừng nói là Lưu Thần Y, cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng không thể làm gì được. Đồ khốn nạn, có giỏi thì giết tao đi. À, lúc này, Hứa Như Hải cảm giác như sống không bằng chết. Giết ông, Diệp Lâm cười nhạo, như vậy thì quá dễ dàng cho hai anh em các người rồi. Tôi sẽ để các người sống, nhưng tôi cam đoan sẽ khiến các người đau đớn, khó chịu hơn cả cái chết. Hứa Như Hải nhìn Diệp Lâm rời khỏi phòng bệnh, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi con, để tao xem mày có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Nhà họ Hứa chúng tao, đã mời thêm tay sai giỏi hơn rồi. Lần này, mày sẽ chết không có chỗ chôn, cứ chống mắt lên mà xem L. Lúc này, Lưu Văn Cảnh đang đợi bên ngoài, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét từ trong phòng phát ra. Không khỏi nghi ngờ. Sao lần này bệnh nhân lại đau đớn như vậy? Chắc là chữa trị triệt để rồi. Sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Lâm bước ra ngoài. Diệp Thần Y, thế nào rồi? Lưu Văn Cảnh quan tâm hỏi, đã chữa khỏi chưa? Mọi chuyện đều ổn, Diệp Lâm bình tĩnh nói, đã hoàn toàn tàn phế rồi. Hả, Lưu Văn Cảnh giật mình, sau đó bật cười Lệp Thần Y, cậu thật là hài hước. Tổng giám đốc Hứa được cậu đích thân chữa trị, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót. Cả hai vừa cười đùa vừa rời khỏi bệnh viện. Cùng lúc đó, sân bay Yến Kinh. Một dáng người mảnh khảnh và quyến rũ, mặc một chiếc váy màu tím, lộ ra vẻ quý phái và thanh lịch. Cô ta lặng lẽ đứng trong phòng chờ, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người yêu kiều thu hút vô số ánh nhìn. Tất cả những ai nhìn vào mắt cô ta đều ngủ thiếp đi trên ghế chờ ở đại sảnh, mặc kệ chuyến bay có bị trễ hay không. Một lúc sau, cảnh tượng hàng chục người đàn ông bất tỉnh đã gây ra tình trạng hỗn loạn khá lớn ở sân bay. Tử Long Vương, vừa xuống máy bay tôi đã ngửi thấy khí tức quyến rũ của cô rồi. Mất tên dê già biến thái bất tỉnh kia cũng là kiệt tác của cô, đúng chứ? Chẳng bao lâu, một người đàn ông cao lớn và đẹp trai, mặc đồ trắng bước đến trước mặt cô gái xinh đẹp mặc đồ tím, trên mặt nở một nụ cười lười biếng. Bạch Long Vương, tôi biết anh sẽ tới, nên đã đợi ở đây. Người đẹp áo tím đứng lên, cười nói, trong lúc chờ anh, có mấy con ruồi làm tôi rất khó chịu. Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt nên cũng không lấy cái mạng nhỏ của bọn chúng.
nếu là lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ khiến cho bọn chúng ngủ đến ngàn thu. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng và người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ tím này chính là Bạch Long Vương ở Thanh Châu và Tử Long Vương ở Dương Châu trong Long Môn dưới lòng đất. Có chuyện gì mà cô vui vẻ vậy? Bạch Long Vương đi bên cạnh người đẹp, hai người rời khỏi sân bay, dọc đường thu hút vô số ánh mắt liếc nhìn, tựa như một cặp thần tiên. Đương nhiên là vì sắp gặp được Long Vương mới rồi. Trong đôi mắt quyến rũ của Tử Long Vương hiện lên một tia xảo quyệt và tham lam, tôi nghe Lão Hắc nói, Ân Long Vương là một chàng trai tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả anh đấy. Bạch Long Vương mỉm cười khinh thường, đừng nghe anh Hắc nói bậy, chẳng có Long Vương mới nào cả. Có khi anh Hắc gặp phải phiền toái gì không giải quyết được nên mới tìm đến chúng ta thôi. Người kia có Long Vương lệnh, Tử Long Vương cười nói, chúng ta tìm kiếm Long Vương lệnh bấy lâu nay, không ngờ lại bị người ngoài lấy được trước. Chúng ta phải tới Long Môn hỏi cho rõ ràng. Không vội, Bạch Long Vương móc từ trong túi ra một tấm ảnh, trước khi đi gặp Tân Long Vương, tôi còn phải giải quyết một số phiền toái cho người khác đãi. Tử Long Vương liếc nhìn bức ảnh, vui vẻ nói, lại là trai trẻ à, gu của tôi, nhường cho tôi chứ. Như vậy không được, Bạch Long Vương nhìn người trong ảnh, lạnh lùng nói, đêm nay, tên nhóc này bắt buộc phải chết. Tôi đã hứa rồi. Vậy để tôi đi với anh đi. Tử Long Vương cười nói, để xem gần đây thực lực của anh có tiến bộ hay không. Nhưng mà, Tử Long Vương liếc nhìn bức ảnh, anh có chắc mình không nhìn nhầm người đấy chứ? Tuổi còn trẻ như vậy thì có thể có khả năng gì mà phải đích thân Bạch Long Vương như anh ra tay chứ? Yến Kinh là đất ngọa hổ tàng long mà. Bạch Long Vương không có ý coi thường kẻ địch, chẳng phải anh Hắc cũng nói Tân Long Vương cũng còn rất trẻ sao? Người này tên là gì? Tử Long Vương tò mò hỏi. Diệp Lâm, Bạch Long Vương nhẹ nhàng ngửi bức ảnh, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng trắng, cuối cùng nhìn chằm chằm về một hướng, tôi đã tìm được cậu ta rồi. Ở bên này, Diệp Lâm cuối cùng đã thoát khỏi sự đeo bám của Lưu Văn Cảnh. Vừa đi ra ngoài không bao xa, anh chợt nhận ra mình lại bị theo dõi. Lúc đầu, Diệp Lâm còn tưởng rằng Lưu Văn Cảnh đang lén lút theo dõi mình. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện, cách anh không xa có hai người đi theo xô. Diệp Lâm giảm tốc độ, đi đến một nơi vắng vẻ rồi dừng lại, kiên nhẫn chờ bọn họ đuổi kịp. Cũng khá nhạy bén đấy, nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta, đúng là không đơn giản. Bạch Long Vương chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Phía sau anh ta là Tử Long Vương đang mỉm cười quyến rũ, ngoài đời còn tươi ngon hơn trong ảnh. Muốn cắn một miếng quá. Các người là ai? Diệp Lâm lạnh lùng hỏi, sao lại theo dõi tôi? Hai người này đều là người lạ, Diệp Lâm có thể khẳng định mình chưa từng gặp họ bao giờ. Tên nhóc, có người đã mua mạng của cậu rồi. Bạch Long Vương nói, hôm nay tôi tới để lấy mạng của cậu. Ô, Diệp Lâm sửng sốt, sau đó nghĩ thầm, nhà họ Hứa. Không ngờ, vừa gặp được Hứa Như Hải, tên tay sai mạnh hơn mà ông ta nhắc lại đến nhanh như vậy. Quả nhiên đúng như Hứa Như Hải nói, hai người này cũng không đơn giản. Ít nhất thì họ cũng mạnh hơn rất nhiều so với người của Hắc Long trước đây. Thông minh, Bạch Long Vương nói, cậu có lời chăn chối nào không? Lão Bạch tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Anh cũng tốt bụng đấy nhỉ? Diệp Lâm mỉm cười, nhưng tôi rất tò mò, nhà họ Hứa đã trả bao nhiêu tiền để mua mạng của tôi vậy? 100 triệu, Bạch Long Vương thẳng thắn nói. Mạng của tôi chỉ có giá 100 triệu thôi sao? Diệp Lâm bất lực lắc đầu. Lão Bạch, Tử Long Vương đột nhiên lên tiếng, tôi cho anh nửa tỷ, anh giao cậu A cho tôi đi. Sau đó, Tử Long Vương nở nụ cười quyến rũ với Diệp Lâm, cậu nhóc đẹp trai, chỉ cần cậu băng lòng làm người tình của tôi cam đoan đêm nay cậu sẽ không phải chết. Lúc nói chuyện, Tử Long Vương và Diệp Lâm cùng nhìn nhau, trong mắt cùng nổi lên song đồng. Diệp Lâm chợt cảm thấy đôi mắt đau xót, giống như là bị kim đâm vào. Anh lập tức nổi lên cảnh giác, thầm nghĩ, không xong rồi. Một luồng lực lượng quỷ quyệt giống như rắn trườn đánh sâu vào trong đầu mình, khóa chặt tỉnh thần mình. Trong nháy mắt, thân thể Diệp Lâm hơi cứng đổ, đứng yên không nhúc nhích, giống như là hóa đá. Ha 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 ha, Tử Long Vương cười duyên ra tiếng, dường như cực kỳ vừa lòng với những gì mình mới làm. Cậu ta là mục tiêu của tôi. Bạch Long Vương cảm thấy rất bất mãn khi Tử Long Vương xen vào, dù cô có ra nhiều tiền hơn nữa thì tôi cũng sẽ không nhường cho cô đâu. Tôi không thể chỉ vì một ít tiền mà thất tín với người ta. Huống chỉ, tôi quyết định giết cậu ta không chỉ là vì tiền. Bạch Long Vương có nhiều vụ mua bán với nhà họ Hứa ở Thanh Châu.
Anh ta muốn cho nhà họ Hứa nợ một ân tình, nên quyết định giúp gia tộc bọn họ ra tay giải quyết phiền phức. Bây giờ Tử Long Vương xen vào giữa chừng, Bạch Long Vương khó mà ăn nói với nhà họ Hứa được. Tôi không quan tâm, Tử Long Vương dựa vào trực giác của mình, muốn có được người đàn ông trước mắt, nếu anh không nhường tôi thì hai chúng ta cùng. Đánh một trận để quyết định quyền sở hữu đi. Dứt lời, Tử Long Vương bước nhẹ gót sen đến trước mặt Diệp Lâm, nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Lâm lên, cười quyến rũ, cậu đẹp trai, sau này cậu chính là của tôi. Hai người lại cùng nhìn nhau lần nữa. Tử Long Vương vốn định tăng thêm khống chế với Diệp Lâm, khiến anh luôn nghe theo lời của cô ta. Nhưng lần này, Tử Long Vương lại không thành công. Ngược lại đôi mắt của cô ta cũng cảm nhận được đau đớn như kim đâm. Sao thế này? Tử Long Vương giật mình, trợn to hai mắt, định phản kháng. Kết quả chỉ mới có một giây rằng co ngắn ngủi, mà đã khiến đôi mắt cô ta chảy ra hai hàng nước mắt đỏ như máu. Giống như cô ta không phải nhìn thẳng vào một đôi mắt khác, mà là nhìn thẳng vào một đôi mặt trời. Cực nóng, cực chói mắt, A.I.S.I. Tử Long Vương hét thảm thiết, liên tục lùi ra sau. Chỉ có chút tài mọn mà cũng muốn khống chế tôi hả? Giọng nói của Diệp Lâm dường như được truyền đến từ địa ngục cửu U. Tôi thấy hai người cùng lên đi. Tử Long Vương bụng mặt mình lại, vừa giật mình vừa tức giận. Bạch Long Vương, thay tôi giết cậu ta. Tôi muốn cậu ta phải chết. Tử Long Vương thẹn quá hóa giận. Một người ghê gớm như cô ta, dùng tư thế kẻ cứu vớt xuất hiện trước mặt Diệp Lâm, chờ mong Diệp Lâm trở thành người hầu của mình. Kết quả là Diệp Lâm thế mà lại không biết tốt xấu, dám đánh trả lại cô ta. Bây giờ, cô ta chỉ muốn xem Diệp Lâm đi chết thôi. Không cần cô nói tôi cũng sẽ làm vậy. Dứt lời, Bạch Long Vương cẩn thận mà nhìn thoáng qua Diệp Lâm, cảm thấy tình huống vừa rồi có chút không thích hợp. Đối phương có thể nhẹ nhàng phá giải mị thuật của Tử Long Vương, chứng tỏ đối phương không phải loại người bình thường. Vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, hiện giờ xem ra là phải tốn công tốn sức một lần. Lúc này, Tử Long Vương cũng hồi hồn lại từ cơn giận dữ vừa rồi, nhận ra được sự lợi hại của đối phương. Cậu ta có thể nhẹ nhàng thoát ra khỏi sự khống chế về mị thuật của mình, thậm chí có thể đánh trả lại mình. Chẳng lẽ thực lực của cậu ta mạnh hơn cả mình? Sau cơn nghi ngờ, Tử Long Vương buộc phải xem kỹ người trước mắt, cẩn thận mà nói, chúng ta cùng nhau lên. Trong nhất thời, hai người không còn vẻ ung dung bình tĩnh lúc mới tới, ngược lại chỉ còn cẩn thận bất an. Thậm chí hai người còn muốn hợp tác với nhau, tạo nên đội hình dễ tấn công dễ phòng thủ. Bạch Long Vương, sau khi nghe thấy cái tên này, Diệp Lâm liền hiểu ra vấn đề. Anh lại nhìn về phía bọn họ, lập tức biết được thân phận của bọn họ. Hóa ra hai người bọn họ chính là Bạch Long và Tử Long, thuộc hạ của thất sư phụ. Chỉ là khi Lão Long Vương mất tích, 9 người thuộc hạ đều tự lập mình là Vương. Sau khi biết rõ thân phận của hai người họ, Diệp Lâm không nhịn được bật cười. Anh thầm nghĩ nhà họ Hứa lại xui xẻo tới mức đi tìm cấp dưới của mình để đối phó với mình. Một gã Hắc Long còn chưa đủ, thế mà lại đi tìm thêm một Bạch Long. Đúng là phải đâm cho vỡ đầu chảy máu mới chịu thôi đây mà. Dùng chiêu kia đi, Tử Long Vương đề nghị. Người Bạch Long Vương gật đầu, quyết định dùng một chiêu mạnh nhất. Đánh nhanh thắng nhanh. Bạch Long Vương mở đầu một chiêu, vung nắm đấm lên, lập tức có tiếng rồng ngâm vang lên. Ngay sau đó, lực lượng tràn đầy uy áp, giống như núi lở sóng thần chút mạnh xuống đầu. Long chiến vu dãi Bạch Long Vương dùng chiêu long chiến vu dã trong chính thức của Long Quyền để huyết chiến bát hoang. Cùng lúc đó, Tử Long Vương cũng ra chiêu, tiếng rồng ngâm nổi lên xung quanh, uy lực bất phàm. Kiến Long tại điền. Tử Long Vương dùng chiêu kiến long tại điền trong Long Quyền để quét ngang càn khôn. Thấy hai người họ dùng Long Quyền, Diệp Lâm đã chắc chắn được thân phận của hai người họ. Hay lắm, Diệp Lâm cũng định dùng chiêu thức tương tự đánh trả hai người họ. Ngay sau đó, quanh thân Diệp Lâm mơ hồ có tiếng rồng ngâm, còn chưa ra tay đã có khí thế giao long ra biển, quét ngang tất cả. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Lâm một tay long chiến vu dã một tay kiến long tại điền. Song quyền xuất hiện, giống như là song long phá không, đánh ra ngoài. Sao có thể chứ? Thấy đối phương dùng chiêu thức tương tự mình, còn là một người dùng cả hai chiêu thức. Hai người Bạch và Tử đều giật mình hô lên. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, từng quyền đấm vào nhau, giống như là sao hỏa đâm địa cầu, uy lực va chạm phát ra tiếng vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, hai người Bạch và Tử rên rỉ một tiếng, bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài,
bay ra xa tới mấy chục mét. Lúc ngồi dậy, máu tươi trong miệng liên tục trào ra, trong bụng giống như sông cuộn biển gầm, khó có thể yên ả. Điều khiến hai người họ khó có thể tin chính là Diệp Lâm cũng biết chính thức của Long Quyền. Cậu, hai người dường như quên mất vết thương trên người mình, ngẩn ngơ mà nhìn về phía Diệp Lâm, không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt. Đúng như lời nói của Lão Long Vương, Diệp Lâm đi đến gần từng bước, nhàn nhã ung dung nói, chín đứa con nuôi của ông ấy đều có thiên phú hơn người, mỗi người trời sinh nắm giữ một loại bí thuật. Bạch Long sở trường truy tung, Tử Long sở trường mị thuật, hôm nay được thấy thì đúng là như thế. Thấy Diệp Lâm nói thẳng ra bí pháp của mình, hai người họ càng thêm chấn động, vì người bình thường không thể biết được bí mật này. Cũng chính vì bọn họ trời sinh nắm giữ một loại lực lượng không bình thường nào đó, nên Lão Long Vương mới nhận bọn họ làm con nuôi, dốc lòng bồi dưỡng bọn họ. Ví dụ như Bạch Long trời sinh có ngũ cảm mạnh hơn người thường, có thể ở trong biển người mênh mang, lần theo âm thanh theo dõi từ vạn dặm. Và ví dụ như Tử Long trời sinh mị cốt, phong tình vạn trùng, có thể khống chế đàn ông sống chết vì mình. Cậu rốt cuộc là ai? Bạch Long Vương lớn tiếng hỏi. Diệp Lâm lấy Long Vương lệnh ra, lạnh lùng nói, Long Vương lệnh tại đây. Thấy Long Vương rồi, còn không mau bái. Long Vương, cậu là Long Vương mới sao? Khi nghe thấy điều này, hai người lại bị sốc thêm lần nữa. Lão Bạch, anh đang làm cái quái gì vậy? Tử Long Vương sợ hãi, anh, không phải anh muốn ám sát mục tiêu à? Sao lại là Tân Long Vương? Tử Long Vương hoảng sợ không thôi, việc này chẳng khác nào người mình đánh người mình cả. Không thể nào. Bạch Long Vương cũng khó có thể chấp nhận mình đã mắc phải sai lầm lớn như vậy. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lại, người có Long Vương lệnh lại có thể thi triển 9 chiêu thức của Long Quyền. Ngoài Long Vương ra thì khó có thể là ai khác. Hơn nữa, người này cũng phù hợp đặc điểm mà Hắc Long Vương nhấn mạnh khi gọi đến, Long Vương mới còn rất trẻ. Làm sao có thể? Bạch Long Vương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hắc Long Vương để xác nhận. Long Vương mới, tên là gì? Cuộc gọi vừa kết nối, Bạch Long Vương đã vội hỏi. Ồ, tôi quên nói cho anh biết, Tân Long Vương tên là Diệp Lâm. Lão Bạch, anh đã gặp Long Vương chưa? Giọng nói của Hắc Long phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Cạch, điện thoại di động của Bạch Long đột nhiên rơi xuống đất, toàn thân anh ta như bị sét đánh. Đúng là cậu ta ư, nhiệm vụ anh ta đảm nhận và mục tiêu ám sát hóa ra lại là Tân Long Vương. Bạch Long có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp Long Vương theo cách này. Phịch, ngay sau đó, Bạch Long và Tử Long quỳ một chân xuống. Đồng thanh nói, tham kiến Long Vương đại nhân. Thực ra, lúc tới đây, bọn họ vẫn không phục vị Tân Long Vương này cho lắm, họ cho rằng Hắc Long quá vô dụng, để người ngoài trấn áp. Nhưng vừa rồi, hai người liên thủ vẫn bị Diệp Lâm một quyền đánh bay, thực lực giữa hai bên chênh lệch rất lớn, chẳng khác nào trời với đất. Lúc này, hai người thật sự đã tâm phục khẩu phục, tham kiến Long Vương. Diệp Lâm gật đầu. Nể tình hai người quay đầu kịp thời, mọi chuyện trong quá khứ tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Hai người trở về cao ốc Long Môn đi, chờ ngày mai tôi sắp xếp. Hai người đồng thanh đáp, vâng. Khi hai người đứng dậy, bóng dáng Diệp Lâm đã biến mất từ khi nào. Vị Long Vương mới này đúng thâm sâu khó lường. Bạch Long ngạc nhiên kêu một tiếng, đột nhiên phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đúng là người đàn ông tôi thích có khác, rất đặc biệt. Tử Long cũng rụt rè nói, đáng tiếc là cậu ta quá mạnh, tôi không thể chịu nổi. Chúng ta trở lại Long Môn đi. Bạch Long thở dài, hai, chín người chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để một kẻ ngoài cuộc thống trị Long Môn. Không lâu sau khi Diệp Lâm trở lại Vân Thượng Phong Hoa. Bạch Phi Vi lên lầu gõ cửa, nữ hàng xóm dưới núi lại lên gõ cửa xin gặp, cô ấy nói muốn cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Hả, Diệp Lâm vừa lấy hết bảo vật trong bảo gương ra thì Kim Lũ Y lại đến tìm gấp. Không gặp. Phụ nữ làm sao có thể hấp dẫn bằng những báu vật trước mặt này cơ chứ? Diệp Lâm mân mê với hộp kiếm vô tận và vòng tay Định Hải Châu. Lại lần nữa đóng cửa từ chối. Kim Lũ Y và Trần Thơ Nhã đành phải xuống núi. Y, cậu nói hôm nay Diệp Côn Luân Thần Y đã cứu cậu sao? Trên đường xuống núi, Trần Thơ Nhã tò mò hỏi. Đúng vậy, Kim Lũ Y nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không có anh ta, tay tớ đã không còn nữa rồi. Chính vì vậy mà Kim Lũ Y đã quay lại đây ngay sau khi Kết Thu Quân trở về, muốn đích thân cảm ơn Diệp Côn Luân bí ẩn kia. Nhân tiện,
Cô cũng muốn gặp chàng thanh niên mà cha nuôi từng nói là mạnh mẽ không kém gì mình. Thật đáng tiếc là lại bị từ chối, không thể gặp được. Vị thần y Diệp Côn Luân này chắc chắn là một người tốt, anh ấy đã cứu chúng ta hai lần. Trần Thơ Nhã lấy làm khó hiểu, tại sao anh ấy lại không muốn gặp chúng? À, chẳng lẽ anh ấy là một người sợ giao tiếp? Hai, ngoài việc đến cảm ơn, tớ còn định nhờ Diệp Côn Luân chăm sóc cho cậu nữa. Kim Lũ Y lại thở dài. Chăm sóc tớ, Trần Thơ Nhã khó hiểu, chân tớ gần như đã lành rồi, sao có thể làm phiền Diệp thần y được? Ý tớ không phải vậy. Kim Lũ Y đột nhiên dừng lại, nói với tâm trạng chán nản, tớ muốn anh ta tạm thời bảo vệ cậu. Giống như cha nuôi của Kim Lũ Y đã từng bảo vệ chủ nhân của căn biệt thự đó. Nhưng bây giờ, trong biệt thự có một người mạnh hơn, Kim Lũ Y cũng hy vọng anh có thể tạm thời ra tay để bảo vệ những người xung quanh. Bảo vệ, tớ, Trần Thơ Nhã giật mình, nhìn cô bạn với vẻ bối rối. Bạn thân nhất của cô là chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, sao lại phải tìm người khác bảo vệ cô? Y, hôm nay cậu cứ kỳ lạ thế nào ấy? Trần Thơ Nhã nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay, tớ đã giải quyết được một vụ án lớn, nhưng cũng đắc tội rất nhiều người, tớ sợ sẽ liên lụy đến những người xung quanh. Kim Lũ Y thẳng thắn nói, tớ dự định ngày mai sẽ đến gặp cha nuôi xem ý kiến của ông ấy như thế nào. Vì vậy, trong thời gian tớ đi vắng, cậu phải cẩn thận hơn. Nếu gặp phải người xấu thì phải lập tức chạy lên núi tìm Diệp Côn Luân giúp đỡ. Nếu anh ta vẫn không muốn gặp cậu thì cứ ở trên núi đừng rời đi. Ít nhất ở trước cửa nhà anh ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Trần Thơ Nhã cười khổ, đúng rồi, cha nuôi của cậu là Lý Chiến Thần mà, có ông ấy ở đây, ai dám động vào cậu cơ chứ. Kim Lũ Y không muốn Trần Thơ Nhã lo lắng quá nhiều, vì vậy cũng phụ họa theo, đúng vậy. Cha nuôi của tớ là Chiến Thần U Châu. Không cần phải lo lắng quá, tớ chỉ đề phòng thôi, cậu đã nhớ lời tớ nói chưa đó? Ừ, Trần Thi Á gật đầu mỉm cười, nếu gặp nguy hiểm thì tới chỗ Diệp Côn Luân, tớ nhớ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của bạn mình, Kim Lũ Y không khỏi mỉm cười. Nếu là lúc mới vào bước vào chốn quan trường, có lẽ cô cũng ngây thơ như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian làm việc ở Đô úy phủ, cô đã cảm nhận được quá nhiều điều sự gò bó, đồng thời cũng trải qua rất nhiều chuyện mà cô không thể giải thích được. Lần này, sau khi đánh sập chợ đen Lê Viên, Kim Lũ Y nhận ra rằng mình đã chọc vào một tổ ong bắp cày. Đặc biệt là danh sách trong tay cô đã trở thành một củ khoai tây nóng hổi. Bây giờ, không biết có bao nhiêu người đang mất ngủ, có bao nhiêu người đang mài dao, có bao nhiêu người định tự sát. Chỉ sợ lần này cô sẽ không thể rút lui trong yên bình được. Diệp Côn Luân. Kim Lũ Y quay lại, nhìn căn biệt thự ở lưng chừng núi, miệng lẩm bẩm, sau khi tôi rời đi, hy vọng anh có thể bảo vệ Trần Thơ Nhã, làm ơn. Kim Lũ Y cô đọng giọng nói của mình thành một luồng chân khí, theo gió núi bay về phía xa. Lúc này, Đông Hải, trong viện đình sang trọng, một người đàn ông mặc cổ phục, cầm trên tay một bức ảnh, đôi mắt như dã thú, càng ngày càng hung dữ. Cuối cùng, người đàn ông đập mạnh bức ảnh xuống bàn. Dùng dao găm vào khuôn mặt xinh đẹp trên bức ảnh. Phía trên bức ảnh chính là Kim Lũ Y, đội cận vệ Yến Kinh. Kim Lũ Y thật to gan. Ta nắm giữ trong tay hai thủ đô và 13 khu vực, bối cảnh cao tới tận trời, không ai dám đụng vào. Vậy mà cô lại dám gây rối. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Mất đi chợ đen ở Yến Kinh giống như mất đi một cánh tay, thế lực của người đàn ông bị tổn hại rất lớn. Khiến anh ta không thể giải thích với cấp trên thế nào. Anh ta đập bàn, hét lên điên cuồng. Mạnh Chu Huyền, tên vô dụng này, thậm chí còn đánh mất một danh sách quan trọng. Cả hai người đều đáng chết. Lúc này, một ông già ở một bên khom người nói, đại nhân, Kim Lũ Y là con gái nuôi của Chiến Thần U Châu, Lý Úc Bạch. Nếu động vào cô ta, e là... Con gái nuôi thì sao chứ? Người đàn ông lại gầm lên, nếu cô ta dám phá hỏng địa bàn của tôi. Cho dù là con gái ruột của Lý Úc Bạch thì tôi cũng không để yên đâu. Ông có biết danh sách này sẽ gây chấn động như thế nào nếu nó được công khai không? Sẽ có bao nhiêu người bị kéo vào? Đến lúc đó, tôi thậm chí không thể gánh nổi sự trách phải của các ông lớn phía trên. Con gái nuôi của Chiến Thần thì cũng là cái thá gì? Trong nước có cả chục Chiến Thần giống như ông ta. Nếu đã vi phạm quy tắc thì phải trả giá, thế thôi. Ông già ở một bên sợ hãi lùi lại, không dám nói gì nữa. Đi, cuối cùng, người đàn ông ra lệnh,
hãy để thiên phạt ra tay. Bằng bất cứ giá nào, hãy khiến con nhóc chết tiệt Kim Lũ Y này không bao giờ nói được nữa ồ. Lúc này, nhà họ Trương, Phụng Thiên. Những người hầu trốn thoát khỏi chợ đen Lê Viên trong đêm đã kể cho ông Trương việc Trương Thiếu Gia bị con mãng xà khổng lồ nuốt chửng. Mất đi con trai, Trương Văn Viễn đã ngất xỉu nhiều lần liên tiếp, đau buồn không thôi. Rốt cuộc đó là kẻ nào mà lại dám chống lại nhà họ Trương chúng ta, dám giết con trai Trương Văn Viễn này? Là người giàu nhất Phụng Thiên, nhà họ Trương chưa từng phải trải qua sự chèn ép như vậy bao giờ. Những người hầu sợ đến mức run rẩy, vội vàng đáp, kẻ đó này tên là Diệp Côn Luân. Ban đầu, cậu Trương nhờ bà xà xử lý cậu ta. Sau đó, không biết vì lý do gì, con mãng xà khổng lồ của bà xà lại nuốt chửng cậu Trương. Bà xà, cũng mất tích rồi ạ. Trương Văn Viễn triệu tập năm gia tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi ngay trong đêm. Hay tin bà xà xảy ra chuyện, nhà họ Liễu cũng vô cùng đau buồn và tức giận. Ông chủ, nhà họ Liễu tình nguyện đi đến Yến Kinh, diệt trừ tên nhóc kia, báo thù cho cậu chủ và bà xà. Nhà họ Liễu xung phong ra tay. Im đi, Trương Văn Viễn cũng nhìn mọi người trong nhà họ Liễu với ánh mắt căm hận, con mãng xà khổng lồ mà nhà các người nuôi đã ăn thịt con trai của tôi rồi. Đám súc vật mà các người nuôi quay lại đã làm hại người nhà họ Trương, các người bảo tôi còn có thể tin các người sao? Nghe vậy, mọi người trong nhà họ Liễu đều không nói nên lời, vừa tức giận trước cái chết của bà xà, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Hồ, Hoàng, Bạch, Khôi. Cuối cùng, Trương Văn Viễn ra lệnh, lần này, bốn nhà hãy cùng nhau hành động. Tôi không quan tâm các ông dùng thủ đoạn gì, nhất định phải mang đầu của tên nhóc Diệp Côn Luân kia về cho tôi. Tôi muốn lấy đầu tên nhóc đó để làm lễ tế con trai tôi. Trương Văn Viễn chỉ bỏ qua nhà họ Liễu, hiển nhiên là ông ta đã mất lòng tin với bọn họ, thậm chí còn có phần oán hận. Suy cho cùng, nhà họ Trương chưa bao giờ ngờ rằng những người trong gia tộc sẽ chết dưới tay thuộc hạ của mình. Nghe vậy, tộc trưởng của bốn gia tộc thần bí lập tức đứng dậy, đồng thanh đáp, tuân lệnh. Nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 giờ. Trương Văn Viễn lạnh lùng nói. Nhà họ Trương chúng tôi đối xử tốt với năm nhà các ông không tệ, hy vọng các ông sẽ không để tôi thất vọng lần nữa. Nếu chuyện nhỏ này mà các ông cũng không làm được thì đừng quay lại gặp tôi nữa. Tầng trên cùng của biệt thự, trong một căn phòng thoáng đãng, Diệp Lâm đang đếm lại những dược liệu quý hiếm mà mình thu được, tất cả đều có tuổi đời hơn 100 năm và có tới hàng trăm loại. Những dược liệu này đủ để mình luyện chế đan dược liên tục trong nửa năm. Chuyến đi này, chỉ tính riêng những dược liệu thu thập được thôi đã đủ đáng giá rồi. Việc đội cận vệ Yến Kinh phong tỏa Lê Viên có thể nói là đã giúp Diệp Lâm rất nhiều. Nghe nói cả nước có đến 14 nơi như chợ đen Lê Viên. Diệp Lâm thầm tính toán, sau khi sử dụng hết chỗ dược liệu này, anh sẽ đi những chợ đen khác, chắc hẳn sẽ không thiếu nguyên liệu luyện đan. Bốp! Diệp Lâm đưa tay võ vỗ hộp kiếm vô tán lần nữa, hộp kiếm lập tức mở ra giống như công mở đuôi. Ba thanh kiếm nhỏ phát sáng bắn ra ngoài, giống như pháo hoa bay lên trời, chúng nhảy qua trần nhà và bay thẳng lên trời. Thấy vậy, Diệp Lâm vội vàng vung tay, phải dùng sức mới miễn cưỡng thu được ba thanh kiếm nhỏ về. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã để cho bọn mày chạy mất rồi. Nhìn ba thanh kiếm vây quanh mình, Diệp Lâm cười ngây ngốc. Đồng thời, anh cũng nhận ra ba thanh kiếm này rất khác thường. Nếu là người yếu đuối thì đừng nói đến việc thức tỉnh. Cho dù có được cũng sẽ không khống chế được chúng. Đây là lý do tại sao tất cả các thanh kiếm trong hộp kiếm đều bị đánh cắp, nhưng không ai có thể tìm thấy ba thanh kiếm nhỏ này. Thay vì nói rằng người chọn kiếm thì phải nói là ba thanh kiếm đang chọn chủ nhân thì đúng hơn. Mình có thể điều khiển ba thanh kiếm này sao? Diệp Lâm dùng toàn lực khống chế ba thanh kiếm, cố gắng dùng tâm trí cảm nhận kiếm khí. Vui trong phút chốc, Diệp Lâm cảm thấy đầu óc ong ong, vô cùng tỉnh táo. Ngay sau đó, trong đầu anh dường như hiện lên một bức tranh tráng lệ về kiếp trước và kiếp này của ba thanh kiếm. Diệp Lâm biết được, chủ nhân của ba thanh kiếm này chính là kiếm tiên đại ngụy thời cổ đại, tên của ba thanh kiếm này lần lượt là Phi Tinh, Lưu Thái và Hoa Đính. Ngay sau đó, ba thanh kiếm vung lên, như thể kiếm tiên đại ngụy đang múa kiếm trong không trung vậy. Phóng khoáng và hấp dẫn, một màn múa kiếm đã hoàn thành. Diệp Lâm cẩn thận dung hợp kiếm pháp của kiếm tiên đại ngụy vào trí nhớ của mình. Sắc mặt Diệp Lâm nhất thời trở nên nghiêm túc, anh vung tay như đang vung bút vẽ, khuấy động đất trời. Một luồng chân khí bùng nổ, mang theo ba thanh kiếm, nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể, như thể có ba cánh tay đang cầm kiếm,
mô phỏng hoàn hảo tư thế múa kiếm của Đại Ngụy Kiếm Tiên vừa rồi, kiếm khí bay lên trời mà không hề mất đi sức mạnh. Nhất khí hóa tam kiếm. Diệp Lâm đã dung hợp hoàn hảo khả năng bẩm sinh của mình với ba thanh kiếm này. Giờ đây, ngoài nhất khí hóa kim quang và nhất khí hóa sấm sét ra, anh đã có một chiêu thức khác, nhất khí hóa tam kiếm. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Lâm đồng thời vận dụng hết năng lượng của mình. Ánh sáng vàng rực tỏa ra khắp cơ thể, hai tay anh điều khiển sấm sét và được bao quanh bởi ba thanh kiếm. Thực lực của Diệp Lâm đã đạt đến một tầm cao mới. Giờ phút này, cho dù đối mặt với tông sư nhất phẩm, Diệp Lâm vẫn tự tin có thể nhanh chóng hạ gục đối phương. Thình, thịch, thị chi. Ngay sau đó, Diệp Lâm bay lên trời, vượt qua nóc nhà, tiếp tục hướng về đỉnh núi. Gào. Một tiếng gầm vang lên. Con mãng xà khổng lồ cũng ở trên đỉnh núi, nó chui ra khỏi mặt đất, đối mặt với Diệp Lâm. Sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ xung quanh Diệp Lâm, con mãng xà khổng lồ cũng sợ hãi cúi đầu. Dường như có thể cảm nhận được, dựa vào khả năng đáng sợ hiện giờ, Diệp Lâm có thể giết nó ngay tức khắc. Từ giờ trở đi, mày sẽ ở trong núi này tu luyện, không được phép ra ngoài tùy tiện nếu không có sự cho phép của tao. Diệp Lâm sử dụng xà ngữ để giao tiếp với nó. Nói rồi, Diệp Lâm giơ tay lên, niệm chú tạo trận pháp. Trên đỉnh núi, một trận pháp nhỏ được xây dựng để con mãng xà khổng lồ ẩn náu và tu luyện. Đỉnh núi này được thiên nhiên ưu ái, hội tụ tình hoa nhật nguyệt, lại có thêm trận pháp trợ sức, tu luyện ở đây, dù là người hay sinh vật khác đều có thể đạt được kết quả gấp đôi. Chỉ cần mày nghe theo mệnh lệnh của tao, mỗi tháng tao sẽ cho mày một viên đan dược, giúp mày tu luyện. Khi đến thời điểm thích hợp, tao sẽ giúp mày hóa rồng. Gào, L. Con mãng xà khổng lồ lại kêu lên, dường như đang đáp lại Diệp Lâm. Sau đó, nó chui xuống đất và biến mất. Bởi vì con mãng xà khổng lồ này tinh thông thuật lẩn trốn, nên dù ở trong ngọn núi này nhưng sẽ không bị ai phát hiện, Diệp Lâm có thể yên tâm nuôi dưỡng nó ở đây. Cái gọi là thuật lẩn trốn thực chất là mở ra một tầng không gian khác, cho phép nó tùy ý ra vào. Bề ngoài thì con mãng xà khổng lồ này đang trốn vào trong núi. Nhưng cho dù có người vào hang, chỉ cần con mãng xà khổng lồ không chủ động xuất hiện thì cũng không ai có thể tìm ra dấu vết của nó. Tuy nhiên, những người nhạy cảm có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ví dụ như Kim Lũ Y đang sống dưới chân núi cũng mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của con thú lạ. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra, nhất thời sửng sốt. Trên đỉnh núi không biết lúc nào đã xuất hiện một con mãng xà kỳ dị, nó nhảy cao hàng trăm mét, dưới ánh trăng ẩn hiện dáng vẻ của một con rồng. Sao ở Yến Kinh lại xuất hiện một quái vật như vậy? Kim Lũ Y nhanh chóng rút con dao thắt lưng ra, nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy về phía ngọn núi. Cô rất lo lắng, nếu không kiểm soát được một con quái vật này, nó sẽ tàn phá khắp nơi, làm hại nhiều người dân vô tội. Nhưng sau khi chạy đến ngọn núi, cô lại không thấy con quái vật đâu cả. Quái lại! Nó đi đâu rồi? Kim Lũ Y nhìn quanh đỉnh núi. Một con chăn khổng lồ như vậy có thể trốn ở đâu? Tại sao đột nhiên lại biến mất? Chẳng lẽ cảnh tượng vừa chỉ là ảo ảnh hay ảo giác do cơn buồn ngủ của mình gây ra sao? Tuy nhiên, Kim Lũ Y đã nhanh chóng phát hiện ra manh mối trên núi nhờ khả năng quan sát nhạy bén của mình. Vừa rồi mới có người tới đây, Kim Lũ Y áp người xuống mặt đất, nhìn thấy dấu chân của ai đó trên bãi cỏ. Hơn nữa, cỏ dại xung quanh lại hơi cháy đen, giống như bị sét đánh vậy. Tuy nhiên, dù có tìm kiếm kỹ lưỡng đến đâu thì Kim Lũ Y cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con mãng xà khổng lồ. Kỳ quái, làm sao một con quái vật lớn như vậy lại không để lại dấu vết nào? Kim Lũ Y không biết rằng con mãng xà khổng lồ vừa sử dụng thuật ẩn mình mà nên mới không để lại dấu vết. Chẳng lẽ, người ở đây chính là con quái vật đó? Kim Lũ Y liên kết hai người lại với nhau và đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, là yêu quái trong truyền thuyết sao? Không, không thể nào, trên thế giới này làm sao có yêu quái được? Nghĩ đến đây, Kim Lũ Y vội vàng lắc đầu, vô thức nhìn căn biệt thự ở lưng chừng núi. Cô nghĩ người vừa lên đỉnh núi có lẽ chính là Diệp Côn Luân, chủ nhân của căn biệt thự. Nhưng con quái vật đó là sao? Chẳng lẽ Diệp Côn Luân chính là quái vật đó sao? Lúc xuống núi, Kim Lũ Y rất muốn gõ cửa để hỏi chi tiết. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, đã muộn như vậy rồi, Diệp Côn Luân chắc chắn càng không muốn gặp cô. Nhớ đến ngày mai có việc quan trọng phải làm, cô bèn gác chuyện này sang một bên, xuống núi về nhà ngủ. 2.
Có lẽ là do mình mơ ngủ, mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Lúc này, Diệp Lâm đã trở về phòng. Anh lấy ra lò luyện đan cỡ lòng bàn tay mà sư phụ Dược Vương đưa cho anh, bắt đầu thử chế tạo đan dược. Trước đây, khi ở trong tù, không có nguyên liệu gì nên các phương pháp chế tạo đan dược mà mình học được đều dựa trên giấy. Hôm nay, cuối cùng cũng thu thập được những nguyên liệu quý hiếm này, có thể thực hành rồi. Mặc dù Diệp Lâm đã nghiên cứu rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự bắt đầu chế tạo đan dược. Nên điều chế cái gì trước đây? Trong đầu Diệp Lâm ghi nhớ hàng trăm loại đan. Trước tiên luyện chế một viên trừ tà đan đi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lâm rất hay gặp phải những trường hợp bị hạ độc. Mặc dù pháp thân của anh vốn đã bất khả xâm phạm trước mọi chất độc nhưng những người bình thường xung quanh anh chắc chắn sẽ bị nhiễm độc. Tuy nhiên, nếu mang theo một trừ tà đan bên mình, nó có thể hóa giải mọi chất độc trong phạm vi trăm mét, thậm chí nghìn mét xung quanh, ngay cả người bình thường cũng có thể miễn nhiễm với mọi chất độc và tà khí giống như anh. Tất nhiên, phạm vi an toàn cũng phụ thuộc vào chất lượng của đan dược. Chất lượng của đan dược càng tốt thì phạm vi kiểm soát càng rộng. Sư phụ Dược Vương của anh luyện chế ra một viên trừ tà đan, thậm chí còn có thể bao phủ một thị trấn. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Lâm không có kỹ năng luyện đan mạnh mẽ như vậy, lò luyện đan mà anh sử dụng cũng không thể đạt tới trình độ đó. Lò luyện đan thu nhỏ trước mặt anh có kích thước bằng lòng bàn tay, là một chiếc lò nhỏ mà sư phụ mang theo bên mình, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một loại đan dược. Nếu muốn điều chế những loại đan dược mạnh hơn, bắt buộc phải thay thế bằng một chiếc lò luyện đan tốt hơn. Ví dụ như lò thiên địa nam ở Dược Vương Cốc, được mệnh danh là lò luyện đan tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, Diệp Lâm tạm thời không thể sử dụng lò luyện cấp độ này được, anh phải nắm vững những gì đã học được trước đã. Trừ tà đan. Diệp Lâm chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để luyện đan, lần lượt cho vào lò luyện. Sử dụng chân khí để đốt cháy ngọn lửa, từ từ điều chế. Để thêm 3-4 canh giờ nữa là được. Tất nhiên, chất lượng của đan dược càng tốt thì thời gian điều chế càng lâu. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm thử luyện đan dược, anh cảm thấy nếu có thể luyện chế ra đan dược trong 3-4 canh giờ đã coi như thành công rồi. Miễn không phải là thứ đan dược vô dụng ra lò trong một canh giờ là được. Sau khi hoàn thành những việc này, Diệp Lâm tạm thời không để ý đến lò luyện đan nữa. Tiếp theo, anh cầm chiếc kèn rồng lên. Thử thổi lại nhưng vẫn không được. Có lẽ đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Diệp Lâm tạm thời không đặt nhiều kỳ vọng vào chiếc kèn này. Cuối cùng, Diệp Lâm cầm chuỗi ngọc định hải lên. Đây là một loại pháp khí có phẩm chất không tồi, có thể coi là có giá trị nhất trong 10 dương bảo vật trong chợ đen. Nhưng, có vẻ như nó cần được trau chuốt hơn một chút. Diệp Lâm lại sử dụng chân khí làm một thanh kiếm, bắt đầu mài giữa bề mặt của chuỗi ngọc, khiến chuỗi định hải châu thu nhỏ kích thước, tập trung nhiều sức mạnh hơn, như thể mỗi một viên đều là một ngọn núi lửa sắp phun trào, chỉ cần động vào là sẽ bốc cháy vậy. Sau khi thu nhỏ lại, Diệp Lâm đeo chuỗi hạt lên cổ tay để tiện sử dụng bất cứ lúc nào. Sau khi xem xét tất cả các vật phẩm thu được, anh lần lượt được đưa trở lại bảo gương. Diệp Lâm vẫn mặc nguyên quần áo đi ngủ, chờ đợi kết quả của lò luyện đan ngày hôm sau. Một đêm im lặng trôi qua, sáng hôm sau đã đến, ầm ầm. Cùng với những tiếng ầm ầm vang lên, chiếc vạc nhỏ giống như nước sôi sắp sôi, có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Cạnh, cuối cùng, một âm thanh khẽ vang lên. Nắp lò bật mở. Một mùi đan dược thoang thoảng bay ra, tràn ngập cả căn phòng. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn thì thấy một viên thuốc to như mắt rồng xuất hiện trong lò luyện đan. Anh lấy ra và đếm thật cẩn thận, có hơn 20 đan văn trên đó. 23, Diệp Lâm hưng phấn kêu lên, không ngờ lần đầu tiên luyện đan mà anh có thể chế ra một viên đan dược với hơn 20 đan văn. Cơ sở trực quan nhất để đánh giá chất lượng của đan dược là đan văn trên bề mặt của nó. Càng có nhiều hoa văn và các hoa văn phức tạp thì tác dụng của đan dược sẽ càng rõ rệt. Giống như sư phụ Dược Vương của anh, chỉ cần tùy ý luyện chế cũng đã có được tiên đan với hàng trăm hoa văn, chất lượng phi phàm. Dược sư bình thường có thể luyện chế tối đa 10 đan văn là đã tốt lắm rồi. Diệp Lâm rất hài lòng vì lần đầu tiên mình có thể luyện chế ra một viên trừ tà đan với 23 hoa văn. Dựa theo phạm vi tỏa hương của đan dược, Diệp Lâm ước tính rằng tác dụng của đan dược này có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi. Anh Diệp, có tin tức lớn. Lúc này, Bạch Phi Phi đột nhiên gõ cửa, báo cáo với Diệp Lâm. Sáng nay, thị trường chứng khoán đã mở cửa. Do ảnh hưởng của từ việc kiểm tra thuế 2 ngày nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị đã giảm mạnh.
Tài sản của họ đã giảm hàng tỷ đồng. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Kết quả mà anh mong muốn cuối cùng đã xuất hiện. Nhờ nhà họ Triệu giúp điều tra vấn đề thuế của nhà họ Diệp sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty họ, chuỗi phản ứng dây chuyền này đã nằm trong dự liệu của Diệp Lâm. Hơn nữa, tất cả điều này mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Anh sẽ tự mình lấy lại nhà họ Diệp, tín hiệu về một cuộc phản công cũng đã vang lên. Tập hợp 5 đại gia tộc. Diệp Lâm đứng dậy, bảo bọn họ chuẩn bị tiền tới gặp tôi. Cuối cùng, cuộc họp của Diệp Lâm với 5 gia tộc lớn được tổ chức tại tòa nhà cũ của tập đoàn Bạch Thị. Khi nhà họ Bạch còn ở thời kỳ Hoàng Kim, tòa nhà tập đoàn cũng được coi là một kiến trúc tiêu biểu ở Yến Kinh. Nhưng khi nhà họ Bạch phá sản và bị thanh lý, tòa nhà ngày càng trở nên hoang tàn và đổ nát. Bây giờ, nhà họ Bạch đã trở lại, khởi động lại tòa nhà và bắt đầu trang trí nó. Diệp Lâm đứng ở bên ngoài tòa nhà, không đi vào, thay vào đó lại quan sát bố cục xung quanh, khế cau mày. Sao vậy? Bạch Vi Vi ở bên cạnh hỏi. Những tòa nhà này là sao? Diệp Lâm chỉ vào mấy tòa nhà cao tầng xung quanh, tò mò hỏi. Ồ, đây là công ty của nhà họ Chu. Bạch Vi Vi chỉ vào một tòa nhà, lúc đầu ở đây chỉ có 2 tòa nhà của chúng ta. Sau này, khi nhà họ Chu đấu giá một số lô đất gần đó với giá cao, họ đã xây dựng thêm một số tòa nhà nối tiếp nhau. Nói đến đây, Bạch Vi Vi cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhà họ Chu liên tiếp xây dựng 4 tòa nhà xung quanh nhà họ Bạch. Mặc dù chiều cao thấp hơn tòa nhà của tập đoàn Bạch Thị nhưng nhìn vẫn có hơi không thoải mái. Bạch Vi Vi có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại không giải thích được là gì. Cô có thấy hơi ngột ngạt không? Diệp Lâm hỏi. Ừ, Bạch Vi Vi gật đầu. Diệp Lâm chỉ 4 phía, đông, tây, nam, bắc. Nhà họ Chu xây dựng 4 tòa nhà liên tiếp, tạo thành một thế trận bao vây. Người bị mắc kẹt trong đó chắc chắn sẽ cảm thấy áp bức. Tòa nhà này của các cô bị mắc kẹt bên trong, đã hình thành một bố cục bế tắc rồi. Khó trách nhà họ Bạch của các cô lại suy tàn, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Chu này. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Bạch Vi Vi đã giật mình. Trên thực tế, cô chưa bao giờ tìm hiểu xem có kẻ đứng sau sự suy tàn của nhà họ Bạch hay không. Hôm nay, nghe được phân tích Diệp Lâm, Bạch Vi Vi bỗng nhiên cảm thấy có lý. Nhà họ Chu thật sự rất đáng nghi. Có phải là vì chuyện đó không? Bạch Vi Vi tỏ vẻ bất an, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Chuyện gì cơ? Diệp Lâm tò mò hỏi, anh chưa bao giờ nghe Bạch Thủ Kỳ kể về chuyện này. Nhà họ Chu từng muốn liên hôn với nhà họ Bạch chúng tôi, con trai cả của nhà họ Chu muốn lấy tôi. Bạch Vi Vi cay đắng nói, nhưng anh của tôi đã từ chối. Có lẽ vì sự việc này mà nhà họ Chu đã ghi thù nhà họ Bạch. Trong kinh doanh cũng thường xuyên đối đầu nhau. Bạch Vi Vi chợt nhớ tới, cũng kể từ khi đó, nhà họ Chu đã lần lượt bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng những tòa nhà cao tầng xung quanh tòa nhà họ Bạch. Bạch Vi Vi sợ hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ từ lúc đó nhà họ Chu đã bắt đầu âm mưu hãm hại anh em mình rồi sao? Việc không kết hôn có lẽ chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tuy nhiên, chắc chắn là có cao thủ đã bày trận hãm hại các cô. Mặc dù 4 tòa nhà đều có chiều cao thấp hơn tòa nhà của nhà họ Bạch nhưng chúng tạo thành một hình nhô lên. Nhà họ Bạch bị bao vây, chỉ có một đầu lộ ra, giống như cừu non chờ bị làm thịt. Tuy nhiên, trận pháp bao vây này chỉ có thể tạo ra tình cảnh tiến thoái lưỡng nan chứ không thể tạo ra thế sát được. Vì vậy, tuy nhà họ Bạch sa sút nhưng tính mạng của 2 anh em nhà họ Bạch cũng không gặp nguy hiểm. Chỉ sợ, Diệp Lâm nhìn các tòa nhà xung quanh, cau mày nói, sớm muộn cũng sẽ ra tay. Từ tình thế khó khăn sẽ đi đa ẩn đến bước đường cùng, hoặc có lẽ đại sư phong thủy không đủ năng lực. Tuy nhiên, một khi có cao thủ phụ trách, thi triển bùa chú từ các tầng trên cùng xung quanh tạo ra thế trận diệt rồng thì nhà họ Bạch chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Diệp Lâm không tin nhà họ Chu đã tốn hết công sức bố trí trận pháp này mà lại không có ý định giết rồng. Vậy nên làm gì đây? Bạch Vi Vị lo lắng hỏi. Gần đây, khi các cô bắt đầu dọn dẹp tòa nhà, có chuyện gì kỳ quái xảy ra không? Diệp Lâm lại hỏi. Chuyện kỳ quái, Bạch Vi Vi giật mình, sau đó nói, hôm qua, có một số công nhân bị thương trong lúc thi CNG, số lượng cũng không ít, cái này có tính không? Có, Diệp Lâm gật đầu, với sự áp chế của trận pháp nhốt rồng, nhà họ Bạch các cô có làm gì thì mọi chuyện cũng sẽ không như ý muốn. Công nhân sẽ bị thương khi làm việc, xảy ra sai sót trong công việc. Tóm lại, mọi thứ sẽ không ổn, tất cả đều bị áp chế. Bạch Vi Vi càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, thậm chí có hơi khó tin.
Nếu đúng như Diệp Lâm nói thì có phải quá huyền bí quá rồi không? Nói cách khác, khi nhắc tới lời nói của Diệp Lâm, nếu là người khác, Bạch Phi Vi nhất định sẽ cho rằng đó là lời nói nhảm. Nhưng dù vậy, Bạch Phi Vi vẫn có hơi nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta vào bên trong tòa nhà thử xem. Diệp Lâm đưa Bạch Phi Vi đi vào trong tòa nhà. Nhưng vừa đến gần tòa nhà nhất, còn chưa bước vào cửa hàng. Đột nhiên có tiếng vang trên đỉnh đầu. Kèm theo đó là những lời cảm thán từ những người xung quanh. Bạch Phi Vi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái cửa sổ thủy tinh cực lớn từ trên trời rơi xuống. Cô đột nhiên tái mặt vì sợ hãi, đôi mắt mở to và đứng ngây người tại chỗ. Ngay lúc này, vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Lâm một tay bảo vệ Bạch Phi Vi, tay kia vẫy một cái, đánh văng cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đến nơi không có người ở. Xoảng! Với một tiếng kêu lớn, kính cửa sổ vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi. Vè on! Bạch Phi Vi trốn trong vòng tay của Diệp Lâm, dùng mình sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Nếu vừa rồi cô chỉ có một mình, chẳng phải cô đã chôn thây ở đây rồi sao? Nhớ lại những gì Diệp Lâm vừa nói, dưới đội hình nhốt rồng này, mọi chuyện đều không được thuận lợi. Nếu đã như vậy thì... Ai ra, sao cái cửa sổ kính còn đang tốt lại đột nhiên rơi xuống thế? May mắn là rơi ở chỗ không người, như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Nếu thứ này đụng phải ai đó thì rắc rối to rồi. Rất nhiều người lập tức tụ tập xung quanh, ngạc nhiên và sửng sốt. Đồng thời, mọi người nhận cũng ra người suýt chút nữa bị thương chính là Bạch Phi Vi hai. Giám đốc Bạch, cô không sao chứ? Các công nhân làm việc phía trên bất cẩn quá, tôi sẽ sa thải họ ngay lập tức. Nghe xong lời này, Bạch Phi Vi dần dần bình tĩnh lại, quay qua nhìn Diệp Lâm. Xác định tất cả chuyện này không liên quan gì đến người lao động mà bị ảnh hưởng bởi phong thủy. Không cần đâu, Bạch Phi Vi ra lệnh, cho công nhân nghỉ mấy ngày đi, đừng trách bọn họ. Hôm qua có một công nhân bị thương, hôm nay lại xảy ra tai nạn tương tự, nếu tiếp tục làm việc không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên tạm thời nên dừng thi công trước. Để tránh gây rắc rối. Anh Lâm, anh có biện pháp nào không? Khi lòng tin đối với Diệp Lâm ngày càng lớn, Bạch Phi Vi cũng đổi tên cách xưng hô với Diệp Lâm, gọi là anh Lâm. Diệp Lâm cũng cảm thấy cần phải phá vỡ thế trận này trước, nếu không, cho dù nhà họ Bạch có cố gắng quay lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ thất bấy nhiêu lần mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.